Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 149. Nhận sai hay không nhận sai? Bây giờ là Hàn Tiên đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Nhận sai thì hắn còn mặt mũi nữa không? Không nhận sai. Như vậy sẽ không cần mạng thánh nhân nữa. Như vậy, Hàn Tiên hắn lại có danh tiếng thấy chết mà không cứu. Tuy mấy mạch binh gia đều có tranh đấu, nhưng lúc này, binh gia nhất định phải nhất trí đối phó với bên ngoài, bởi vì Dương Diệp đại biểu cho đạo gia. Bởi vậy, đối với Hàn Tiên, Dương Diệp cho hắn sự lựa chọn này chính là đang cố ý chỉnh hắn. Phía xa, Dương Diệp tuét miệng cười, kiếm trong tay ấn nhẹ, trong phút chốc, giữa chân mày lão giả thánh nhân này xuất hiện một giọt máu chậm rãi rơi xuống. Dương Diệp cười nói, Hàn Tiên, người rất khó quyết định sao? Hay là ngươi cảm thấy ta không dám giết hắn? Hàn Tiên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi thật sự làm cho chúng ta đều kinh ngạc. Ta! Lão tử không có hứng thú nói vô nghĩa với ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên phẫn nộ quát. CBA hơi thở, trong ba hơi thở mà lão tử không thấy được ngươi nhận sai, ta sẽ cắt đầu của thánh nhân này đầu cắt bỏ. 1, 2, 3. Vừa dứt lời giây phút đó, tay của Dương Diệp lại muốn cử động, mà vào lúc này, Hàn Tiên đột nhiên nói. Dương Diệp, là Hàn Tiên ta. Suy. Mà vào lúc này, kiếm của Dương Diệp đã xẹt qua, đầu của lão già kia trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người lập tức trở nên dữ tợn, mà vẻ mặt Hàn Tiên càng khó coi giống như ăn phân vậy. Một kiếm chém đầu thánh nhân này xong, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cả đời Dương Diệp ta thật sự có rất nhiều kẻ thù. Thêm binh ra ngươi không nhiều, bớt binh ra ngươi không ít. Nếu như binh ra ngươi không phục, lập tức tới đạo gia tìm ta, bất kỳ kẻ nào tới khiêu chiến, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào, ta đều nhận. Tuy nhiên, chúng ta không phân thắng bại, chỉ quyết sinh tử. Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên chỉ vào phía Hàn Tiên. Hàn lão chó, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Đám người binh ra các ngươi bây giờ hài lòng chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Bởi vì trọng dạ, giữa hắn cùng binh gia tuyệt đối không có sự thù địch. Đáng tiếc là trước mặt hắn không phải trọng dạ, mà là Hàn Tiên từng có mâu thuẫn với hắn. Vì vậy, chuyện phát triển thành như vậy. Cứ như vậy, Dương Diệp từng bước biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vào lúc Dương Diệp biến mất, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở đó, nam tử trung niên liếc mắt nhìn mọi người, sau đó cười nói. Tiểu sư đệ này của ta quá trẻ tuổi, không hiểu cách làm người, có chỗ nào đắc tội, mong rằng các vị đừng tính toán. Đạo Lăng. Hàn Tiên đột nhiên khẽ nở nụ cười. Phải chúc mừng đạo gia ngươi thu được một thiên tài. Đạo Lăng mỉm cười, sau đó nói. Có người nói hắn hình như đã từng là phù chủ một mạch sát phạt, ôi, cảm ơn binh gia các vị thành toàn, đánh đuổi hắn, nếu không, nếu như người này đại biểu binh gia đi tới thăm hỏi đạo gia ta. Đạo gia ta sẽ rất đau đầu. Thật may, các vị đánh đuổi hắn, thành toàn cho đạo gia ta, ở đây, ta đại biểu đạo gia cảm ơn các vị, ha ha. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Sắc mặt đám người binh gia rất khó coi. Dương Diệp tuyệt đối không trực tiếp rời khỏi binh giới, bây giờ hắn tất nhiên sẽ không rời khỏi binh giới, bây giờ toàn thân hắn đều là vết thương, nếu như rời đi có mệnh hệ nào, ai chịu trách nhiệm. Ở lại binh giới phải bảo đảm an toàn của hắn. Bây giờ nếu như hắn xảy ra chuyện gì, binh gia không tránh khỏi có liên quan. Dương Diệp đi tới chủ phong một mạch sát phạt, hắn chậm rãi đi vào trong đại điện, thoáng cái lại nằm ở trên mặt đất. Bây giờ hắn không có chút sức lực nào. Thật sự mệt mỏi hết lực. Trận chiến vừa rồi đã lấy hết tất cả lực lượng của hắn, không chỉ có vậy, bây giờ cả người hắn từ trên xuống dưới cộng thêm trong cơ thể đã không có một chỗ lành lặn. Tuy nhiên, một trận chiến này đã khiến hắn có thu hoạch cũng rất nhiều. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong cơ thể, hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị cơ thể của hắn, chính hắn lại đang hồi tưởng cuộc chiến đấu cùng lão già lúc trước. Trước đó hắn giao đấu cùng thánh nhân này, đối phương sở dĩ thua hắn, một phần nguyên nhân rất lớn là cách đánh của hắn, cách đánh liều mạng, đối phương căn bản không chịu nổi loại đấu pháp này, Dương Diệp hắn có hồng mông tử khí cộng thêm thiên long hộ thể. Cho nên tiêu hao nổi, đối phương căn bản chịu tiêu hao được bằng hắn. Tuy nhiên, hắn cũng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Đó chính là khống chế ý thức chiến đấu cùng các loại lực lượng còn xa mới bằng đối phương, thành tựu của đối phương cách xa hắn.
Nếu như không phải hắn lấy cách đánh mạng đổi mạng, làm cho loại kỹ xảo này của đối phương không phát huy ra được hiệu quả quá lớn, hắn tuyệt đối không làm gì được đối phương. Mà sau trận chiến này, Dương Diệp phát hiện, nhận thức của mình về rất nhiều thứ đều rõ ràng. Đặc biệt là kiếm đạo. Cho dù hắn cũng tu thể, nhưng kiếm đạo mới là chủ yếu, vừa rồi khi giao đấu cùng đối phương, hắn cảm ngộ được rất nhiều điều. Đến loại cảnh giới thánh nhân này, bọn họ có thể mượn lực lượng thiên địa, thậm chí lực lượng bao trùm trong thiên địa, còn có thể vận dụng các loại lực lượng nguyên tố, nhưng Dương Diệp phát hiện cơ thể của mình mới là căn bản. Không quan tâm ngươi muốn thao túng lực lượng gì, nhưng ngươi đều nhất định phải lấy cơ thể mình làm chất trung gian. Cái gọi là tu luyện thật ra từ trên căn bản chính là tu luyện cơ thể, tu luyện đầu, tu luyện tâm của mình. Não, cơ thể, tâm, đương nhiên, còn có hồn. Về phần ý niệm, tinh thần, những điều này đều thuộc về phạm vi của não. Không thể nghi ngờ, đây là một phát hiện mới của Dương Diệp. Nói chung, không đánh không biết, vừa đánh Dương Diệp mới phát hiện, mình có rất nhiều nơi chưa đủ, cũng phát hiện ra rất nhiều điều trước hắn không hiểu. Thời gian dần trôi qua, trong cơ thể Dương Diệp được Hồng Mông Tháp chữa trị, đã khôi phục lại. Tuy nhiên, Dương Diệp vẫn chưa thức dậy, mà bước vào trong phòng tu luyện. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, cả người giống như lão tăng nhập định. Tổng kết, bây giờ hắn chính là đang tổng kết những điều mình lĩnh ngộ được lúc trước. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể hiểu thấu mấy thứ kia, sau đó hấp thu, thực lực của hắn sẽ nhận được một biến hóa về chất. Trong hiện thực, trong đám mây binh giới, Hàn Tiên đi tới đỉnh của đám mây, cách đó không xa là một lão già ngồi xếp bằng. Người này chính là binh tổ binh gia. Hàn Tiên đi tới trước mặt lão già, sau đó cung kính thi lễ. Làm mọi chuyện càng phức tạp hơn. Binh tổ đột nhiên nói, Hàn Tiên im lặng không nói. Binh tổ nói, ta biết trước đây đệ tử của ngươi đi tới đạo gia bị người đạo gia giết chết, trong lòng ngươi bất mãn, ngươi muốn ăn miếng trả miếng. Nhưng ngươi phải nhìn thấy rõ ràng người tới là ai. Hàn Tiên trầm giọng nói. Ta không ngờ được thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức độ này. Minh Tổ nói. Đúng vậy, cũng không ngờ được hắn trưởng thành đến mức độ này, thực sự khiến người ta có phần kinh ngạc, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hàn Tiên nói. Lão Tổ gọi ta tới là quyết định điều gì sao? Minh Tổ khẽ gật đầu. Lần này... Nếu như hắn bình yên rời đi thì mặt mũi của binh gia ta sợ rằng thật sự sẽ bị quét sạch. Hơn nữa, bây giờ người này cũng xem là kẻ thù của binh gia ta, cho nên. Nói đến đây, binh tổ đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Không ngờ được lại có một vị khách không mời mà đến. Hàn Tiên quay đầu lại, nơi đó có một nam tử không cánh tay chậm rãi đến. Nhìn thấy người này, Hàn Tiên nhíu mày và đang muốn nói, lúc này. Nam tử không cánh tay này đột nhiên nhìn về phía hắn. Cút sang một bên. Vừa dứt lời, cũng không thấy hắn làm gì, chỉ thấy Hàn Tiên trực tiếp bị một lực lượng cường đại đẩy đến ngoài mấy nghìn trượng. Ngoài mấy ngàn trượng, hai mắt Hàn Tiên trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Nam tử không cánh tay tuyệt đối không để ý tới Hàn Tiên, mà trực tiếp đi tới trước mặt binh tổ và ngồi xuống, sau đó nói. Dương Diệp này là người của ta. Binh tổ khẽ nói. Sau đó thì sao? Nam tử không cánh tay cười nói. Giữa đám tiểu bối chơi thế nào cũng không sao, hắn chơi không nổi, hắn chết là do tài nghệ của hắn không bằng người. Nếu như thế hệ trước tính kế với hắn, ta nói chính là ngươi, nếu như ngươi tính kế với hắn. Nói đến đây, nam tử không cánh tay hơi cong khóe miệng. Ngươi nếu dám tính kế với hắn, ta lại tính kế với binh gia ngươi, ta có thể cam đoan với ngươi, ngoại trừ ngươi. Tất cả mọi người của binh gia sẽ chết sạch sẽ. Binh tổ mỉm cười. Người có năng lực này sao? Nam tử không cánh tay cười hì hì. Có hay không, trong lòng ngươi không tính toán được sao? Binh tổ nheo mắt lại, nhìn nam tử không cánh tay rất lâu, cuối cùng, hắn mỉm cười. Không ngờ được viện trưởng Vũ Đế Học Viện là hậu trường của Dương Diệp. Ta ngược lại hơi tò mò. Vũ Đế Học Viện ngươi không phải không tham dự vào tranh đấu của thế tục sao? Thế nào, không sợ Vũ Đế Học Viện biến mất khỏi trên đời này? Nam tử không cánh tay khẽ nói. Vũ Đế Học Viện biến mất, ha ha, ngươi thật sự cảm thấy Vũ Đế chết rồi sao? Minh Tổ nhíu mày. Nam tử không cánh tay đứng lên. Minh Tổ, nói thật, nếu như không phải bởi vì có một số việc phải làm,
ta không ngại vui đùa cùng binh gia ngươi một chút, vui đùa cùng bốn nhà lớn ngươi một chút cũng được. Cuối cùng, Dương Diệp có thể chết, nhưng không thể chết được ở trên tay mấy người lão tổ các ngươi, nếu như các ngươi ra tay đối phó hắn, một khi hắn bị các ngươi giết chết, lão tử không còn lo lắng gì. Nói đến đây, hắn hơi cong khóe miệng, vẻ tươi cười có chút dọa người. Ta điên lên, bản thân ta cũng sợ hãi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mới đi được vài bước, hắn lại ngừng lại, sau đó lại nói. Ngươi nghĩ không sai, ta chính là đang uy hiếp, lão tử bây giờ sở dĩ có chút lo lắng, là bởi vì bị kẻ cầm kiếm kia kìm chế, mặc dù lão tử bị kìm chế cũng bởi vì Dương Diệp hắn còn sống, nếu như hắn đã chết, tất cả cũng không có ý nghĩa gì với ta nữa. Khi đó, ta lại làm cho đại thiên vũ trụ này chôn cùng hắn. Nói xong, hắn cười ha ha, biến mất ở chân trời. Theo nam tử không cánh tay rời đi, ở đó rơi vào trong im lặng. Minh Tổ ngồi xếp bằng dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, Hàn Thiên đi tới trước mặt Minh Tổ. Lão Tổ, người này là viện trưởng Vũ Đế Học Viện sao? Minh Tổ khẽ gật đầu. Ban đầu Vũ Đế Học Viện là do Vũ Đế sáng lập ra, mà năm đó, Vũ Đế chẳng biết tại sao lại biến mất một cách thần bí. Sau đó viện trưởng Vũ Đế Học Viện liền đổi người. Vũ Đế biến mất. Hàn Thiên cuối tuần nói, Vũ Đế cũng là cường giả cấp lão tổ, ai có thể làm cho hắn lặng lẽ biến mất được. Minh Tổ nói, năm đó bốn nhà lớn chúng ta đều có đi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Hiện tại xem ra Vũ Đế còn sống trên đời, mà nam tử không cánh tay này. Nói đến đây, Minh Tổ nhíu mày. Đối phương là ai? Hàn Thiên hỏi. Minh Tổ khẽ lắc đầu. Sau khi Vũ Đế Học Viện đổi viện trưởng, bốn nhà lớn chúng ta mặc dù có đi tiếp xúc qua, nhưng người này có một chút thần bí, chưa bao giờ xuất hiện qua ở trong mắt người đời. Mà bây giờ, đối phương vừa đi ra lại là vì Dương Diệp này. Lão Tổ cũng không có cách nào giết hắn sao? Hàn Tiên đột nhiên hỏi. Minh Tổ liếc nhìn Hàn Tiên, sau đó nói. Chúng ta cũng không phải vô địch, nếu như cường giả tổ cảnh là vô địch. Vậy năm đó người tiền sử cùng những chủng tộc thần tộc kia cũng sẽ không kẻ biến mất, kẻ lại xuống dốc. Hàn Thiên cúi đầu, im lặng không nói. Minh Tổ đứng lên. Càng lúc càng nhiều chuyện đã rõ ràng hơn. Truyền lệnh cho trọng giả trở về, binh gia ta cần phải có một vị dám đánh dám chịu. Nghe thấy Minh Tổ nói vậy, đầu Hàn Thiên thấp hơn, không biết đang suy nghĩ gì. Minh Tổ lại nói. Chuyện bên trong binh gia, không quan tâm có ân oán gì. Mâu thuẫn gì đều dừng lại ở đây, hiểu chưa? Hà Tiên khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Lão già liếc nhìn Hàn Tiên, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đám mây lại yên tĩnh. Một mạch sát phạt, chủ phong. Trong đại điện, bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn còn đang bế quan tìm hiểu. Mà ở bên ngoài đại điện, viên lão ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời đám mây, sau đó lại liếc mắt nhìn đại điện chỗ của Dương Diệp. Cuối cùng xoay người rời đi. Thời gian dần trôi qua, bên trong Hồng Mông Tháp đã qua nửa năm. Trong lúc, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú thỉnh thoảng tới bên trong phòng tu luyện của Dương Diệp nhìn qua, thấy Dương Diệp không tỉnh, hai vật nhỏ bĩu môi, sau đó thất vọng rời đi. Mỗi ngày hai vật nhỏ đều sẽ đến ba lần, sáng một lần, buổi trưa một lần, tối một lần, nhiều lần Tiểu Bạch cũng không nhịn được chạy tới trên vai Dương Diệp, bóp miệng của Dương Diệp. Biểu tình của nàng như đang nói, luyện gì mà luyện, đứng lên chơi đi. Thiên Tú có chút hiểu chuyện hơn, sẽ lôi Tiểu Bạch đi. Thời gian dần trôi qua, đảo mắt lại qua nửa năm, một sáng sớm nào đó, Tiểu Bạch cùng Thiên Tú lại tới. Tiểu Bạch vừa nhảy tới trước mặt Dương Diệp liền cẩn thận nhìn mắt Dương Diệp, thấy Dương Diệp không mở mắt, nàng chớp chớp mắt, sau đó lắc cái đầu nhỏ và muốn xoay người rời đi, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Phát hiện ra cảnh tượng như vậy, đôi mắt Tiểu Bạch lập tức trợn tròn. Trong ánh mắt Dương Diệp có chút mờ mịt, còn có một chút tang thương. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên dùng móng nhỏ gãi vào mặt của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp lập tức khôi phục lại bình thường. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Tiểu Bạch tuét miệng cười, đầu cà cà vào cằm của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lắc đầu cười. Lần này, hắn trải qua thật sự rất nhiều điều. Ngay từ lúc đầu, chỉ là tìm hiểu vài thứ mình lĩnh ngộ, tới cuối cùng, hắn càng ngộ càng sâu, hiểu ra càng lúc càng nhiều chuyện, cho nên lần này, một lần lĩnh ngộ chính là một năm. Đương nhiên,
thu hoạch cũng đặc biệt nhiều, đầu tiên, hắn đã từ tiểu thiện cảnh thăng cấp đến đại thiện cảnh. Nâng cao này đã nâng cao thực lực chỉnh thể của hắn lên rất lớn. Giữa đại thiện cảnh cùng thánh nhân chỉ thiếu có một bước, nói với người khác có khả năng một bước này cách xa một trời một vực, nhưng với Dương Diệp hắn lại thật sự chỉ thiếu có một chút. Bây giờ hắn đối mặt với một vị thánh nhân sẽ hoàn toàn không khiếp sợ, phải nói là hắn đã có lòng tin rất lớn có thể chiến thắng thánh nhân, không giống trước. Ngoại trừ cảnh giới ra, bản thân hắn còn có một sự nâng cao. Kiếm đạo. Trước đó hắn sở dĩ tìm hiểu thật ra chính là đang tìm hiểu kiếm đạo của mình. Cái gọi là tìm hiểu, nói đơn giản chính là suy nghĩ khuyết điểm của mình, suy nghĩ tới ưu điểm của người khác, suy nghĩ tới tất cả khả năng. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, ôm Tiểu Bạch kéo Thiên Tú đi tới thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp khẽ động tay, ở trong lòng bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Đoạn tội. Nhìn kiếm trong tay một lát, tâm niệm Dương Diệp thoáng động và thu đoạn tội vào, cùng lúc đó, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua rất lâu, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười. Những năm gần đây, kiếm đạo của hắn bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, sau đó lại từ phức tạp đến đơn giản, quá trình này không ngừng lặp lại, mỗi lần đều sẽ làm kiếm đạo của hắn nâng cao một tầng mới. Mà lần này, kiếm đạo của hắn từ đơn giản biến thành phức tạp. Trước đó, kiếm của hắn chính là kiếm, đơn thuần là kiếm. Bây giờ hắn cảm thấy, kiếm chẳng đơn thuần là kiếm nữa. Chỗ cường đại của thánh nhân ở đâu? Ở chỗ đối phương có thể lợi dụng lực lượng thiên địa, lợi dụng lực của vạn vật, cường giả dưới thánh nhân chỉ có thể mượn lực của vạn vật, nhưng thánh nhân lại khác, bọn họ không phải mượn mà thật sự nắm giữ lực của vạn vật. Dương Diệp hắn lựa chọn mượn lực. Đoạn tội xuất hiện lần nữa ở trong tay của Dương Diệp rồi lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp và chấn động mạnh. Cùng lúc đó, xung quanh có rất nhiều lực lượng lập tức tập trung vào trong đoạn tội. Rất nhiều lực lượng bao hàm năng lượng ngũ hành, linh khí trời đất, lực không gian, cùng với tất cả lực lượng Dương Diệp hắn nắm giữ. Mục đích của Dương Diệp rất đơn giản, đó chính là tập hợp tất cả những thứ hắn học được vào cùng một điểm, dung hợp ở trên mũi kiếm. Mạnh mẽ dung hơn. Nói đơn giản một chút, hắn muốn tập hơn tất cả lực lượng có thể có của mình vào một điểm, dung hợp đến trên mũi kiếm. Đây là chỗ phức tạp của hắn. Tuy nhiên, điều này cần một quá trình. Hơn nữa, suy nghĩ thì đơn giản nhưng làm có chút khó khăn. Tiểu Bạch cùng Thiên Tú đã phía cách nhìn Dương Diệp, thời gian dần trôi qua, kiếm trước mặt Dương Diệp chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên, Dương Diệp bấm tay bắn ra, điểm vào trên thanh kiếm này. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, đoạn tội trước mặt Dương Diệp trực tiếp hóa thành một điểm kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhỏ. Đường kiếm quang này nhỏ đến mức Dương Diệp cũng chỉ có thể nhìn thấy được một điểm, giống như đầu kim nhọn. Mà không chỉ nhỏ, còn mạnh mẽ. Trong điểm kiếm quang này ẩn chứa lực lượng rất khủng khiếp. Khi điểm kiếm quang ấy biến mất ở cuối chân trời, trong toàn bộ thiên địa đều mờ ảo. Thật sự mờ ảo. Mờ ảo này có nghĩa là trời đất này đã không chịu nổi loại lực lượng này. Nhưng Dương Diệp là lắc đầu. Không đủ. Dứt lời. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lực lượng một kiếm này tuy đặc biệt khủng khiếp, nhưng không đạt được như hắn mong muốn. Hắn thấy, chắc hẳn có thể còn mạnh hơn. Phải biết rằng sở học cả đời này của hắn là nhiều tới mức nào, đặc biệt là lực lượng thân thể của hắn không thua gì kiếm đạo. Bây giờ, hắn đã dung hợp lực lượng thân thể vào trong kiếm đạo, cũng chính là cơ thể thật sự trợ giúp kiếm đạo. Cho nên hắn thấy một kiếm này của hắn chắc hẳn còn mạnh hơn. Có thể còn mạnh hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tâm niệm của Dương Diệp thoáng động, đoạn tội lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, trong phút chốc, thanh đoạn tội trước mặt hắn lại chấn động. Mà vào lúc này, một tòa tháp nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, một đạo kiếm quang khủng bố trực tiếp chấn động đến ngoài nghìn trượng. Dương Diệp. Tòa tháp nhỏ này còn không dừng lại, vẫn muốn ra tay. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, sau đó ôm chặt lấy tháp nhỏ. Phía xa, Dương Diệp thấy Hồng Mông Tháp tức giận thì có chút xấu hổ, vừa rồi hắn quên mất ở bên trong Hồng Mông Tháp này không thể làm loạn. Uy lực một kiếm vừa rồi đã làm thế giới này bị tổn thương. Cuối cùng, được Tiểu Bạch khuyên bảo, Hồng Mông Tháp mới không truy cứu. Tuy nhiên, khi nó rời đi đã lướt đến xoay chuyển ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, rõ ràng là đang cảnh cáo.
Tiểu Bạch đi tới trước mặt Dương Diệp, móng nhỏ vuốt. Dương Diệp lắc đầu cười, khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Cảm ơn ngươi. Không có Tiểu Bạch, sợ rằng hắn sẽ không phải chỉ bị cảnh cáo, mà sẽ bị đánh một trận đấy. Tiểu Bạch tuét miệng cười, bay đến trên vai Dương Diệp, đầu nhẹ nhàng cả cả Dương Diệp. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà là chơi cùng Tiểu Bạch cùng Thiên Tú trước. Hai tiểu tử kia chờ hắn đã một năm rồi. Sau hai ngày, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Mới ra khỏi đại điện, Dương Diệp lại gặp phải Viên Lão. Binh giới có động tĩnh gì sao? Dương Diệp hỏi, hắn cũng không che giấu chuyện mình ở lại binh giới, bởi vậy binh giới biết bây giờ hắn ở chủ phong một mạch sát phạt. Viên Lão khẽ lắc đầu. Không có động tĩnh gì. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Viên Lão, lần này ly biệt, chẳng biết tới lúc nào mới có thể gặp lại. Không quan tâm ngươi là ai, cảm ơn ngươi đã từng chiếu cố cùng giúp đỡ. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp ôm quyền chào Viên Lão, sau đó rời đi. Tiếp theo ngươi sẽ đi tới nhà nào? Viên Lão đột nhiên hỏi một câu. Dương Diệp cười nói. Phật gia, ta đã muốn đi tới đó lâu rồi. Viên Lão nói. Bọn họ sợ rằng chắc chắn sẽ không thả ngươi đi. Dương Diệp mỉm cười. Phật gia có lòng từ bi, sẽ không làm khó ta. Sợ rằng sẽ không đâu. Viên Lão nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không có việc gì, vừa vặn ta tu luyện thành công, muốn giết chết mấy người luyện tay một chút. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, xoay người biến mất ở phía chân trời. Vào giây phút Dương Diệp rời khỏi binh giới, vô số người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ dĩ nhiên là biết chuyện Dương Diệp không rời khỏi binh giới. Đối với thiên tài Dương Diệp có thể giết thánh nhẫn này, binh giới hiển nhiên không muốn tiếp tục ầm ĩ cùng hắn nữa. Binh giới tuy vẫn có cường giả thánh nhân, hơn nữa còn có thánh nhân càng mạnh mẽ hơn, nhưng bọn họ không có khả năng phải ra. Phái thánh nhân ra thì có phần quá đáng. Binh gia cùng đạo gia còn chưa tới mức ngươi chết ta sống. Mà bây giờ, Dương Diệp rời đi, chuyện này xem như tuyên bố kết thúc. Sau khi Dương Diệp rời khỏi binh giới, ở lối vào binh giới, hắn nhìn thấy nam tử trung tuổi kia, cũng chính là người bảo vệ binh giới. Dương Diệp mỉm cười. Làm cho ngươi thất vọng rồi, ta vẫn sống sót đi ra, nói xong, hắn trực tiếp vòng qua người bảo vệ binh gia, biến mất ở cuối chân trời. Điểm kế tiếp, Phật gia. Dương Diệp tuyệt đối không trực tiếp đi tới Phật Lia, mà đi tới di tích tiền sử. Đối hắn bây giờ, cũng không cần vội đi hỏi thăm ba nhà lớn, cũng chẳng phải sốt ruột. Dù sao đạo gia cũng không cho hắn thời gian hạn chế, bây giờ hắn cần nhất là nâng cao thực lực chính mình. Mà lần này hắn tới di tích tiền sử, là muốn thỉnh giáo một vài chuyện. Dương Diệp bước vào trong di tích thần bí này, nhìn thấy quan tài này. Chúc mừng! Bên trong quan tài truyền ra một giọng nói. Đạt được đại thiện cảnh, thực lực bản thân cũng đạt tới một trình độ mới. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ở trong mắt tiền bối. Sợ rằng chút thực lực ấy hoàn toàn không đủ nhìn. Đủ nhìn. Âm thanh này nói. Cho dù chúng ta không kém, nhưng cũng không cường đại như ngươi tưởng. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Ta không lại quanh co nữa. Lần này ta tìm đến tiền bối là muốn xin chỉ giáo thế hệ trước vận dụng lực ngũ hành thế nào, không biết tiền bối có thể chỉ giáo hay không. Có thể nói là người thần bí trước mắt này vận dụng lực lượng ngũ hành rất khủng khiếp. Mà hắn lại có phần kém về chuyện vận dụng lực lượng này, dẫn đến uy lực của một kiếm kia của hắn không có cách nào nhận được biến hóa lớn nhất. Người thần bí kia im lặng một hồi lâu, sau đó nói. Xem ra, ngươi thật sự đã hiểu rồi. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Người thần bí nói. Tiềm lực của con người là vô cùng vô tận, nhưng lực lượng lại có hạn. Khi lực lượng của chúng ta không có cách nào tăng cao, vào thời điểm này, chúng ta phải học cách, mượn đủ loại lực lượng chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mượn thế nào, sau khi mượn tới lại dùng thế nào, đây cũng là một vấn đề. Nói đến đây, người thần bí dừng lại một lát, sau đó nói. Thật ra, có thể sử dụng lực lượng thiên địa nhất là linh vật, linh vương, linh chủ. Linh chủ. Dương Diệp nghĩ đến Tiểu Bạch đầu tiên, thỉnh giáo Tiểu Bạch sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp liền bị hắn hủy bỏ. Tiểu Bạch không thích nhất là tu luyện, nàng cũng không biết rõ về năng lực của mình, nàng dùng năng lực của mình đều xuất phát từ bản năng.
Nói một cách đơn giản, nàng chính là đói, mới có thể nhớ tới muốn ăn cơm, lúc không đói bụng, nàng căn bản không biết phải ăn cơm. Mà cho dù nàng biết dùng lực lượng thiên địa cũng là xuất phát từ bản năng, người bảo nàng nói dùng như thế nào, nàng chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Lúc này, người thần bí kia lại nói. Năm đó tộc ta vì muốn biết cách lợi dụng lực của vạn vật, cố ý thỉnh giáo một vài linh chủ, cho nên có chút tâm đắc về việc vận dụng lực của vạn vật. Dương Diệp liếc nhìn quan tài này. Tiền bối có điều kiện gì? Người thần bí nói. Có, tuy nhiên người bây giờ vẫn làm không được, nếu như người bằng lòng, có thể đáp ứng ta trước, trong tương lai không lâu có thể giúp ta một việc. Dương Diệp nói. Giúp việc gì? Người thần bí kia nói. Bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì, nói chung, đến lúc đó nếu như người cảm thấy khó xử, có thể không giúp, thế nào? Dương Diệp cười nói. Ta không có lý do gì từ chối, không phải sao? Người thần bí kia nói. Cứ quyết định như vậy đi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Người thần bí nói. Vạn vật có linh, người muốn mượn lực của vạn vật thì nhất định phải học được, dung linh. Cái gọi là, dung linh, chính là dung nhập chúng, ép mượn cùng chúng tự nguyện giúp đỡ người có sự khác biệt rất lớn. Nếu như là người khác muốn làm được, dung linh, có thể rất khó khăn, nhưng đối với người lại khác. Ngươi gặp may mắn, bởi vì ngươi có linh chủ, có nàng trợ giúp, ngươi muốn dung linh sẽ biến thành một chuyện đơn giản. Tiểu Bạch, Dương Diệp nói, ta nên làm như thế nào? Người thần bí không nói gì, lúc này, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, rất nhanh, Dương Diệp đi tới trong một mảnh thế giới xám mịt mờ. Thế giới này có cuồng phong, có mưa xối xả, có lôi điện, có sóng thần, có ngũ hành năng lượng nói chung, có tất cả lực lượng thiên nhiên. Đối với loại cường giả cấp bậc như hắn, thật ra những lực lượng này cũng không mấy khủng khiếp. Đương nhiên, bây giờ hắn cần phải làm là cách mượn những lực lượng này, dung nhập những lực lượng này vào trong kiếm của mình, làm cho uy lực kiếm của mình nhận được biến hóa lớn nhất. Theo người thần bí kia hướng dẫn, Dương Diệp càng thêm kính nể chủng tộc của người tiền sử này. Hệ thống hóa. Người tiền sử bọn họ có một bộ phương pháp tiêu chuẩn đối với mỗi một loại lực lượng. Có phương pháp kia, muốn học được chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như là người khác có thể sẽ học rất lâu, nhưng Dương Diệp hắn lại khác. Vì sao? Bởi vì ở bên cạnh hắn có Tiểu Bạch, những lực lượng này hoàn toàn không bài xích hắn, thậm chí khi Tiểu Bạch xuất hiện, những lực lượng xung quanh này còn chủ động tới gần hắn. Lần này, Dương Diệp có thể nói là nhờ phúc của Tiểu Bạch. Thời gian dần trôi qua, được người thần bí chỉ dẫn, còn có Tiểu Bạch trợ giúp. Có thể nói Dương Diệp vận dụng lực vạn vật trong thiên địa đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ Dương Diệp, Tiểu Bạch cũng trưởng thành rất lớn. Bây giờ, một cường giả đại thiện cảnh cũng đừng mong giết nàng, không đúng, nàng bây giờ hoàn toàn có giết một cường giả thực lực đại thiện cảnh. Mà dựa theo cách nói của người thần bí kia, nếu như Tiểu Bạch bằng lòng tu luyện, bây giờ chỉ cần nàng nghiêm túc tu luyện, hoàn toàn sẽ không kém hơn cường giả thánh nhân cảnh sai. Đáng tiếc là Tiểu Bạch không muốn tu luyện. Lần này nàng tu luyện chủ yếu là bởi vì có Dương Diệp, theo nàng, tu luyện cùng Dương Diệp chính là đang chơi đùa, cho nên nàng bằng lòng tu luyện. Nếu bảo nàng tu luyện một mình, nàng nhất định sẽ phát điên. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, được người thần bí chỉ đạo, lúc này cả người Dương Diệp từ trong đến ngoài đều phát sinh một lần lột xác về chất. Ở trong thế giới xám mịt mờ, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, ở trước mặt hắn là Đoạn Tội. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, cả người nhập định. Mà ở trên vai Dương Diệp, hai mắt Tiểu Bạch cũng khép hờ, học theo dáng vẻ của Dương Diệp, tuy nhiên, thỉnh thoảng nàng sẽ mở một con mắt lén liếc nhìn Dương Diệp. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, thanh Đoạn Tội trước mặt hắn chấn động mạnh, trong phút chốc, một đường kiếm quang trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Có thứ gì nổ tung? Thế giới mờ ảo vỡ vụn. Trong đại điện, Dương Diệp mở mắt. Lúc này, người thần bí kia nói. Một kiếm kia không tệ. Dương Diệp mỉm cười. Ta cũng cảm thấy tạm được. Người thần bí nói. Chỉ còn thiếu một chút, tuy nhiên bây giờ ngươi không thể nắm giữ mấy thứ này, ngươi cần phải có một quá trình lớn lên. Dương Diệp cười nói. Cảm ơn đã chỉ điểm. Người thần bí kia nói. Nếu như ngươi yên tâm, có thể để cho linh chủ ở lại chỗ này của ta, tối đa một năm. Nàng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng theo ngươi thứ lỗi cho ta nói thẳng, có chút mai một thiên phú của nàng, linh chủ không nên chỉ biết tỏ ra dễ thương.
Dương Diệp. Dương Diệp vẫn không nói gì, Tiểu Bạch đã giơ lên móng nhỏ xua xua với quan tài này. Từ chối. Từ chối đặc biệt quyết đoán. Tiểu Bạch vừa nhìn về phía Dương Diệp, biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không ở lại. Chơi ở nơi quỷ quái này hoàn toàn không vui. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía quan tài này. Ý tốt của ngươi, ta với Tiểu Bạch cũng xin nhân. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, nàng muốn đi cùng ta. Người thần bí kia nói. Ngươi rất giỏi, có thể làm cho một vị linh chủ dính ngươi như vậy, ở trong tộc ta cũng không có người có thể làm được. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó mỉm cười, tiếp theo, hắn nhìn về phía quan tài này. Tiền bối, như vậy đi, sau này ta sẽ thường dẫn theo nàng về đây tu luyện, sau đó nhờ tiền bối chỉ điểm cho nàng, cũng chỉ điểm ta. Người thần bí kia nói. Có thể. Thấy đối phương không từ chối, Dương Diệp dĩ nhiên vui mừng, hắn không biết thực lực đối phương thế nào, nhưng tuyệt đối là rất mạnh, đối phương bằng lòng chỉ đạo chính là chuyện tốt cho hắn cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật ra lại chẳng hề để ý, trở nên mạnh mẽ gì đó, nàng thật sự không quan tâm, chơi vui mới là quan trọng nhất. Dương Diệp ôm quyền nói với quan tài này. Cảm ơn, tiền bối, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, vậy xin cáo từ trước. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Tiểu Bạch quay đầu lại liếc nhìn quan tài này, mắt nàng xoay chuyển, dường như có chú ý gì đó. Lúc này... Dương Diệp đột nhiên vỗ nhẹ vài cái vào đầu nhỏ của nàng, sau đó trừng mắt với nàng. Trong mắt Tiểu Bạch xoay chuyển, Dương Diệp lại biết được nàng muốn làm gì. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào quan tài này, sau đó chớp chớp mắt. Đây là bảo bối. Ý của nàng. Dương Diệp lại vỗ một cái vào đầu của nàng. Bảo bối cũng không thể nghĩ tới, có biết không? Móng nhỏ của Tiểu Bạch lại vung vẩy, biểu thị đây thật sự là bảo bối. Dương Diệp nhéo đầu của Tiểu Bạch. Chúng ta đi nơi khác cướp bảo bối, được không? Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, biểu thị đang hỏi, chỗ nào? Dương Diệp hơi cong khóe miệng. Đi Phật gia, nghe nói đám lừa ngốc kia có rất nhiều bảo bối, chúng ta đi hóa duyên. Phật gia. Lần này, nơi đến của hắn chính là Phật gia. Dương Diệp rời khỏi di tích tiền sử và đi tới trong tinh không mênh mông. Phật gia ở lối vào Phật giới. Lối vào Phật giới ở yêu giới. Phật giới thuộc về thánh địa, là không gian độc lập được mở ra ở trong đại thiên vũ trụ, ở xung quanh mảnh không gian này đều có trận pháp cường đại bảo vệ, muốn mạnh mẽ tập kích đột phá hàng rào không gian để bước vào trong đó, sợ rằng cũng chỉ có cường giả cấp bậc lão tổ mới có thể làm được. Dương Diệp hắn bây giờ hoàn toàn làm không được. Bởi vậy, Dương Diệp tới đến yêu giới trước. Bởi vì có địa đồ đại thiên vũ trụ cùng với vị trí của bốn nhà lớn do đạo gia cho hắn, Dương Diệp rất nhanh đã tìm được vị trí lối vào Phật giới. Tuy nhiên, điều làm cho hắn có chút bất ngờ là ở lối vào này tự nhiên có một con yêu thú trấn giữ. Đối phương mặc dù không có hiện thân, nhưng Dương Diệp đã cảm nhận được khí thức của đối phương, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Đại biểu đạo gia tới thăm hỏi Phật gia, vẫn. Đúng lúc này. Giọng nói của Dương Diệp hơi ngừng lại, bởi vì một khí tức khủng khiếp đột nhiên bao phủ toàn thân hắn, cùng lúc đó, một móng lớn đột nhiên từ trong đám mây thò ra, sau đó chợt vỗ về phía vị trí của Dương Diệp. Cái vỗ này giống như núi lớn hạ xuống, vô cùng kinh người. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong con người có sát ý thoáng hiện. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, một điểm kiếm quang phóng lên cao. Ầm! Trong đám mây, móng lớn kia đột nhiên nổ tung ra, cùng lúc đó, trong một ngọn núi lớn trước mặt Dương Diệp truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ. Dương Diệp cong khóe miệng, thoáng cái, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Vèo! Ngọn núi lớn kia đột nhiên nứt ra. Khi Dương Diệp muốn xông vào, đột nhiên đụng phải một tồn tại khổng lồ đi ra. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, hai bên ngọn núi ầm ầm đổ nát. Mà giờ phút này... Dương Diệp trở lại chỗ cũ, cách hắn không xa xuất hiện một con thú lớn cao tới trăm trượng. Thú lớn có hình dạng giống như ưng, tuy nhiên, đầu nó lại giống như hổ, hai mắt lớn như quả dưa hấu, bên trong lộ ra hung quang. Mà ở trước ngực của nó có một vết kiếm sâu không thấy đáy, lúc này máu tươi đang không ngừng từ trong vết kiếm tràn ra. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Tại hạ Dương Diệp, đại biểu đạo gia đến Phật gia. Dương Diệp nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại.
Bởi vì con thú lớn này đã xông về phía hắn. Trực tiếp ra tay. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, xoay người, đoạn tội xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong phút chốc, hắn cầm đoạn tội, người như lôi điện lao tới. Suy. Cách đó không xa, từ đỉnh đầu của con thú lớn này đột nhiên có một vòi máu bắn ra, con thú lớn này kêu rên một tiếng. Tuy nhiên, nó vẫn chưa dừng tay, mà đánh một chưởng về phía vị trí của Dương Diệp. Dương Diệp cũng không hề né tránh, mà chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Suy. Một kiếm này dễ dàng phá vỡ bàn tay lớn của con thú lớn này, tốc độ của một kiếm này không giảm, Dương Diệp lập tức đi tới đỉnh đầu của con thú lớn này, sau đó giơ kiếm trong tay lên bổ xuống. Nếu như bổ trúng, nhất định có thể mở ra một rãnh máu trên đỉnh đầu của con thú lớn. Mà rõ ràng con thú lớn này cũng biết điều đó, lập tức lùi lại phía sau, tránh thoát một kiếm này, tuy đầu tránh thoát nhưng cơ thể nó lại không thể nào tránh thoát, kiếm kia trực tiếp bổ vào trên vai của con thú lớn này. Suy, một vòi máu bắn ra, con thú lớn này lại phát ra một tiếng kêu rên. Dương Diệp vẫn chưa dừng lại, cả người giống như một con bướm lượn qua bụi hoa, không ngừng chấp hiện xung quanh con thú lớn, theo hắn không ngừng hiện lên, từng cột máu không ngừng từ trên thân của con thú lớn này bắn ra. Con thú lớn này cũng không phải là cấp thánh nhân, nhưng ít nhất là đại thiện cảnh đỉnh phong, có thể nói năng lực phòng ngự của nó đặc biệt khủng khiếp, cộng thêm hình thể của nó, bởi vậy. Tuy kiếm của Dương Diệp phá vỡ được phòng ngự của nó, làm cho nó chảy rất nhiều máu, nhưng lại không thể tạo thành vết thương chí mạng cho nó. Tuy nhiên, Dương Diệp không vội, cứ dây dưa, không bao lâu, mặt đất ở đó đã có thể nói là máu chảy thành sông. Mà khí tức của con thú lớn này đã càng ngày càng yếu. Tiếp tục thế này nữa, nó sẽ bị Dương Diệp giết chết. Khoảng một khắc, hai chân của con thú lớn này đột nhiên bị một đường kiếm quang cắt đứt, thoáng cái. Con thú lớn này trực tiếp ngã vào trên mặt đất. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, Dương Diệp rơi vào trước mặt con thú lớn này, mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến. Vẫn mong Dương thí chủ nương tay. Dương Diệp quay đầu lại, cách đó không xa có một nam tử trung niên trên người mặc tăng bào đang chậm rãi đi về phía hắn. Thánh nhân! Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Cho ta lý do. Nam tử mặc tăng bào này chắp hai tay lại trước ngực, thi lễ với Dương Diệp. Dương thí chủ, tục ngữ nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Nó mặc dù là yêu thú, nhưng cũng là một sinh mạng, nếu như Dương thí chủ đồng ý bỏ đồ đao xuống, tha cho nó một mạng, cũng là một công đức lớn. Dương Diệp nói, là vừa nó muốn giết ta trước, bây giờ ta giết nó chắc hẳn là thuộc về tự vệ, không phải sao? Nam tử mặc tăng bào này nói. Nó sở dĩ muốn giết Dương thí chủ là bởi vì nó nhận lệnh trấn giữ nơi đây, Dương thí chủ không được Phật gia ta mời lại tự ý bước vào nơi đây, cho nên nó mới có thể ra tay với ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thì ra là thế, xem ra là ta không phải. Nói xong, hắn thu hồi kiếm. Nam tử mặc tăng bào này liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Mọi người đều nói Dương thí chủ là một người không nói đạo lý, nhưng tiểu tăng xem ra Dương thí chủ rất biết nghe đạo lý. Dương Diệp cười nói, nếu đại sư nói đạo lý với ta, ta tất nhiên cũng sẽ nói đạo lý. Ừ, lần này, ta là đại biểu đạo gia tới thăm hỏi Phật gia, không biết Phật gia có hoan nghênh không, nếu như không chào đón, ta có thể lập tức rời đi. Nam tử mặc tăng bào này liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, nếu thí chủ đại biểu đạo gia tới, Phật gia ta làm gì có đạo lý nào không chào đón, Dương thí chủ, xin mời đi theo ta. Nói xong. Hắn xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử mặc tăng bào này, sau đó đi theo. Gào. Đúng lúc này, con yêu thú nằm trên mặt đất cách đó không xa đột nhiên gầm lên giận dữ với Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía con yêu thú kia, thử kêu một tiếng nữa xem. Trong mắt con yêu thú này lộ hung quang, khi nhìn thấy trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm, vẻ mặt nó lập tức biến đổi, hung quang trong mắt biến thành kiêng kỵ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ngoan ngoãn một chút cho lão tử, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp theo nam tử mặc tăng bào này đi tới Phật giới, ấn tượng đầu tiên của Dương Diệp về Phật giới chính là nhiều chùa chiền, nhiều vô số. Mà người của Phật giới cũng thật nhiều, tuy nhiên, điều làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là những người này tự nhiên đều tin Phật. Tín đồ.
Lúc này, nam tử mặc tăng bào này đột nhiên cười nói. Người của Phật giới đều là tín đồ của Phật gia ta. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thật nhiều. Nam tử mặc tăng bào này mỉm cười. Dương thí chủ, đến rồi. Dương Diệp dừng bước lại, ở trước mặt hắn là một ngôi chùa tên Thiên Môn Tự. Nam tử mặc tăng bào này cười nói. Dương thí chủ tạm thời ở trong này. Ở bao lâu? Dương Diệp hỏi. Nam tử mặc tăng bào này nói. Chỉ một ngày thôi, rất nhiều thiên tài của Phật gia ta đều từng nghe nói tới đại danh của Dương thí chủ. Bọn họ hâm mộ tiếng tăm của Dương thí chủ đã lâu. Lần này Dương thí chủ tới Phật gia ta, bọn họ đều muốn tìm Dương thí chủ lĩnh giáo một chút, đến lúc đó vẫn hy vọng Dương thí chủ chỉ điểm cho. Dương Diệp liếc nhìn nam tử mặc tăng bào này, sau đó cười nói. Đương nhiên, ta cũng muốn gặp thiên tài của Phật gia. Nam tử mặc tăng bào này chắp hai tay lại trước ngực thi lễ với Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp khẽ cười rồi xoay người bước vào trong chùa. Bên trong chùa có để một vị Phật lớn, chính là lão tổ của Phật gia. Dương Diệp liếc nhìn Phật tổ này, sau đó chắp hai tay lại trước ngực thi lễ rồi đi tới một bên, ngồi xếp bằng xuống. Tiên lễ hậu binh. Phật gia có lễ với hắn, hắn tất nhiên phải lấy lễ đối đãi. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại. Tu luyện. Bây giờ hắn không muốn bỏ qua bất kỳ thời gian nào, bởi vì ở di tích tiền sử này hắn thu được rất nhiều kiến thức, hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu, ví dụ như điều khiển đối với lực lượng thiên địa, còn có làm vững chắc cảnh giới bản thân hắn. Những điều này đều cần hắn chậm rãi ổn định. Mà bây giờ, mỗi lần tu luyện hắn đều sẽ kéo theo cả Tiểu Bạch, bởi vì giống như người tiền sử này nói, Tiểu Bạch thật sự không nên chỉ biết tỏ ra dễ thương, thiên phú của nàng còn hơn người bình thường rất nhiều, nếu như nàng có thể nghiêm túc tu luyện, vậy tiền đồ thật sự có thể nói là rộng lớn. Bảo Tiểu Bạch một mình tu luyện là chuyện không thể, nếu để cho nàng cùng tu luyện với Dương Diệp thì còn có thể thương lượng, đương nhiên cũng chỉ có thể tu luyện một hồi, chơi một hồi. Tiểu Bạch tu luyện, Thiên Tú không chịu cô đơn, cũng bảo Dương Diệp dạy nàng. Nhưng chuyện kế tiếp làm cho Dương Diệp rất nghi ngờ. Bởi vì Thiên Tú không có cách nào tu luyện. Trước mặt Thiên Tú, Dương Diệp kéo bàn tay nhỏ bé của Thiên Tú, qua rất lâu, hắn lắc đầu. Không có khả năng, trong cơ thể nàng tự nhiên không có đan điền, sao có thể như vậy được, chuyện này là không thể nào. Dưới tình huống bình thường, con người đều có đan điền, trong cơ thể Thiên Tú lại thật sự không đan điền. Hơn nữa, Dương Diệp còn phát hiện ra một điểm, đó chính là Thiên Tú bài xích linh khí của hắn, bao gồm cả tử khí của hắn. Tử khí của hắn vừa muốn tiến vào trong cơ thể Thiên Tú liền trực tiếp bị bắn ra ngoài, đến cuối cùng, tử khí của hắn căn bản không vào được, chẳng biết tại sao lại không vào được, giống như có hàng rào chắn vô hình ngăn chặn tử khí của hắn. Có chuyện gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Sao vậy? Thiên Tú khẽ nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Bên trong cơ thể muội không có đan điền, chính là người bình thường đều có. Đan điền. Thiên Tú chớp chớp mắt. Tại sao phải có đan điền? Nghe được câu này, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Không có đan điền. Giờ phút này, Dương Diệp nghĩ đến một điểm. Không, từ rất lâu thì thật sự không có, cũng có thể là vô hạn. Vô hạn, không có hạn chế. Thật sự là vô hạn sao? Dương Diệp không xác định, tuy nhiên có thể khẳng định là tiểu nữ hài Thiên Tú này thật sự không bình thường. Đây là một tiểu nữ hài làm cho Tháp Linh cũng kiêng kỵ. Đương nhiên, lúc này, quan hệ giữa nàng cùng Tháp Linh đã rất tốt, trong đó cũng có công lao không nhỏ của Tiểu Bạch. Sau khi biết được mình không thể tu luyện, Thiên Tú có chút sầu dĩ không vui. Tiểu Bạch đi tới trước mặt Thiên Tú, sau đó giơ giơ móng nhỏ. Dương Diệp cười nói. Tiểu Bạch nói không sai, tuy ngươi không thể tu luyện, nhưng ta và nàng sẽ bảo vệ ngươi, có chúng ta. Không ai có thể tổn thương người, Thiên Tú lại tươi cười, phiền muộn trước đó được quét sạch sẽ. Một đứa bé chính là một giấy trắng, người lớn viết thế nào, sau này nàng liền có thể biến thành như thế. Mà lúc này Thiên Tú đã bị Tiểu Bạch dẫn dụ cũng chỉ biết tỏ ra đáng yêu. Bên trong Hồng Mông Tháp, 10 ngày sau. Vào ngày thứ 11, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, bởi vì giờ phút này đã có một người khách tới. Là một vị hòa thượng trẻ tuổi. Hòa thượng kia đi tới trước mặt Dương Diệp thi lễ, sau đó ngồi xếp bằng ở trước mặt Dương Diệp. Dương thí chủ, tiểu tăng là Chí Ngôn,
hôm nay đến đây muốn lĩnh giáo Dương thí chủ một chút. Phân sống chết, hay là quyết thắng bại? Dương Diệp nói. Chí Ngôn im lặng, sau đó nói. Trên thân Dương thí chủ có sát khí quá thịnh, điều này sợ không phải là một chuyện tốt. Dương Diệp cười nói. Chí Ngôn đại sư, người chưa từng giết người. Chí Ngôn khẽ gật đầu. Tất nhiên là có, tuy nhiên đều là người đáng chết. Giết bọn họ, trong lòng tiểu tăng hoàn toàn không áy náy. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói. Với ta mà nói, những người ta giết cũng là người đáng chết, giết bọn họ ta cũng hoàn toàn không áy náy. Cho nên, giữa ta và ngươi có khác biệt sao? Chí Ngôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương thí chủ quả nhiên giỏi ăn nói. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta so tài sẽ tùy thuộc vào Dương thí chủ, là phân sống chết hay là quyết thắng phụ thì tốt hơn. Dương Diệp cười nói. Ta không có vấn đề. Chí Ngôn khẽ gật đầu. Dương thí chủ, ngươi là kiếm tu, vừa vặn ta cũng có chút nghiên cứu về kiếm đạo, ngày hôm nay, chúng ta so kiếm, thế nào? Ngươi chính là kiếm Phật. Dương Diệp nói. Chí Ngôn nói. Không ngờ Dương thí chủ cũng nghe qua tiểu tăng. Dương Diệp nói. Được, chúng ta không lãng phí thời gian nữa. Đến đây đi. Chí Ngôn khẽ gật đầu, sau đó tay hắn mở ra, một cái bát màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Thoáng cái bát màu vàng này chấn động mạnh, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu vàng bao phủ ngôi chùa. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác chùa này đã được phòng thủ kiên cố. Chí Ngôn chậm rãi đứng lên. Dương thí chủ, gần đây ta có một chút cảm ngộ đối với kiếm đạo, ta cảm thấy cái gọi là kiếm đạo càng đơn giản, càng tốt, kiếm không cần phức tạp như thế, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp nói, ta ngược lại cảm thấy, có lúc vẫn cần phải phức tạp một chút mới được. Ồ, Chí Ngôn liếc nhìn Dương Diệp, ta thật sự có chút mong đợi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên giơ tay điểm về phía Dương Diệp. Lấy ngón tay thay kiếm. Kiếm ý. Dương Diệp cảm nhận được kiếm ý vô cùng vô tận lao về phía mặt mình, mà khi những kiếm ý đi tới trước mặt hắn lại tập trung thành một, trong chớp nhoáng này, uy lực kiếm ý tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dương Diệp không hề né tránh, cũng giơ tay điểm tới. Chí Ngôn không cảm nhận được bất kỳ kiếm ý hoặc kiếm khí nào, nhưng khi ngón tay của Dương Diệp điểm ở trên kiếm ý của hắn kia, trong phút chốc, Chí Ngôn chợt biến sắc. Ầm, luồng kiếm ý của Chí Ngôn lập tức tiêu tan thành mây khói. Một ngón tay của Dương Diệp đã đi tới giữa chân mày của Chí Ngôn. Chí Ngôn nheo mắt lại, kiếm chỉ bên tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó cả người hóa thành một đường kiếm quang lùi về phía sau một trượng, tuy khoảng cách này ngắn, nhưng lại vừa vặn tránh thoát được ngón tay của Dương Diệp. Chí Ngôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lấy điểm phá mặt, lợi hại. Dương Diệp nói. Đừng thử nữa, trực tiếp đánh thật đi. Chí Ngôn khẽ gật đầu. Chúng ta chỉ so tài kiếm, không thể so khí, thế nào? Đấu kiến thức cơ bản. Dương Diệp hiểu rõ ý của đối phương, cũng không từ chối mà khẽ gật đầu. Tới đi. Dương Diệp vừa dứt lời, Chí Ngôn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà giờ phút này, ở trong tay Chí Ngôn cầm một thanh trường kiếm màu trắng bạc dài hơn kiếm bình thường 3 phần, cũng nhỏ hơn kiếm bình thường rất nhiều. Mà một kiếm này lại nhắm thẳng vào ngực Dương Diệp, không có dao động huyền bí. Chỉ là một kiếm đơn thuần. Khi một kiếm này tới cách trước ngực Dương Diệp mấy tấc, kiếm của Dương Diệp đột nhiên xuất kích, không phải là phòng ngự, mà đâm thẳng vào trước ngực Chí Ngôn. Lấy vết thương đổi vết thương. Một kiếm này làm cho Chí Ngôn có chút bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ được Dương Diệp sẽ làm như vậy. Dương Diệp lựa chọn thời điểm này, vừa lúc hắn không có cách nào thu kiếm lại phòng thủ, bởi vậy bây giờ hắn không thể lui được nữa, chỉ có thể cùng Dương Diệp lấy vết thương đổi vết thương. Àm àm. Theo hai tiếng động nặng nề vang lên, hai người đồng thời lùi lại mấy trượng. Hai người đều không có vấn đề gì. Trang phục trước ngực Chí Ngôn bị rách, nhưng dưới trang phục là làn da màu vàng chói mắt giống như vàng thật. Thân vàng. Phật gia thân vàng. Phía xa, Dương Diệp nói, không ngờ được ngươi cũng là thân kiếm song tu. Chí Ngôn nói. Tất nhiên, nếu không sao dám giao đấu gần người cùng ngươi. Dứt lời. Hắn lại lập tức biến mất, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã đi tới chỗ cổ họng của Dương Diệp, tuy nhiên, thanh kiếm này cách cổ họng Dương Diệp nửa tấc thì ngừng lại, bởi vì tay trái của Dương Diệp trực tiếp nắm lấy thân thanh kiếm này, nhưng trong phút chốc, tay phải của Chí Ngôn hơi xoay tròn,
kiếm kia trực tiếp thoát khỏi tay của Dương Diệp và đâm thẳng vào cổ họng của Dương Diệp. Suy! Một tiếng xé rách không khí vang lên ở trong không trung. Chí Ngôn thoáng biến sắc, xoay người chém xuống. Ầm! Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng ở trong chùa này, hai người lui ra. Mà lần này, Dương Diệp lựa chọn chủ động tấn công. Đánh nhau, quan trọng nhất là gì? Rất nhiều người ta nói dĩ nhiên là kỹ xảo, lực lượng, thật ra theo Dương Diệp thấy, quan trọng nhất là ngoan độc. Người đủ ngoan độc, lại có thể nghiền ép đối phương trên phương diện khí thế. Mà ngoan độc này, Dương Diệp không phải cố ý, mà từ trong xương cốt hắn đã ác như vậy. Những gì trải qua khi còn bé nói cho hắn biết, người hiền bị người bắt nạt, làm người có thể có lòng tốt, nhưng không thể quá mức lương thiện. Xã hội này có rất nhiều người không dám khi dễ người xấu, nhưng bọn họ dám khi dễ người tốt. Vì sao? Vì người tốt dễ bắt nạt. Cho nên, khi đó hắn đã học được một việc, người không ngoan độc thì đứng không vững. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Chí Ngôn, hắn lại điên cuồng đâm từng kiếm về phía Chí Ngôn, mỗi một kiếm đều đâm vào vị trí quan trọng của Chí Ngôn, chính hắn tuyệt đối không lựa chọn phòng ngự, ở dưới tình huống như vậy, Chí Ngôn cũng không dám phòng ngự, tiến hành chiến đấu kịch liệt gần người nhất cùng Dương Diệp. Tuy phòng ngự thân thể của hai người đều rất mạnh, nhưng kiếm của hai người còn mạnh hơn, cũng có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Máu tươi văng ra khắp nơi. Theo thời gian dần trôi qua, ban đầu hai người còn không phân cao thấp, dần dần biến thành Dương Diệp áp chế. Dương Diệp lại giống như một con dã thú càng đánh càng mạnh. Sau nửa canh giờ, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên bức tường kia. Giờ phút này, cả chùa đều bị run lên. Bóng đen này chính là Chí Ngôn. Tuy nhiên, hắn vừa rơi xuống đất liền lập tức đứng lên, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó giơ đầu gối lên thúc vào ngực của Chí Ngôn. Chí Ngôn lại bị đánh bay vào trên vách tường, lần này Dương Diệp không cho Chí Ngôn có cơ hội, chợt giẫm mạnh chân phải, mượn lực lượng từ mặt đất truyền đến và trực tiếp đánh vào trên người Chí Ngôn. Chí Ngôn lại bị đập dính vào trên vách tường. Bởi vì có bát vàng, tuy lực lượng của hai người đều rất mạnh mẽ, nhưng lại tuyệt đối không gây ra phá hủy gì cho ngôi chùa này. Cuộc chiến đấu vẫn đang kéo dài. Bây giờ Dương Diệp không chỉ đơn giản dùng kiếm, còn dùng nắm đấm và cả toàn thân. Chỉ cần chiến đấu gần người, toàn thân hắn cũng sẽ là vũ khí. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Theo một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung, cả chùa lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Diệp đứng, mà Chí Ngôn lại đã nằm xuống. Dương Diệp tuyệt đối không hạ sát thủ, bởi vậy Chí Ngôn còn sống. Tuy nhiên, thân vàng của hắn đã bị Dương Diệp phá tan. Dương Diệp liếc nhìn Chí Ngôn đã trở thành một người máu, sau đó xoay người đi ra khỏi chùa, bên ngoài chùa có một tăng nhân trung niên đang đứng, đó chính là tăng nhân đã dẫn hắn tới đây lúc trước. Tăng nhân trung niên chắp hai tay lại trước ngực thi lễ với Dương Diệp. Cảm ơn Dương thí chủ nương tay. Quyết đấu công bằng, nếu như Dương Diệp hạ sát thủ, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Đây là quy định giữa bốn nhà lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đại sư, ta có thể đi được chưa? Sợ là không thể. Tăng nhân trung niên nói. Dương Diệp cười nói. Nhất định phải bắt ta ở lại sao? Tăng nhân trung niên nói. Giữa Dương thí chủ cùng Phật gia ta có chút ân oán này phải kết thúc mới được, không phải sao? Dương Diệp nói. Quả thật có chút ân oán. Ừ, Phật gia muốn kết dứt thế nào? Tăng nhân trung niên im lặng vài hơi thở, sau đó nói. Nghe nói Dương thí chủ giết chết một vị thánh nhân ở biên giới, một vị thánh nhân của Phật gia ta không tin điều này, bởi vậy muốn mở mang kiến thức một chút, không biết Dương thí chủ có bằng lòng không? Thánh nhân. Phật gia cũng muốn điều động thánh nhân. Điều động thánh nhân lại có nghĩa không phải là so tài, mà muốn giết chết Dương Diệp hắn. Là muốn giết người. Nghĩ đến đây, Dương Diệp lắc đầu cười, quả nhiên, chuyến hành trình tới Phật gia này sẽ không thuận lợi như vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía tăng nhân trung niên này. Bằng lòng, đặc biệt bằng lòng, tuy nhiên lần này ta chỉ nhận cuộc chiến sinh tử, không chết không bỏ qua. Không chết không bỏ qua. Không chết không bỏ qua. Lần này, ý nghĩ Dương Diệp cũng rất đơn giản, người muốn giết chết ta, vậy ta tất nhiên phải giết chết ngươi. Tăng nhân trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu.
giống như Dương thí chủ mong muốn. Hắn vừa dứt lời, một tăng nhân hình thể cao lớn cường tráng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Gương mặt tăng nhân này có chút dữ tợn, cả người cho người ta một cảm giác đặc biệt hung hãn. Mà tăng nhân cường tráng này là thánh nhân cảnh. Khi tăng nhân này xuất hiện, tăng nhân trung niên này liền lui xuống, cùng lúc đó, cảnh tượng ở đó đột nhiên biến đổi. Lúc này, Dương Diệp cùng tăng nhân cường tráng kia đã ở trong một chiến trường không trung, tuy giết qua một vị thánh nhân, thực lực của hắn bây giờ đã khác trước, nhưng Dương Diệp vẫn không dám khinh thường. Dưới tình huống Phật gia biết hắn từ Ô Di giết thánh nhân còn muốn phái ra một vị thánh nhân tới chiến đấu sống chết cùng hắn, rõ ràng Phật gia có lòng tin với vị thánh nhân này. Giữa chánh nhân cũng phân mạnh yếu. Trong chiến trường không trung, tăng nhân cường tráng kia liếc nhìn Dương Diệp và không hề nói nhảm, lại trực tiếp đánh ra một quyền. Trong phút chốc, tất cả chiến trường không trung đều bị chấn động kịch liệt. Trong chớp mắt khi tăng nhân cường tráng ra quyền, Dương Diệp lập tức cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp đập về phía mặt hắn, lực lượng này cho hắn cảm giác như trời sập vậy, uy áp cường đại này làm cho linh hồn người cũng phải run rẩy. Thánh nhân này vừa ra tay lại hoàn toàn không nương tay, rõ ràng đối phương muốn giết chết hắn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, trong phút chốc có một thanh kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên. Tất cả chiến trường không trung đột nhiên chôn vùi, còn có uy áp khủng khiếp của thánh nhân này phát ra cũng biến mất. Ở đó, đột nhiên trở nên yên tĩnh. 10 hơi thở sau, Dương Diệp cùng thánh nhân này lại xuất hiện ở trước chùa. Vẻ mặt hai người rất bình tĩnh không nhìn ra điều gì khác thường. Đúng lúc này, tăng nhân trung niên lúc trước đã xuất hiện. Tăng nhân trung niên này nhìn về phía tăng nhân cường tráng kia thấy hắn khẽ lắc đầu. Ta không giết được hắn. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Không giết được. Rời đi đặc biệt quyết đoán. Vừa rồi, trong giây phút giao đấu cùng Dương Diệp, tăng nhân cường tráng đã cảm giác được thực lực của Dương Diệp. Thánh nhân bình thường đã hoàn toàn không giết được hắn, đặc biệt là một kiếm kia của Dương Diệp hoàn toàn có năng lực giết chết thánh nhân. Nhìn bộ dạng của Dương Diệp cũng không phải là hiệu quả sử dụng bí thuật mạnh mẽ nâng cao mình. Nói cách khác, một kiếm kia chính là thực lực chân chính của Dương Diệp. Mà cho dù hắn đỡ được một kiếm kia, nhưng, hắn không có lòng tin đón tiếp kiếm thứ hai, thậm chí kiếm thứ ba. Bởi vậy, hắn quyết đoán lựa chọn đi. Tăng nhân cường tráng rời đi khiến Dương Diệp có chút bất ngờ, hắn không ngờ được đối phương đi quyết đoán như thế, hắn còn muốn thử xem kiếm kỹ mình mới nghiên cứu ra được. Dương thí chủ có bản lĩnh tốt. Lúc này, tăng nhân trung niên này đột nhiên nói. Xem ra, Phật gia ta không giữ lại Dương thí chủ. Mời Dương thí chủ cứ tự nhiên. Không tiếp tục phái thánh nhân đi ra nữa à? Dương Diệp hỏi. Tăng nhân trung niên khẽ lắc đầu. Không hợp quy định. Phật gia chú ý quy định sao? Dương Diệp cười nói. Tăng nhân trung niên nói. Có vài quy định vẫn cần phải tuân theo. Nếu không, sợ rằng đại thiên vũ trụ sẽ hỗn loạn. Nói tới đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Ta quan sát thấy Dương thí chủ cũng không phải là người cùng hung cực ác. Ở đây, ta lại nói thêm một câu, tạo nhiều sát nghiệt sợ rằng cuối cùng sẽ có báo ứng. Cho dù báo ứng này không phải là bây giờ, hoặc kiếp này. Nhưng chắc chắn cũng sẽ gặp lại ở kiếp sau. Thiện ác cuối cùng vẫn có báo, vẫn hy vọng Dương thí chủ hiểu rõ. Dương Diệp cười nói. Đại sư, ta không nói chuyện với người về những chuyện này được. Ta muốn hỏi thăm người chuyện này, ta nghe nói hầu tử yêu vương của yêu tộc đi tới Phật giới, đại sư có biết bây giờ hắn đi đâu không? Hắn dĩ nhiên không có quên hầu tử. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tăng nhân trung niên này không khỏi liếc nhìn Dương Diệp. Quả nhiên, Dương thí chủ quen biết cùng con yêu hầu này. Dương Diệp cười nói. Bởi vậy là phạm pháp à? Tăng nhân trung niên nói. Tất nhiên không phạm pháp, tuy nhiên bần tăng nói thêm một câu, yêu hầu này đã giết rất nhiều đệ tử của Phật gia ta nhất định sẽ diệt trừ nó, không ai có thể ngăn cản được. Dương Diệp cười nói. Đó là chuyện của các ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn đã nhận được tin tức mình muốn có. Tăng nhân trung niên này nói thế, rõ ràng hầu ca còn sống. Tăng nhân trung niên này cũng không ngăn cản Dương Diệp, mặc cho Dương Diệp rời đi. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Phật giới, bây giờ hắn chỉ còn thiếu một nho gia. Dương Diệp đang muốn đi tới nho giới, mà vào lúc này,
không gian ở trước mặt hắn đột nhiên chấn động, ngay sau đó, giọng nói của Dương Liêm Xương truyền ra. Nhân tộc gặp chuyện không may. Nhân tộc gặp chuyện không may. Dương Diệp nhíu mày, mà lúc này Dương Liêm Xương lại nói. Chúng ta cần phải rời đi, tới nhân tộc một chuyến. Dương Diệp không do dự, thân hình run lên, trực tiếp biến mất. Một ngày sau, Dương Diệp đi tới nhân tộc, mà trong chớp mắt khi hắn bước vào nhân giới, hắn không khỏi nhíu mày. Linh khí loãng. Lúc này linh khí của nhân giới đặc biệt rất loãng, lại giống như một thế giới sắp bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Diệp nhíu mày và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lập tức biến mất. Rất nhanh, hắn đã tìm được đám người Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương trầm giọng nói. Thần tộc ra tay. Thần tộc ra tay. Dương Diệp nói, thần tộc bắt đầu tấn công nhân tộc. Dương Liêm Xương lắc đầu. Không, bọn họ không phái người tới đánh nhân giới, mà dùng phương pháp khán. Linh khí sao? Dương Diệp nói. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Ngươi cũng cảm giác được, linh khí nhân giới đang biến mất cất với một tốc độ rất nhanh, thánh nhân của nhân tộc đã bắt đầu điều tra. Bọn họ nói là ngươi giúp đỡ thần tộc. Cái gì? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nói là ta sao? Đùa kiểu gì vậy? Dương Liêm Xương nói. Nói chính xác là Tiểu Bạch, bọn họ nói linh chủ của ngươi đang giúp thần tộc. Cũng đúng, ngươi tự suy nghĩ xem, năng lực hấp thu linh khí của một thế giới như vậy, ngoại trừ Tiểu Bạch, người bình thường căn bản không làm được. Dương Diệp nói. Không phải Tiểu Bạch. Tuy Tiểu Bạch có năng lực này chắc hẳn có năng lực này, nhưng hắn sẽ không để cho Tiểu Bạch làm chuyện như thế, bởi vì hấp thu linh khí của một thế giới, không thể nghi ngờ là phải giết chết sinh linh của thế giới này, sẽ trở thành kẻ thù chung. Khi đó, cường giả của cả nhân giới đều sẽ đến đuổi giết hắn cùng Tiểu Bạch. Hơn nữa, Tiểu Bạch trời sinh có tính lương thiện, cũng sẽ không đi làm chuyện bi thảm nhất trần gian này. Thật không phải là ngươi. Dương Liêm Xương đột nhiên hỏi. Dương Diệp bất mãn liếc nhìn Dương Liêm Xương. Ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Dương Liêm Xương lắc đầu. Cho dù ta tin tưởng ngươi, nhân tộc sẽ không tin tưởng ngươi, bây giờ bọn họ đều nói là ngươi cùng Tiểu Bạch của ngươi đang giúp thần tộc dở trò quỷ. Bây giờ, ngươi thật sự trở thành kẻ địch của tất cả nhân tộc. Dương Diệp cười gượng, cái nồi này có hơi nặng rồi. Đi theo ta. Dương Liêm Xương nói. Lúc này, Dương Diệp tiến vào một dãy núi mênh mông, linh khí chỗ này cũng trở nên loãng hơn, tối đa chỉ một tháng, linh khí chỗ này sẽ biến mất sạch sẽ. Không chỉ chỗ này, theo Dương Diệp đoán, tất cả nhân tộc, ngoại trừ những động thiên phúc địa cùng thánh địa, sợ rằng linh khí của nhân giới đều sẽ biến mất sạch sẽ. Chuyện có chút nghiêm trọng. Theo Dương Liêm Xương, Dương Diệp đi tới trong một thành cổ, Dương Diệp nhìn thấy đám người Tô Thanh Thi. Khi hắn đang muốn nói chuyện với nàng, Dương Liêm Xương lại trực tiếp kéo hắn đến một gian đại điện. Trong đại điện chỉ có Dương Liêm Xương cùng Tô Thanh Thi. Dương Liêm Xương nói, không phải cố ý muốn quấy nhiễu chuyện các ngươi gặp nhau, mà chuyện bây giờ thật sự có chút nghiêm trọng, chúng ta không có thời gian đâu. Dương Diệp nói, ngươi muốn làm gì? Rời đi. Dương Liêm Xương nói, bất kể thế nào, chắc chắn không thể ở lại nhân tộc này nữa. Bây giờ nhân tộc còn chưa đại loạn, nhưng tối đa là hơn nửa tháng nữa, khi đó, nếu như vấn đề còn chưa được giải quyết, nhân tộc sẽ loạn tới mức đáng sợ. Chúng ta phải rời khi trước khi nhân tộc bắt đầu loạn, nếu không, đến lúc đó sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh, chúng ta sẽ không có chút lợi ích gì, ngược lại, còn có thể gặp tai ương ngập đầu. Dương Diệp tự suy nghĩ rất lâu, sau đó nói. Rời đi đâu? Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu. Ta cũng không một cách nào hay. Cho nên mới gọi ngươi trở về thương lượng, ngươi thấy chúng ta rời đi đâu thì thích hợp. Dương Diệp trầm giọng nói. Đạo gia. Dương Diệp mới nói đến đây, Dương Liêm Xương liền lắc đầu. Không được. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Xương nói. Ở trong mắt của ta, quan hệ giữa ngươi và đạo gia căn bản không đáng tin cậy. Đến lúc đó, một khi có gì sai lầm hoặc bất ngờ, chúng ta tự nhiên không được đạo gia bảo vệ. Còn có thể bị người khống chế. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, Dương Liêm Xương nói cũng có đạo lý. Giữa hắn cùng đạo gia, chính hắn cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Dương Diệp cười gượng. Ngoại trừ đạo gia, ta cũng không nghĩ ra được địa phương khác. Bây giờ đại thiên vũ trụ có thần tộc, sợ rằng bất kỳ chỗ nào cũng không bình an.
Dương Liêm Sương nói. Đúng vậy, cho nên, bây giờ phiền phức của chúng ta lại tới. Hơn nữa, nhân tộc nhất định sẽ bất chấp tất cả mọi giá tìm được ngươi, bây giờ bọn họ mà tìm được ngươi, chẳng khác nào tìm được linh chủ Tiểu Bạch này, cũng chỉ có tìm được nàng mới có thể khiến linh khí của nhân giới khôi phục. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta với Tiểu Bạch chắc chắn phải gánh tội này sao? Nói nhảm. Dương Liêm Sương nói. Hai người các ngươi không gánh thì ai gánh đây? Đương nhiên, bọn họ đều biết đây là thần tộc làm, nhưng vấn đề là thần tộc không chủ động lộ diện, bọn họ căn bản không tìm được thần tộc. Hơn nữa, với thực lực của nhân tộc vẫn không dám cứng rắn chống lại thần tộc. Đối với bọn họ, chỉ cần tìm được ngươi cùng Tiểu Bạch là được. Dương Diệp nhíu mày và đang muốn nói, lúc này, không gian trước mặt Dương Liêm Sương run rẩy, một lát sau, Dương Liêm Sương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Linh khí của thiên tộc cũng đang biến mất, bây giờ, tất cả thiên tộc cùng nhân tộc đã bắt đầu điên cuồng tìm ngươi cùng Tiểu Bạch của ngươi, hai người các ngươi có phiền phức lớn rồi. Lúc này, Tiểu Bạch từ trong lòng Dương Diệp xông ra. Đầu nhỏ của Tiểu Bạch xoay chuyển, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Bây giờ Tiểu Bạch đã biết nhiều chuyện hơn trước đây, tuy không hiểu quá rõ những lời Dương Liêm Sương nói, nhưng nàng biết hình như có phiền toái. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Không có việc gì đâu. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nằm yên tĩnh ở trong lòng của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, cười nói. Xem ra, lần này chúng ta không gánh tội này cũng phải gánh, Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Thật ra, với nhân tộc và thiên tộc mà nói, bất kể có phải là ngươi hay không, bọn họ cũng sẽ tìm đến ngươi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương khẽ xoa Tiểu Bạch trong lòng Dương Diệp, sau đó nói. Bởi vì nàng, linh khí của thiên tộc cùng nhân tộc đang biến mất với tốc độ rất nhanh, ngươi suy nghĩ xem muốn giải quyết vấn đề này thì nên tìm ai? Tiểu Bạch. Dương Diệp trầm giọng nói. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Chính là Tiểu Bạch, cho nên chỉ cần tìm được Tiểu Bạch, không quan tâm thần tộc dùng phương pháp gì làm cho linh khí dần dần biến mất, nhưng chỉ cần có Tiểu Bạch ở đó, đều có thể làm cho những linh khí kia khôi phục. Cho nên bọn họ phải tìm được Tiểu Bạch, tìm được Tiểu Bạch, vấn đề trước mặt của bọn họ lại có thể có được giải quyết. Dương Diệp khẽ lắc đầu và đang muốn nói gì, mà lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên biến sắc, sau đó nói. Đi mau! Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Nhân tộc và thiên tộc đã biết ngươi tới nhân tộc. Sao bọn họ có thể biết được? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nói. Ngươi mới từ Phật gia đi ra, bọn họ chắc nhận được tin tức từ chỗ của Phật gia. Đừng nói nữa, bây giờ ngươi đi mau đi. Dương Diệp nói. Ta đi, vậy các ngươi làm thế nào? Dương Liêm Sương nói. Không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi ở chỗ này. Chúng ta mới có nguy hiểm, ngươi rời đi, bọn họ đều sẽ tập trung ở trên người ngươi. Tuy nói vậy không lương tâm, nhưng sự thật chính là như vậy. Dương Diệp cười gượng, lần này hắn còn muốn ở cùng với đám người Tô Thanh Thi. Đi nhanh đi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Nếu như ngươi vây ở đây, sợ rằng sẽ không đi được. Bây giờ, ngươi phải mau chóng chạy về đạo gia, trở lại đạo gia thì ngươi mới an toàn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bản thân các ngươi cẩn thận, có việc gì thì liên hệ với ta. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Hắn cũng không phải một người dây dưa, biết rõ tình hình bây giờ thế nào. Lần này, Dương Diệp không lộ liễu rời đi, mà sử dụng kiếm vực hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngự kiếm. Ngự kiếm thật sự quá bắt mắt. Rất nhanh, Dương Diệp rời khỏi nhân tộc, khi hắn muốn đi tới đạo gia. Đột nhiên tự phía sau hắn có mấy khí tức cường đại cuốn tới. Bị phát hiện rồi sao? Dương Diệp nhíu mày. Sao có thể như vậy được, chẳng lẽ có người mai phục ở lối ra của nhân giới? Không kịp suy nghĩ nữa, thân hình của Dương Diệp run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở chân trời phía xa. Mà trong chớp mắt khi Dương Diệp biến mất, rất nhiều khí tức mạnh mẽ đột nhiên lao tới. Ít nhất có hơn 10 vị thánh nhân. Mà tin tức Dương Diệp xuất hiện đã như gió lốc lập tức cuốn ra cả đại thiên vũ trụ, cường giả nhân tộc và thiên tộc gần như đều được điều động. Linh khí của nhân giới cùng thiên giới chính là căn bản của hai tộc, nếu như linh khí của hai tộc thật sự biến mất, vậy hai tộc tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng nổi. Một khi linh khí biến mất, hai tộc có thể sẽ biến mất khỏi lịch sử của đại thiên vũ trụ.
Bởi vậy, bọn họ phải nhanh chóng tìm được một linh chủ, mà Dương Diệp lại vừa vặn có. Dương Diệp cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, tuyệt đối không lựa chọn chiến đấu cùng những thánh nhân kia, cũng không chiến đấu nổi. Phải biết rằng phía sau hắn có ít nhất 15 vị thánh nhân, hơn nữa, số lượng này còn đang liên tục tăng thêm. Trốn. Bây giờ, hắn phải mau chóng chạy trốn về đạo gia. Về phần Nho gia, vậy tạm thời không cần nghĩ tới. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, bây giờ hắn đã tăng tốc độ của mình tới mức độ cao nhất, có thể nói, cho dù là thánh nhân cũng không thể lập tức đuổi kịp hắn. Mà vào lúc này, phía xa có một đường cầu vồng giống như sao rơi bắn nhanh về phía Dương Diệp hắn. Lại là một vị thánh nhân. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không thể bị vị thánh nhân này ép dừng lại, nếu như bây giờ dừng lại, nhất định sẽ rơi vào trong vòng vây. Không suy nghĩ nhiều, tâm niệm Dương Diệp thoáng động, đoạn tội xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, đoạn tội chấn động mạnh, sau đó trực tiếp hóa thành một điểm kiếm quang biến mất ở phía xa. Trong phút chốc, trong toàn bộ thiên địa đều mờ ảo. Uy lực của một kiếm. Mà ở phía xa, khi điểm kiếm quang này cùng cầu vồng kia va chạm vào nhau, trong phút chốc, hai lực lượng cường đại đồng thời bạo phát ra, không gian bên trong mấy vạn trượng lập tức đổ nát chôn vùi, tốc độ của Dương Diệp không giảm, hắn cũng không tham chiến, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở điểm cuối hố đen phía xa. Trong chớp mắt khi Dương Diệp biến mất, gần 20 vị thánh nhân xuất hiện ở trong hố đen này, dẫn đầu chính là nhân quân của nhân tộc cùng với thiên quân của thiên tộc. Lúc này, vẻ mặt hai người đều có chút khó coi. Không ngờ thực lực của hắn trưởng thành đến mức độ này. Nhân quân trầm giọng nói. Thiên quân nói, tiếp tục nữa, sợ rằng còn có thể mạnh hơn. Nhân quân nhìn về phía thiên quân. Bây giờ chúng ta không thể để ý được chuyện này, linh chủ này lại ở trên tay Dương Diệp, chú Ngô ta phải thu được linh chủ này, sau đó bắt nó khôi phục lại linh khí cho hai tộc chúng ta, nếu không, còn chưa đấu được với thần tộc, hai tộc chúng ta đã nội loạn trước. Thiên quân im lặng vài hơi thở, sau đó nói. Còn không điều tra ra được tung tích của thần tộc sao? Nhân quân lắc đầu. Bọn họ lại giống như biến mất khỏi đại thiên vũ trụ vậy. Nếu như ta không đoán sai, bọn họ đã mưu toan rất nhiều năm, rất nhiều chuyện đều đã chuẩn bị chu toàn. Lần này, bốn nhà lớn không tham dự, bách tộc chúng ta. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói nữa. Thiên quân nói. Bốn nhà lớn không tham gia. Sợ rằng đang kiêng kỵ gì đó. Thần tộc cũng sẽ không đi tìm bọn hắn. Bách tộc, lần này sợ rằng bách tộc chúng ta giữ nhiều lành ít. Nhân quân nói. Nếu như bách tộc thật sự đồng tâm hiệp lực, muốn đối phó với một thần tộc đã xuống dốc vẫn không phải là vấn đề quá lớn, nhưng sợ chính là bách tộc bị thần tộc từng bước phân hóa đánh bại. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, bách tộc cũng hiểu rõ đạo lý này, bây giờ chúng ta thiếu chính là người dẫn đầu. Nói đến đây. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bốn nhà lớn không đáng tin cậy, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thiên quân nói. Có suy nghĩ gì không? Nhân quân nói. Ta có một kế hoạch, tuy nhiên chờ sau này nói sau. Nói về chuyện bây giờ đi, hắn chạy trốn tới đạo gia, bây giờ đạo gia đã thừa nhận thân phận của hắn, chúng ta sợ rằng. Thiên quân im lặng một lát, sau đó nói. Điều này không đơn giản sao? Bảo đạo gia giao ra Dương Diệp cùng linh chủ là được rồi. Bọn họ sẽ làm vậy sao? Nhân quân nói. Thiên quân nói. Sẽ làm vậy, chỉ cần bách tộc chúng ta đồng lòng hợp lực, đạo gia nhất định sẽ làm vậy. Lúc này, bách tộc chúng ta không thể lại nén giận. Bởi vì, chúng ta đã đến thời điểm sống chết tồn vong rồi. Lúc này không kiên cường lên, sợ rằng ngày sau sẽ không có cơ hội kiên cường. Cho nên hãy triệu tập bách tộc đi tới đạo gia. Vừa dứt lời, thân hình thiên quân lóe lên và biến mất ở cách đó không xa. Sau đó, tất cả mọi người cũng biến mất. Qua một canh giờ sau, tộc trưởng của bách tộc tập trung ở nhân tộc. Ở trong một gian đại điện, nhân quân đứng dậy. Các vị, bây giờ thần tộc ra tay với nhân tộc ta và thiên tộc, nhưng ta có thể bảo đảm, mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là các ngươi. Ta nghĩ các vị cũng hiểu rõ điểm này, nếu không cũng không lập tức tới đây. Cho nên... ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ, bách tộc chúng ta cần phải thật sự liên thủ. Ta nói liên thủ là thật sự đồng lòng đối phó với bên ngoài. Một phương gặp nạn, tám phương trợ giúp. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. Ta biết,
giữa các tộc đều có ân oán lớn nhỏ, nhưng các vị cũng biết rõ, nếu như lúc này không liên thủ, chờ tới giây phút bách tộc chúng ta hủy diệt, những ân oán kia còn có ý nghĩa nữa sao? Cho nên, bây giờ chúng ta phải bỏ xuống ân oán giữa các tộc, nhất trí đồng lòng. Chúng ta không thể tin vào bốn gia tộc lớn, bách tộc chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta, các vị có ý kiến gì khác không? Ở đó, yên tĩnh không tiếng động. Một lát sau, một lão già đứng dậy. Nhân quân, chúng ta tự nhiên đều hiểu lời ngươi nói, nhưng cá nhân ta cảm thấy còn thiếu một vài thứ, ví dụ như một ít tộc ở phía trước liều sống liều chết, có tộc lại ở phía sau tính toán cỏ con, như vậy nên làm thế nào? Không phải lão phu tìm việc, mà có một số việc phải nói rõ ràng bây giờ, nếu không sau này có khả năng sẽ bởi vì một vài chuyện nhỏ mà hại chết tất cả liên minh. Nhân quân liếc nhìn lão già kia. Ninh lão nói rất phải, chúng ta nhất định phải có một quy định, cũng cần có một người dẫn đầu, người này sẽ do các vị cùng lựa chọn, sau đó các tộc phải toàn lực phối hợp với từng mệnh lệnh của người này. Đương nhiên chúng ta còn có thể thiết lập một đoàn trưởng lão, đoàn trưởng lão chính là tộc trưởng của mỗi bộ tộc. Nếu trong đoàn trưởng lão này có một nửa số người không hài lòng về người cầm đầu này, có thể cho hắn xuống, các vị cảm thấy thế nào? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không ai có ý kiến khác. Nhân quân mỉm cười. Như vậy, bây giờ lại tới lượt chúng ta tới chọn người dẫn đầu này. Cuộc lựa chọn bắt đầu. Qua một canh giờ sau, kết quả lựa chọn đã có. Người dẫn đầu, chính là thiên quân của thiên tộc. Bởi vì theo trước mắt có thể thấy được, có thể nói thực lực của thiên tộc ở trong bách tộc là mạnh nhất. Người mạnh là vua, thiên quân được chọn cũng không có gì bất ngờ. Thiên quân đứng dậy và nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ, chúng ta đi tới đạo gia, ngày hôm nay, đạo gia không giao ra Dương Diệp, bách tộc ta thề không bỏ qua. Thề không bỏ qua. Ở đó vang lên âm thanh như sấm. Hội nghị lần này khiến cho bách tộc thật sự xoắn thành một sợi dây thừng. Tuy rằng lúc trước bách tộc đã kết minh, nhưng lúc đó, liên minh bách tộc kỳ thật có thể nói là hữu danh vô thực. Khi đó các tộc đều mang một số ảo tưởng, ví dụ như, thần tộc không sẽ tìm đến bọn họ gây phiền. Mà hiện tại, một loạt hành động của thần tộc đã khiến cho bọn họ hiểu rằng, thần tộc là sẽ không bỏ qua. Hiện tại là thiên tộc và nhân tộc, nhưng tiếp theo, tuyệt đối sẽ là bọn họ. Thế là đại thiên vũ trụ vào lúc này thật sự phải phong vân biến chuyển rồi. Hội nghị bách tộc lần này đã xác định, liên minh bách tộc, mà thiên quân chính là minh chủ của giới này, có điều không phải vĩnh viễn mà là sau 10 năm sẽ đổi người khác. Liên minh bách tộc không nghi ngờ gì nữa sẽ chấn kinh toàn bộ đại thiên vũ trụ. Mà chuyện thứ nhất bách tộc làm sau khi đạt thành liên minh chính là tụ tập gần 50 vị thánh nhân, 50 vị thánh nhân này toàn bộ sẽ tới lối vào của đạo gia. 50 vị thánh nhân, đây tuy rằng không phải tất cả lực lượng của bách tộc nhưng số lượng này thật sự có chút khủng bố. Bởi vì cho dù là đạo gia, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 vị thánh nhân mà thôi. Lối vào đạo gia, một nam tử trung niên mặc đạo bào đi ra. Người này chính là người trung niên lúc trước dẫn Dương Diệp vào đạo gia, đối phương xếp thứ 8 trong cửu tử của đạo môn, tên là Đạo Lăng. Đạo Lăng nhìn hơn 50 vị thánh nhân trước mặt, sau đó nói. Chư vị tề tụ ở đạo gia của ta có việc gì à? Đừng nhìn đối diện có hơn 50 vị thánh nhân, nhưng đối với đạo gia mà nói, đừng nói là 50 vị thánh nhân, cho dù là 100 vị thánh nhân cũng đừng hòng lay động được đạo gia. Đạo gia có cường giả cấp bậc lão tổ. Đây là nguyên nhân mà tứ đại gia vì sao có thể ở trên bách tộc. Thiên quân đi ra, nhìn Đạo Lăng, sau đó nói. Ta sẽ không quanh co lòng vòng. Chúng ta lần này tới đây. Mục đích là Dương Diệp đó, hy vọng đạo gia có thể giao ra Dương Diệp. Hắn có liên quan tới an nguy của bách tộc chúng ta. Thiên quân không phải đang nói đùa đấy chứ. Đạo Lăng khẽ cười nói. Chỉ là một Dương Diệp mà có thể quan hệ tới an nguy của bách tộc à? Chẳng lẽ tiểu sư đệ của ta đã đạt tới cấp bậc lão tổ? Thiên quân nhìn thẳng vào Đạo Lăng. Chuyện đã xảy ra với thiên tộc và nhân tộc chắc đạo gia biết rồi. Mà tất cả những điều này đều là Dương Diệp đó và linh chủ của hắn dở trò quỷ. Không phải thần tộc làm à? Đạo Lăng đột nhiên hỏi. Thiên quân khẽ cười nói. Ai chẳng biết Dương Diệp và thần tộc là một nhóm. Lần này nếu không phải thần tộc mượn dùng linh chủ đó, bọn họ làm sao có thể khiến linh khí của hai giới chúng ta biến mất nhanh như vậy? Các hạ, tín ngưỡng của cả thiên tộc ta đều là đạo gia,
chẳng lẽ đạo gia lần này quả thật là thấy chết mà không cứu à? Hay là một Dương Diệp còn quan trọng hơn cả toàn bộ thiên tộc? Đạo Lăng nhìn thẳng vào Thiên Quân. Dương Diệp là đệ tử của đạo gia ta. Thiên Quân không chút yếu thế nhìn lại. Nói như vậy một Dương Diệp thật sự quan trọng hơn toàn bộ thiên tộc rồi. Hai mắt Đạo Lăng híp lại, vấn đề này hắn tất nhiên không thể trả lời, tín ngưỡng của toàn bộ thiên tộc là đạo gia, tín ngưỡng này mang đến lợi ích rất lớn cho đạo gia. Nếu mất đi tín ngưỡng này của thiên tộc, đối với đạo gia mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một đả kích lớn. Trầm mặc một thoáng, Đạo Lăng nói. Chúng ta đã điều tra rồi, chuyện lần này linh khí của nhân tộc và thiên tộc biến mất không liên quan gì tới Dương Diệp cả. Khi linh khí của hai tộc các ngươi biến mất, hắn đang đại biểu cho đạo gia ta ở Phật gia, các ngươi. Thiên Quân đột nhiên lắc đầu. Việc Dương Diệp cấu kết với thần tộc đạo gia chắc biết chứ. Đây là chuyện riêng của hắn, không liên quan gì tới chúng ta. Đạo Lăng nói. Thiên Quân bật cười. Chư vị thấy chưa, đây là thái độ của đạo gia đấy. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Từ lúc này trở đi, thiên tộc ta sẽ phá hủy tất cả tượng thần của đạo gia, trong cảnh nội thiên tộc bất kỳ ai cũng không được tin vào đạo, ai làm trái sẽ chết. Thiên Quân. Đúng lúc này, Đạo Lăng đột nhiên đi tới trước mặt Thiên Quân. Người đây là đang uy hiếp đạo gia ta à, phải không? Phải. Thiên Quân không chút yếu thế nhìn lại Đạo Lăng. Sao, đạo gia muốn tiêu diệt ta à? Còn là phải tiêu diệt toàn bộ thiên tộc. Đạo Lăng đang định lên tiếng thì đúng lúc này Nhân Quân ở bên cạnh cũng đột nhiên nói. Từ lúc này trở đi, nhân tộc ta cũng sẽ phá hủy tất cả tượng thần của đạo gia ở cảnh nội, bất kỳ ai cũng không được tin đạo, nếu không sẽ lập tức tru di cửu tộc. Theo Nhân Quân đứng ra, trong sân, đại biểu của tất cả các tộc đều đứng dậy tỏ thái độ. Bất kỳ một tộc nào cũng không thể một mình đối kháng đạo gia. Nhưng nếu bách tộc thật sự liên thủ, vậy thì không sợ đạo gia. Bởi vì bọn họ liên thủ, có nghĩa là có thể lưỡng bại câu thương với đạo gia. Mà một khi bách tộc có thực lực này, đạo gia cũng không dám tùy tiện xuống tay với bách tộc. Phải biết rằng chứ bách tộc gia còn có Nho gia, Phật gia cùng với binh gia. Mà bách tộc chính là lợi dụng điểm này, hơn nữa hiện tại bọn họ đã bị thần tộc bức bách cho thật sự không còn cách nào. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đến uy hiếp đạo gia. Mà hiện tại, bọn họ đã bị bước tới tuyệt lộ rồi. Nếu bách tộc không sống được, vậy thì mọi người cũng thế. Trong sân, không khí trở nên khẩn trương. Việc này phải giải quyết. Đạo Lăng trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người tiến vào đạo giới. Đạo gia sẽ thỏa hiệp chứ? Bên cạnh Thiên Quân, Nhân Quân hỏi. Thiên Quân chậm rãi nhắm lại. Chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường lui sao? Mọi người trầm mặc. Thiên Quân lại nói, chúng ta hiện tại, đã không còn đường lui rồi, cho nên, mọi người tốt nhất chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Đương nhiên, có người sẽ cảm thấy chỉ là chuyện của thiên tộc và nhân tộc, nhưng ta tin, chờ hai tộc chờ chúng ta triệt để bị tiêu diệt rồi, mục tiêu của bọn họ sẽ là các ngươi. Bách tộc lần này xuất thế, bọn họ rõ ràng có thể coi như là nợ cũ năm đó. Không có bất kỳ một tộc nào có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, một lão già nói, tứ đại gia vì sao không ra tay giúp chúng ta đối phó thần tộc? Nếu tứ đại gia nguyện ý xuất thủ, thần tộc nhất định có thể bị diệt. Thiên Quân lắc đầu, cái này hắn cũng muốn biết, tứ đại gia vì sao không ra đối mặt phó thần tộc? Bách tộc bị tiêu diệt, đối với tứ đại gia mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Đáng tiếc, tứ đại gia lại không cho hắn đáp án. Trong sân, không khí có chút ngưng trọng. Đạo gia. Trước mặt bọn họ chính là đạo gia, thế lực siêu nhiên này thật lòng mà nói, bọn họ không muốn thật sự xé rách ra mặt với đạo gia, nhưng bọn họ hiện tại đều đã không còn đường lui nữa rồi. Đó có thể chính là bị diệt tộc. Nghĩ vậy, tâm lý đang dao động thấp thỏm của mọi người cũng dần dần biến thành bình tĩnh. Đạo gia. Lúc này, đối với đạo gia mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Bách tộc đây là muốn cá chết lưới rách, tuy đạo gia không sợ. Nhưng nếu thật sự căng thẳng với bách tộc, vậy thì chỉ tiện nghi cho ba nhà còn lại. Hơn nữa, đến lúc đó cho dù là đạo gia thắng, vậy cũng tuyệt đối là thắng thảm, tuy bách tộc không có cường giả cấp bậc lão tổ, nhưng bọn họ nhiều người. Hơn nữa, đạo gia vẫn cần thiết lập đạo quán trong bách tộc, dùng cái này để thu thập lực lượng tín ngưỡng. Một khi căng thẳng, đối với đạo gia chỉ có hại chứ không có lợi.
nhưng thật sự phải giao ra Dương Diệp sao? Dương Diệp là truyền nhân đạo tổ tự mình tìm kiếm, đạo gia không ai có quyền giao ra Dương Diệp. Sau đó, vấn đề đã tới rồi. Dương Diệp đi vào một gian đại điện, trong đại điện, có ba người, một người trong đó chính là Đạo Lăng, còn lại là một lão già và nam tử trung niên. Đạo Lăng nói, vị này là Đạo Thanh và Đạo Nghiệp sư huynh. Dương Diệp nhìn về phía lão già và nam tử trung niên, khẽ gật đầu với hai người. Bái kiến hai vị sư huynh. Đạo Thanh và đó Đạo Nghiệp nhìn nhau một cái, cuối cùng Đạo Thanh lên tiếng. Sư phó không ở phiến vũ trụ này, hiện tại chuyện của đại gia đều do ta làm chủ. Chắc ngươi cũng biết chuyện bên ngoài rồi. Ta muốn hỏi ngươi, linh khí của nhân tộc và thiên tộc thật sự là ngươi để linh chủ lấy đi à? Dương Diệp lắc đầu. Hành tung lúc trước của ta chắc Đạo Lăng sư huynh cũng biết rồi. Đạo Lăng gật đầu. Không liên quan tới hắn. Vậy linh chủ vẫn ở trên người ngươi à? Đạo Thanh lại hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vẫn ở đó. Nghe vậy, Đạo Thanh cau mày. Nếu linh chủ ở trên người ngươi, vậy thần tộc vì sao có thể khiến linh khí của hai biến mất một cách thần không biết quỷ không hay? Chẳng lẽ bọn họ còn có một con linh chủ nữa? Dương Diệp nói. Cái này thì ta không biết. Có điều Tiểu Bạch nhà ta lần này thật sự không lấy linh khí của bọn họ. Đạo Thanh trầm mặc một lát. Sau đó nói, vậy ngươi có bằng lòng để linh chủ giúp nhân tộc và thiên tộc khôi phục linh khí không? Không muốn. Dương Diệp trả lời một cách vô cùng quyết đoán. Vì sao? Đạo Thanh hỏi. Dương Diệp cười nói. Sư huynh, ngươi cảm thấy sau khi ta giúp bọn họ khôi phục linh khí, bọn họ sẽ cảm kích ta à? Không đâu, bọn họ sẽ không cảm kích của ta, bọn họ vẫn muốn ta phải chết. Hơn nữa, nếu việc này thật sự là thần tộc làm, ta giúp bọn họ, chẳng phải là sẽ đắc tội với thần tộc à? Nói một câu không dễ nghe thì nếu thần tộc muốn tìm ta gây phiền phức, nhân tộc và thiên tộc sẽ đến giúp ta sao? Ta nghĩ là không đâu. Đạo Thanh trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Sư huynh, chuyện lần này căn bản không liên quan tới ta, nhưng bọn họ lại tới tìm ta, vì sao? Bởi vì bọn họ không dám đi tìm thần tộc, cho nên mới tìm ta. Nói thật, trong lòng ta rất khó chịu, oan có đầu. Nợ có chủ, bọn họ không đi tìm thần tộc lại tới tìm ta, đây là rõ ràng cảm thấy ta dễ bắt nạt. Đạo Thanh khẽ lắc đầu. Bọn họ hiện tại, đã sắp mất lý trí rồi, bởi vì linh khí biến mất, khiến một tộc bị tiêu diệt. Dương Diệp nói. Sư huynh định thế nào? Giao ta ra à? Hắn quyết định ngả bài. Đạo Thanh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười nói. Ta không biết, có điều... Ta cũng biết tình cảnh trước mắt của đạo gia, cho nên ta muốn rời khỏi đạo gia, nếu ta đi rồi, bọn họ tất nhiên sẽ không tìm đạo gia gây phiền nữa. Rời khỏi đạo gia. Đạo Thanh nhíu mày nói. Sau khi rời khỏi thì người định đi đâu? Dương Diệp cười nói, bách tộc đuổi giết ta, việc này, ta làm sao có thể nhịn được? Bọn họ không phải nói Tiểu Bạch nhà ta hút linh khí của bọn họ à? Được, giờ chúng ta sẽ hút cho họ xem. Lão tử muốn hút sạch linh khí của tất cả các tộc, tốt nhất là lấy hết linh khí của đại thiên vũ trụ, ai con mẹ nó sợ ai chứ? Dương Diệp xoay người rời đi, không ai ngăn cản. Vào lúc này, Đạo Thanh đồng thời bảo trì trầm mặc. Không cho Dương Diệp đi thì có nghĩa là đạo gia muốn bảo vệ hắn, mà nếu là muốn bảo vệ hắn, chẳng khác nào là quyết liệt với bách tộc. Vào lúc này, đạo gia không muốn bị cuốn vào trong những phân tranh này, cũng không muốn quyết liệt với bách tộc. Vì Dương Diệp mà quyết liệt với bách tộc là không đáng. Mà nếu đạo gia giao Dương Diệp ra, đối với đạo gia mà nói, ảnh hưởng cũng tuyệt đối không tốt. Cho nên, đối với đạo gia mà nói, Dương Diệp rời khỏi, đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần Dương Diệp rời khỏi, vậy bách tộc tất nhiên sẽ không tìm đạo gia nữa, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Trong lòng hắn e là có oán hận. Lúc này, Đạo Nghiệp ở bên cạnh Đạo Thanh đột nhiên nói, Đạo Thanh khẽ lắc đầu. Hắn chắc cũng hiểu chỗ khó xử của chúng ta. Hiện tại nếu đạo gia căng thẳng với bách tộc, chỉ tổ tiện nghi cho ba nhà còn lại. Hơn nữa, đằng sau còn có một thần tộc. Về phần ha cứ cố giúp hắn một tay đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Lăng đứng cách đó không xa. Đạo Lăng nói. Giúp à, sư huynh, hắn sau khi ra ngoài, liệu có sống được một ngày hay không cũng là một vấn đề đó. Đạo Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Cứ xem tạo hóa của hắn đi. Tình cảm sư huynh đệ.
giữa bọn họ và Dương Diệp kỳ thật căn bản không có cái gọi là sư huynh đệ sư huynh đệ. Đối với tiểu sư đệ nửa đường gia nhập đạo gia này, bọn họ không có bao nhiêu cảm tình, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong lòng người của đạo gia, Dương Diệp được xem như một dị loại. Một dị loại đột nhiên gia nhập đạo gia, đối với Dương Diệp, mọi người phần lớn là tò mò vì sao lão tổ lại đột nhiên thu một đệ tử. Nói tóm lại, đối với đạo gia mà nói, Dương Diệp rời đi, là biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt. Sau khi Dương Diệp rời khỏi đại điện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười khẽ, đang muốn ly khai thì lúc này Đạo Lăng xuất hiện trước mặt hắn. Trong lòng có oán hận à? Đạo Lăng hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không, bởi vì ta ngay từ đầu đã không mang hy vọng quá lớn đối với đạo gia, ta cũng chưa bao giờ ký thác hy vọng trên người người khác. Hơn nữa, đạo gia cũng không có nghĩa vụ phải làm gì cho Dương Diệp ta cả. Đạo Lăng nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện lần này có chút nghiêm trọng, thủ đoạn của thần tộc rất độc. Bọn họ đẩy bách tộc vào tuyệt cảnh, bách tộc hiện tại giống như chó điên, thấy ai cũng muốn cắn một cái. Mà hiện tại, đạo gia không thể bị cuốn vào trong trận tranh đấu này, ít nhất là hiện tại. Vì sư phụ lão nhân gia không ở đại thiên vũ trụ, hiện tại bị cuốn vào, làm không tốt thì đạo gia sẽ có nguy hiểm. Dương Diệp cười nói. Ta hiểu. Đạo Lăng gật đầu. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, có chỗ để đi chưa? Dương Diệp lắc đầu. Chưa, ngươi có đề nghị gì hay không? Đạo Lăng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi có biết vị trí của thần tộc không? Ngươi muốn ta đi tìm thần tộc à? Dương Diệp cười nói. Đạo Lăng gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thần tộc mới có thể bảo hộ ngươi, nếu ngươi tới thần tộc, bách tộc không thể bắt ngươi. Dương Diệp cười nói. Thần tộc không nợ ta, dựa vào gì mà bảo hộ ta. Thôi cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp đi, Đạo Thanh xuất hiện bên cạnh Đạo Lăng. Hắn sẽ tới thần tộc sao à? Đạo Thanh khẽ lắc đầu. Không phải ta hy vọng hắn gia nhập thần tộc, mà là hắn đã gia nhập thần tộc rồi. Thần tộc hiện tại tuy chưa tỏ thái độ với tứ đại gia chúng ta, nhưng chờ sau khi bọn họ thu thập bách tộc. Tiếp theo khẳng định chính là tứ đại gia chúng ta. Vậy vì sao bốn nhà chúng ta hiện tại không ra tay? Đạo Lăng nói. Đạo Thanh nói. Bởi vì bốn nhà chúng ta vẫn còn kẻ địch đáng sợ hơn thần tộc. Hả? Đạo Lăng nhìn về phía Đạo Thanh lại không nói tiếp. Đạo gia Dương Diệp rời khỏi đạo gia rất nhanh được truyền ra. Dương Diệp không ở đạo gia. Mà điều này có nghĩa là, đạo gia không bảo về Dương Diệp. Ngay lập tức, những người có cửu oán với Dương Diệp bắt đầu dục dịch. Đặc biệt là bách tộc, đối với bách tộc mà nói, hiện tại Dương Diệp không có sự che chở của đạo gia, bách tộc có thể quang minh chính đại giết Dương Diệp. Lối vào đạo gia. Dương Diệp rời khỏi đạo gia rồi. Đây là câu trả lời của đạo gia đối với bách tộc. Thiên Quân nhìn cửa vào đạo gia, sau đó nói. Từ bây giờ, xin các tộc hãy vận dụng các loại lực lượng điều tra Dương Diệp. Chư vị. Tuy Dương Diệp này chỉ là đại thiện cảnh, nhưng thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường, hắn đã có thực lực giết thánh nhân. Bởi vậy, vì an toàn, khi điều tra Dương Diệp, không có trên ba thánh nhân thì ngàn vạn lần đừng manh động. Hắn liệu có tới thần tộc không? Nhân Quân đột nhiên nói. Hai tay Thiên Quân chậm rãi nắm chặt lại. Chúng ta phải tìm được hắn trước khi hắn tới thần tộc. Thiên Quân mệnh lệnh của Thiên Quân, trong nhất thời. Cái tên Dương Diệp đã truyền khắp toàn bộ đại thiên vũ trụ. Bách tộc truy nã. Lịch sử trước giờ chưa ai từng đang loại đãi ngộ này. Có thể nói, Dương Diệp là lần đầu tiên, mà cũng chính bởi vậy, hiện tại tên của Dương Diệp mọi người đều biết. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp đứng trên đỉnh núi, ở cách trước mặt hắn không xa, bồng bềnh một thanh kiếm màu vàng. Thanh kiếm này chính là kiếm thủ đó. Có việc gì à? Dương Diệp nhìn thanh kiếm trước mắt, hỏi. Bách tộc đang truy nã ngươi. Kiếm thủ Chi Linh nói. Dương Diệp gật đầu. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc một lát, sau đó nói. Năm đó, đại thiên vũ trụ, thần tộc lớn nhất, bách tộc dưới trước đều phải dựa vào hơi thở của thần tộc. Lúc đó bách tộc đoàn kết trước nay chưa từng có, đặc biệt là nhân tộc và yêu tộc liên thủ tạo thành yêu thú thiết kỵ, lại vẫn cứ thất bại trước đại quân của thần tộc. Khi đó, trong bách tộc, đoàn kết giống như huynh đệ vậy. Mà hiện tại, ta nhìn thấy bách tộc đã hoàn toàn khác với bách tộc lúc trước.
Dương Diệp nói, kiếm thủ Chi Linh nói. Ta rất thất vọng với thế giới hiện tại. Dư Hồ Di Diệp trầm mặc. Kiếm thủ Chi Linh lại nói. Kỳ thật, Thích Thiên đó vẫn chưa chết thật sự. Gì cơ? Dương Diệp kinh ngạch xê nhìn về phía kiếm thủ Chi Linh. Tộc trưởng của thần tộc vẫn chưa chết à? Kiếm thủ Chi Linh nói. Sức mạnh của người này là rơ cất hiếm thấy. Lúc trước ta và Hiên Viên không giết hẳn hắn, mà cũng không giết hẳn được, loại cường giả này rất khó chết. Vậy hắn đi đâu? Dương Diệp hỏi. Kiếm thủ Chi Linh nói. Không biết, trận chiến ấy, chúng ta đã hủy đi nhục thân của hắn, diệt hồn của hắn, nhưng lại không thể chặt đứt ý niệm của hắn, nhiều năm như vậy qua đi. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp. Bách tộc có biết không? Dương Diệp hỏi. Không biết. Kiếm thủ Chi Linh nói. Việc này chỉ có ta và Hiên Viên biết, lúc trước để dẹp yên bách tộc, cho nên hắn không nói với mọi người. Rồi sau đó không ngờ hắn lại chết thảm dưới tay người khác. Bị ai giết? Dương Diệp hỏi. Kiếm thủ Chi Linh nói. Rất nhiều người không muốn để hắn trở thành Thích Thiên thứ hai, cũng không muốn nhân tộc một nhà độc đại, cho nên, hắn phải chết. Bất kể là một tộc nào, nếu không có ngoại địch đều sẽ lựa chọn nội đấu. Dương Diệp nhìn kiếm thủ Chi Linh, sau đó nói. Ngươi nói với ta những điều này để làm gì? Kiếm thủ Chi Linh bay tới trước mặt Dương Diệp. Ta đi theo ngươi, cũng được một đoạn thời gian rồi. Ngươi không phải là một người tốt, nhưng cũng không thể nói là một người xấu. Ngược lại, ta rất thưởng thức rất nhiều phẩm chất trên người ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu thần tộc có một ngày muốn tàn sát bách tộc, ngươi sẽ ra tay tương trợ bách tộc chứ? Dương Diệp cười nói. Không đâu. Bởi vì bách tộc muốn giết ngươi à? Kiếm thủ Chi Linh nói. Dương Diệp nói. Nếu ta lựa chọn giúp bách tộc, người có phải sẽ đi theo ta không? Kiếm thủ Chi Linh nói. Đúng. Dương Diệp cười nói. Vậy thật đáng tiếc, ta sẽ không tương trợ bách tộc. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Diệp ta cả đời không phụ người khác, ta không phụ người. Thần tộc chưa bao giờ phụ ta, vì sao ta phải đi đối phó bọn họ? Bách tộc đối đãi với ta như vậy, vì sao ta phải giúp họ? Lấy ơn báo oán, thật xin lỗi, Dương Diệp ta không vĩ đại như vậy đâu. Kiếm thủ Chi Linh nói. Nếu Thích Thiên thật sự xuất hiện, khi đó, toàn bộ đại thiên vũ trụ nhất định sẽ sinh linh đổ thán, ngươi. Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời nói của thủ. Nếu Dương Diệp ta chết thì có ai bận tâm không? Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Hơn nữa, ta cũng không có năng lực đối kháng thần tộc. Còn nữa, nói thật, bên trong thế giới của các ngươi, thần tộc là một bại hoại, một kẻ xấu không chuyện ác nào không làm, nhưng ở trong mắt ta, bách tộc mới là nên bị tiêu diệt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Kiếm thủ Chi Linh, nói thật, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, ta rất cao hứng, bởi vì có ngươi, thánh nhân đối với ta mà nói, ta muốn giết thế nào thì giết. Nhưng, nếu ngươi không muốn đi theo ta, ta cũng sẽ không thất vọng. Nói tóm lại, bất kể thái độ của chúng ta đối với bách tộc và thần tộc như thế nào, nhưng, ta hy vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra, Tiểu Bạch bay đến trên vai Dương Diệp, sau đó đầu dựa vào má Dương Diệp, nàng ta nhìn kiếm thủ Chi Linh, lần này, nàng ta không tới ôm kiếm thủ Chi Linh. Nàng ta đã tỏ thái độ, bất kể là như thế nào cũng sẽ vẫn đứng ở bên Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Bách tộc nói xấu ngươi, nói ngươi trộm linh khí của bọn họ, hắc hắc, nếu đã như vậy, chúng ta không ăn trộm linh khí của bọn họ, vậy chẳng phải là có lỗi với bản thân à. Đi, chúng ta đi hút linh khí, hút sạch bách tộc, hút sạch toàn bộ đại thiên vũ trụ. Nói đến đây, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bách tộc bị bức cho phải cắn người, ta cũng bị bức cho bực mình, lão tử sẽ kéo mọi người chết cùng. Đi, đi hút linh khí thôi. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch trực tiếp biến mất trong sơn mạch. Chỉ còn lại kiếm thủ Chi Linh. Sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch rời đi, kiếm thủ Chi Linh trầm mặc hồi lâu trên đỉnh núi, cuối cùng một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Xa xa, mấy chục đỉnh núi trực tiếp bị đạo kiếm quang này gọt bỏ. Đúng lúc này, một nam tử không tay xuất hiện. Nam tử không tay nhìn kiếm thủ, sau đó nói. Vì sao lựa chọn hắn? Ngươi là người phương nào? Kiếm thủ Chi Linh hỏi lại. Nam tử không tay nói.
Cái này thì ngươi không cần biết, ta chỉ là tò mò vì sao ngươi lại lựa chọn hắn, cho nên mới đứng ra hỏi. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi rất cường đại, ha ha. Nam tử không tay đột nhiên bật cười. Ta phải thừa nhận, điều ngươi nói là thật. Kiếm thủ Chi Linh nói. Tuy hắn chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng hắn có thiên phú, có tiềm lực. Nếu hắn có sự tương trợ của ta, tạo nghệ trên kiếm đạo sẽ càng cường đại hơn, thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt ngươi. Nam tử không tay cười to nói. Ta rất thích tính cách này của hắn, không vì đấu gạo mà khom lưng. Nam nhân, phải có tính cách, ha ha. Kiếm thủ Chi Linh nói. Ngươi chắc biết, đại thiên vũ trụ đã bắt đầu rối loạn rồi. Nam tử không tay nhún vai. Cái này không liên quan tới ta, loại chuyện cứu vớt thế nhân ta không có hứng thú đi làm, như lời nói của tiểu tử đó khiến người ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, không phải sao? Kiếm thủ Chi Linh nói. Nếu ai cũng ích kỷ thì đại thiên vũ trụ sẽ mất. Nụ cười của nam tử không tay dần dần trở nên thu liếm, một lúc sau, hắn nói. Thời đại này có ai mà không ích kỷ? Ích kỷ, là thiên tính của con người, năm đó Hiên Viên Đế không phải cũng ích kỷ à? Nếu hắn vô tư một chút, cũng sẽ không bị người khác giết chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía kiếm thủ Chi Linh. Tuy ta không tán thành với một số cái nhìn của ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy là ngươi sai, hơn nữa, ngươi không hư ngụy, năm đó nếu không phải ngươi hy sinh bản thân, thích thiên của thần tộc cũng sẽ không bị đánh tan nhục thân và linh hồn. Nhưng, ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người phải vô tư như ngươi, đúng không? Chẳng lẽ không ai bận tâm tới sự sống chết của đại thiên vũ trụ à? Kiếm thủ Chi Linh hỏi. Nam tử không tay cười nói. Vậy ta hỏi ngươi, vũ trụ Chi Linh vì sao đứng ở bên thần tộc? Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc. Nam tử không tay cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, tham lam, đây là thói hư tật xấu của tất cả chủng tộc, chúng ta tham lam, không ngừng đòi hỏi vũ trụ, khiến tới ngày vũ trụ không chịu nổi gánh nặng, nó tất sẽ lựa chọn giết chết ngươi, tuy hiện tại vẫn chưa tới mức đó, có điều cũng sắp rồi. Bách tộc phải sinh tồn. Kiếm thủ Chi Linh nói. Nam tử không tay nói. Đúng vậy, nhưng vũ trụ Chi Linh này không thể sinh tồn à? Nếu đều phải sinh tồn, vậy thì khó nói là ai đúng ai sai lắm. Cho nên, chỉ có thể so xem quyền đầu của ai lớn hơn. Quyền đầu lớn, dù không có đạo lý thì cũng thành có đạo lý. Kiếm thủ Chi Linh nói. Cường hành đoạt lý à? Nam tử không tay cười nói. Cũng có thể nói như vậy. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía một nơi nào đó. Cút ra đây. Tiếng như sấm vang. Ầm. Nơi đó không gian chấn động kịch liệt, trong nháy mắt, một đoàn hồng mang xuất hiện trước mặt kiếm thủ Chi Linh và nam tử không tay. Đoàn hồng mang này chính là tà vật lúc trước đi theo Dương Diệp. Nhìn đoàn hồng mang trước mắt, nam tử không tay cười nói. Ngươi cũng thông minh đấy, biết sau khi ta xuất hiện thì bắt đầu ẩn náu. Ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi, từ hiện tại trở đi, ta mà phát hiện ngươi đi theo hắn, ta sẽ đánh cho ngươi trở về nguyên hình. Ngươi dám? Tà vật đó đột nhiên cả giận nói. Không hề có dấu hiệu báo trước, đoàn hồng mang đột nhiên vỡ tan, ngay sau đó, một khuôn mặt đỏ như máu xuất hiện ở đây, mà lúc này trên khuôn mặt đó đầy vẻ đau đớn. Nam tử không tay lạnh lùng nói. Mấy vị lão tổ cố kỵ người phía sau ngươi, cho nên không tùy tiện ra tay với ngươi, nhưng, lão tử không cố kỵ. Trở về nói với người đằng sau ngươi, những chuyện loạn thất bát tao của các ngươi lão tử không có thời gian quản. Cũng không muốn quản. Nhưng các ngươi có chủ ý với tiểu tử đó, chủ ý nhất định sẽ giết chết các ngươi. Khuôn mặt đỏ như máu nhìn nam tử không tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không dám nói gì. Thực lực của người trước mắt này rất khủng bố. Lập tức nó xoay người biến mất. Ngươi muốn giết nàng ta. Lúc này, kiếm thủ Chi Linh đột nhiên nói. Nam tử không tay gật đầu. Quả thật là muốn, đáng tiếc tạm thời vẫn không thể làm như vậy. Vì sao? Kiếm thủ Chi Linh nói. Với thực lực của ngươi mà phải sợ à? Sợ ư? Nam tử không tay cười nói. Ta đã từng sợ ai chưa? Hiện tại không giết nàng ta, là vì ta không có thời gian lãng phí với người ở sau nàng ta. Vốn là ta cũng không nghĩ ra, tên gia hỏa ta muốn đối phó so với những người này thì khó chơi hơn nhiều. Nhưng biết sao được, gần đây có rất nhiều người tính kế tiểu tử này,
nếu không ra mặt, tiểu tử đó e là chết rồi vẫn không biết mình chết như thế nào. Nói đến đây, hắn quan sát kiếm thủ Chi Linh. Vốn là ta nghĩ người cũng có mục đích gì đó với hắn, nhưng hiện tại xem ra, là ta mang lòng dạ tiểu nhân rồi. Cánh tay của ngươi là bị kiếm chém đứt. Lúc này, kiếm thủ Chi Linh đột nhiên nói. Nam tử không tay nói. Không hổ là đệ nhất kiếm của Đại Thiên Vũ Trụ, cái này cũng có thể nhìn ra được. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Kiếm đạo của người này. Nam tử không tay cười nói. Rất lợi hại, có phải không, ha ha. Kiếm thủ Chi Linh nói. Trong những người ta biết, chỉ có Hiên Viên Đế có thể. Không không. Nam tử không tay lắc đầu. Kiếm đạo của người này so với Hiên Viên Đế thì mạnh hơn nhiều. Hả? Trong thanh âm của kiếm thủ Chi Linh mang theo vẻ không tin. Nam tử không tay cười nói, Hiên Viên Đế năm đó nếu không có ngươi, hắn cũng chỉ vậy mà thôi. Mà kiếm đạo của người này mạnh ở tâm của hắn, không có kiếm tốt, hắn vẫn cường đại, hoặc là nói, hắn đã khinh thường không thèm dùng kiếm, bởi vì trên đời này người có thể khiến hắn dùng kiếm đã rất ít. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó trầm giọng nói. Kiếm đạo của hắn đã đạt tới cực hạn của bản thân hiện tại, hắn hiện tại, địch nhân lớn nhất là chính hắn. Chính hắn. Kiếm thủ Chi Linh khó hiểu. Nam tử không tay lắc đầu. Không nói những cái này nữa. Ra mặt gặp ngươi, là muốn nói với ngươi, hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ đã không phải là Đại Thiên Vũ Trụ năm đó, Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại không đáng để ngươi hy sinh bản thân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là muốn xác định ngươi có ác ý hay không, hiện tại xem ra, quả thật là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, nam tử không tay xoay người muốn đi. Mà lúc này, kiếm thủ Chi Linh lại nói. Hắn bị bách tộc đuổi giết, ngươi không quan tâm à? Quan tâm làm gì? Nam tử không tay lạnh lùng nói. Nam nhân không trải qua đau khổ thì làm sao mà trưởng thành được? Ta sở dĩ ra mặt, là vì có một số người ỷ lớn hiếp nhỏ, phá hỏng một số quy củ. Kỳ thật, hắn rất may mắn, lão tử năm đó khi ra ngoài tung hoành thiên hạ chẳng có ai ở đằng sau giúp đỡ cả. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía chân trời, nơi đó, là hướng mà Dương Diệp vừa đi. Qua mấy hơi, nam tử không tay lại nói. Nam nhân không khó nhọc thì chỉ là phế vậy. Đi đây, còn phải gặp một người nữa. Ở tại chỗ, kiếm thủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất phía chân trời. Di tích tiền sử. Nam tử không tay tới di tích tiền sử, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chân phải đột nhiên dậm nhẹ, trong nháy mắt, kiến trúc thần bí đó lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Mà lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến, sau đó, một con yêu thú đột nhiên xông ra đánh tới nam tử không tay. Cút! Nam tử không tay hô một chữ, yêu thú đó trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh cho bay ra xa mấy vạn trượng. Nam tử không tay không để ý tới yêu thú đó, trực tiếp tiến vào trong kiến trúc thần bí, rất nhanh, hắn trước cỗ quan tài. Có việc gì à? Bên trong quan tài truyền ra một đạo thanh âm. Nam tử không tay quan sát bốn phía, sau đó nói. Địa phương này có chút môn đạo, hình như là một truyền tống trận. Có việc gì à? Người tiền sử lại hỏi. Nam tử không tay nhìn về phía trước mặt. Ta không quan tâm tiền sử nhất tộc ngươi có mục đích gì, muốn làm gì, nhưng, ta không hy vọng các ngươi tính kế hắn, ngươi có biết người ta là ai không? Người tiền sử trầm mặc một lát, sau đó nói. Thì ra là thế. Sau một tiếng đồng hồ, nam tử không tay ly khai tiền sử, mà vào nháy mắt hắn bỏ đi, hắn cúi đầu kiến trúc thần bí phía dưới. Không hổ là tiền sử nhất tộc, dòng phân thân này của ta thật đúng là không làm gì được các ngươi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về cuối chân trời. Mẹ nó, bản sự không lớn mà năng lực gây chuyện thì không nhỏ. Nói xong hắn trực tiếp biến mất. Yêu tộc, đây là một dãy sơn mạch, từng tòa núi nối với nhau, vô biên vô hạn. Sâu trong sơn mạch, trên một cây đại thụ, Dương Diệp đứng trên đỉnh cây, ngắm nhìn sơn mạch xa xa. Ở bên cạnh hắn, là Tiểu Bạch. Qua hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, người có thể hút bao nhiêu linh khí? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung vẩy, ý của nàng ta là cũng không biết, bởi vì nàng ta chưa từng thỏa sức mà hút. Dương Diệp trầm giọng nói. Người có thể hút sạch linh khí của yêu giới này không?
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng ta nghĩ nghĩ, sau đó móng vuốt nhỏ lại vung vẩy. Ý là có thể thử. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Hút đi, hút sạch linh khí của yêu giới, hút cẩn thận một chút, chính là đừng để người khác biết là ngươi đang hút, hiểu chưa? Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng ta gật gật đầu, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, hai móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch múa loạn, bắt đầu hút, mà đúng lúc này, hai mắt Tiểu Bạch đột nhiên trợn lên, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp cũng kinh ngạc. Ngươi bắt đầu rồi à? Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Gặp quỷ rồi. Dương Diệp kinh ngạc nói. Bởi vì linh khí chung quanh đang biến mất với tốc độ cực nhanh, mà đây không phải là Tiểu Bạch làm, Tiểu Bạch vẫn chưa bắt đầu hút. Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch. Chính là quân sư của thần tộc. Lạ lắm à? Nữ tử váy trắng nói. Dương Diệp nói, các ngươi xuống tay nhanh thật. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Không phải thần tộc ta làm. Hả? Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải thần tộc. Dương Diệp hỏi lại. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không ngờ không phải thần tộc. Ngay từ đầu, đừng nói với hắn, chính là người của cả thế giới tưởng là thần tộc làm. Cũng chỉ có thần tộc mới có lý do đi lấy của nhân tộc và thiên tộc. Mà hiện tại, nữ tử váy trắng lại nói, đây không phải là thần tộc ra tay. Hắn đương nhiên không cho rằng nữ tử váy trắng đang lừa hắn, nếu nữ tử váy trắng không lừa hắn, vậy thì vấn đề tới rồi. Rốt cuộc là ai đang đối phó nhân tộc và thiên tộc? Nữ tử váy trắng nói, việc này thần tộc ta đã đang điều tra nhưng không tra được là ai. Có điều, bất kể là ai, oan này, thần tộc ta và ngươi đều phải gánh chắc rồi. Dương Diệp gật đầu. Đúng vậy. Hiện tại nếu thần tộc tuyên bố ra ngoài là không phải bọn họ làm, bách tộc cũng sẽ không tin. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt Dương Diệp. Ngươi có biết linh khí nơi này vì sao lại biến mất không? Dương Diệp cũng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, mũi ngửi ngửi, cuối cùng, nàng ta vung vẩy móng vuốt một hồi. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ý tứ của nàng ta là linh khí nơi này tự dưng biến mất. Nghe vậy, nữ tử váy trắng không khỏi nhíu mày. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi có thể giữ lại linh khí đang biến mất không? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó móng vuốt nhỏ giơ lên trước, rất nhanh, một luồng không khí màu trắng bị nàng ta tóm vào trong móng vuốt. Nàng ta cầm lấy đoàn linh khí đó, giống như tranh công nhìn về phía Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đắc ý. Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ. Sau đó xoa xoa đầu Tiểu Bạch. Ta là nói, ngươi có thể khiến cho những linh khí đang biến mất này dừng biến mất không? Không phải là một chút mà là cả một mảng thế giới này. Móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch vẽ một vòng thật lớn. Dương Diệp gật đầu. Đúng, là cả thế giới này. Tiểu Bạch do dự một hồi, sau đó nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, móng vuốt nhỏ vươn ra, sau đó đột nhiên ép xuống. Trong nháy mắt. Thiên địa đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, vô số linh khí đột nhiên xuất hiện trong mảng thiên địa này. Những linh khí này chính là linh khí vừa biến mất. Được rồi, đừng khôi phục nữa. Dương Diệp vội vàng nói. Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt, linh khí trong thiên địa lại chậm rãi biến mất. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch. Ngươi thật lợi hại. Những lời này là thật lòng, năng lực của Tiểu Bạch thật sự có chút khủng bố, chẳng trách nhiều người như vậy muốn có linh chủ. Nếu giao chiến hai tộc, một phương, có linh chủ này hút một cái, trực tiếp có thể đẩy đối phương vào tuyệt cảnh. Đi thôi, trước tiên rời khỏi đây đã. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng nói. Tới thần tộc, bằng không ngươi hiện tại chính là có thể đi đâu nữa. Trước tiên tránh nơi đầu sóng ngọn gió đã. Nói xong, nữ tử váy trắng xoay người biến mất. Dương Diệp đứng nghĩ nghĩ, sau đó ôm Tiểu Bạch đi theo. Đúng như lời nữ tử váy trắng nói, hiện tại hắn nên tránh đầu sóng ngọn gió. Rất nhanh, hai người ly khai yêu giới. Nhưng mà yêu giới lại đang sôi trào. Tuy yêu thú của yêu giới tu luyện nhục thân, nhưng, bọn họ cũng cần linh khí. Hơn nữa, không có linh khí, rất nhiều thiên tài địa bảo đều sẽ dần dần biến mất. Mà hiện tại, linh khí của yêu tộc bắt đầu biến mất. Không bao lâu nữa,
toàn bộ tất cả sinh linh của yêu tộc đều sẽ chậm rãi biến mất, cuối cùng là chết hết. Tìm Dương Diệp. Trong nháy mắt, cường giả của toàn bộ đại thiên vũ trụ điên cuồng tìm kiếm Dương Diệp. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có tìm được Dương Diệp mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mà, Dương Diệp lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Thiên tộc, Vân Tiêu Điện. Lúc này ở Vân Tiêu Điện, tụ tập hơn 10 vị thánh nhân, trong đó, có tộc trưởng đến từ Bách tộc, cầm đầu chính là thiên quân của thiên tộc. Không khí có chút ngưng trệ. Bởi vì thám tử của Bách tộc tìm nhiều ngày như vậy vẫn không thấy được bóng dáng của Dương Diệp. Hắn chắc là tới thần tộc rồi. Đúng lúc này, nhân quân đột nhiên mở miệng. Vậy thì tìm thần tộc. Thiên quân đột nhiên đứng lên. Thần tộc mới là chủ mưu. Chư vị, chúng ta không thể cứ bị động như vậy được nữa, phải tìm được thần tộc, quyết một trận tử chiến với bọn họ. Cho dù vong thì cũng phải vong một cách thống thống khoái khoái. Nhân quân gật đầu, đồng ý nói. Thiên quân nói rất đúng, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị thần tộc giết chết mất. So với như vậy, chẳng thà đường đường chính chính đánh một trận với thần tộc, chư vị cảm thấy thế nào? Vậy thì phải tìm được thần tộc đã. Lúc này, một lão già ở bên cạnh đột nhiên nói. Thần tộc hiện tại có đầu rút cổ, muốn tìm được bọn họ là nói dễ hơn làm. Tất nhiên là dễ rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người biến sắc, đồng loạt quay đầu lại nhìn ở cửa đại điện, một người thần bí mặc áo đen đang chậm rãi bước về phía mọi người. Người áo đen đi tới giữa đại điện. Thần tộc ở ngay thần chiến trường. Thần chiến trường. Đối với địa phương này, mọi người tất nhiên không xa lạ gì. Năm đó trận đánh cuối cùng của Bách tộc và thần tộc chính là tiến hành ở đây. Trận chiến ấy, Bách tộc và thần tộc người chết vô số kể. Vô số thánh nhân vẫn lạc, bao gồm cả cường giả cấp bậc lão tổ cũng chết không ít. Trong những ngày tương lai nơi đó tương đương với một cấm địa, bởi vì nơi đó, oán khí quá sâu. Thiên quân đi tới trước mặt người thần bí đó. Ngươi là người phương nào? Người thần bí nói. Cái này không quan trọng, quan trọng là ta biết thần tộc ở đâu, phải không? Thiên quân nói. Chúng ta sao biết ngươi nói thật hay giả? Hay là ngươi chính là người của thần tộc, cố ý lừa chúng ta tới đó, sau đó đánh cho chúng ta trở tay không kịp? Người thần bí nói, các ngươi hiện tại trừ tin ta ra thì còn có lựa chọn khác à? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không đi, sau đó thì cứ chờ. Chờ linh khí của các tộc triệt để biến mất. Khi đó, Bách tộc cũng chẳng cần đánh mà tự diệt. Thiên quân nhìn người thần bí hồi lâu, sau đó nói. Người rốt cuộc là người phương nào, vì sao biết thần tộc ở đâu, vì sao muốn giúp chúng ta? Người thần bí nói. Đây không phải là điều mà các ngươi hiện tại nên quan tâm, các ngươi nên quan tâm thần tộc hiện tại có thay đổi chỗ ẩn thân hay không kìa. Nói xong, người thần bí xoay người bước đi, mà lúc này, Thiên quân đột nhiên vươn tay ra tóm về phía người thần bí. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui thiên quân mấy chục trượng, mà lúc này, người thần bí đó đã triệt để biến mất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Vừa rồi người thần bí đó biến mất, bọn họ đều không phát hiện ra là biến mất như thế nào. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực lực của đối phương hơn xa bọn họ. Mọi người nhìn về phía thiên quân. Thiên quân trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Tập hợp tất cả thánh nhân, tới thần chiến trường. Vạn nhất đó là một âm mưu. Có người đột nhiên nói. Hai mắt thiên quân chậm rãi nhắm lại. Chúng ta đã không còn lựa chọn. Thần chiến trường. Nữ tử váy trắng và Dương Diệp đi tới thần chiến trường. Khi Dương Diệp đi tới cái nơi được gọi là thần chiến trường này, thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Tiểu bạch trên vai hắn cũng ngưng trọng, mắt đảo quanh. Tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Âm khí và sát khí ở nơi này quá nặng. Dương Diệp giết người cũng tính là nhiều, nhưng sát khí và âm khí nơi này hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, trong phạm vi mấy chục vạn dặm trời đất mờ mịt, bốn phía ngập trong hắc khí thần bí. Áp lực. Có một loại cảm giác áp lực vô cùng. Nơi này chính là nơi lúc trước thần tộc đại chiến với Bách tộc à? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng gật đầu. Chính là trong trận chiến đó thần tộc chúng ta đã bại. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta rất vui mừng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử váy trắng nói. Ta nghĩ ngươi sẽ giống như Bách tộc,
cảm thấy thần tộc ta tội đáng chết vạn lần. Dương Diệp lắc đầu. Với ta mà nói, thần tộc và bách tộc không khác gì nhau cả, ta không quan tâm tới ân oán của người khác. Hơn nữa, ta cảm thấy, bất kỳ một tộc nào cũng có chỗ tốt và chỗ không tốt, chỉ nói nhân tộc thôi, người tốt rất nhiều, nhưng người xấu còn nhiều hơn. Hơn nữa, cùng là nhân tộc, rất nhiều lúc, bọn họ đối đãi với đồng bào của mình còn ác hơn là đối đãi với thần tộc. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Năm đó, thần tộc ta quả thật quá tự cao tự đại. Dương Diệp, vẫn là câu đó, ngay từ đầu, ta vốn không nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi, để ngươi làm việc cho thần tộc, ta chỉ đơn thuần là cảm thấy ngươi không tồi, cảm thấy ngươi không giống với người khác. Và lại chuyện tương lai không phải bản thân ai có thể thay đổi được, lần này, nếu thần tộc ta bại, thần tộc ta sẽ triệt để trở thành lịch sử, đồng dạng, nếu bách tộc bại, ta cũng sẽ khiến cho bọn họ triệt để trở thành lịch sử. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi thật sự muốn diệt sạch bách tộc. Nữ tử váy trắng cười nói. Bọn họ không phải cũng muốn diệt sạch chúng ta sao? Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi sẽ đứng bên nào? Thần tộc. Dương Diệp trả lời không chút do dự. Tuy hắn là nhân tộc, nhưng, người muốn hắn chết nhất chính là nhân tộc, đứng ở bên nhân tộc à? E là chết như thế nào cũng không biết. Đại nghĩa nhân tộc cái gì chứ đừng nói đùa. Khi nhân quân đuổi giết hắn đâu có nói đại nghĩa nhân tộc với hắn đâu. Đương nhiên, hắn là đối địch với nhân quân và thế lực dưới trướng nhân quân chứ không phải là đối độc với cả nhân tộc. Nhân quân không đại biểu được cho cả nhân tộc. Lúc này, nữ tử váy trắng đó nói. Có những lời này của ngươi ta đã thỏa mãn rồi. Ta chỉ biết rằng, nếu thần tộc ta không phụ ngươi, ngươi tất sẽ không cừu thị thần tộc ta. Dương Diệp đang muốn lên tiếng thì đúng lúc này nữ tử váy trắng xoay người nhìn về phía hư không. Không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Dương Diệp khó hiểu, mà lúc này, mấy chục đạo uy áp cường đại ập tới. Bách tộc tới rồi. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Một thanh trường thương đột nhiên từ trong mây bắn tới, mà mục tiêu của trường thương, nữ tử váy trắng. Dương Diệp đang muốn xuất thủ thì tử váy trắng khẽ lắc đầu, sau đó bấm tay búng một cái. Tinh quang lấp lánh, thanh trường thương này trực tiếp khựng lại giữa trong trung. Mà lúc này, một nam tử mặc áo trắng đứng trên trường thương, nam tử mặc áo trắng nhìn nữ tử váy trắng phía dưới. Nhân tộc, Tiêu Hàn Y, muốn lãnh giáo quân sư thần tộc. Hàn Y Thương Thánh, thiên tài siêu cấp mấy ngàn năm trước của nhân tộc. Nữ tử váy trắng hơi trầm ngâm, sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo trắng. Thần tộc, Đinh Thược Dược. Nghe vậy, Dương Diệp ở bên cạnh ngây ra. Đại quân bách tộc, một. Bất ngờ lắm à. Đinh Thược Dược. Đầu óc Dương Diệp chút chỗ trống, bởi vì hắn không ngờ nữ tử trước mắt không ngờ là quân sự thần tộc. Đinh Thược Dược là người của thần tộc. Trong ấn tượng của Dương Diệp, Đinh Thược Dược luôn ôn nhu yếu đuối, nàng ta rất thông minh, nhưng lực cũng rất thấp. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn sai rồi. Đinh Thược Dược không chỉ là cực thông minh, thực lực còn rất mạnh. Tóm lại, điều này thật sự khiến Dương Diệp bất ngờ. Lúc này Dương Diệp đã thấy mặt của nữ tử váy trắng, không nghi ngờ gì nữa, chính là Đinh Thược Dược. Chỉ có điều hiện tại trên người Đinh Thược Dược đã không còn vẻ yếu đuối trước kia, thay vào đó là vẻ thong dong lạnh lùng. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Đinh Thược Dược mỉm cười, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía nam tử trên không trung. Tiêu Hàn Y. Thiên tài siêu cấp ngàn năm trước đa danh chấn toàn bộ đại thiên vũ trụ. Có chút thú vị, xem ra, sẽ có càng lúc càng nhiều người xuất hiện. Tay phải Tiêu Hàn Y chắp sau lưng. Ta vốn không muốn tham dự vào tranh đấu thế tục, nhưng hành động của thần tộc quá tàn ác, các ngươi không ngờ muốn diệt sạch tất cả sinh linh nhân tộc. Cho dù Tiêu Mỗ hôm nay phải chết, nhưng, nhân tộc ta sẽ có ngàn vạn Tiêu Hàn Y đứng ra. Thần tộc, các ngươi không diệt được nhân tộc chúng ta đâu. Ngàn vạn à? Đinh Thược Dược cười nói. Có lẽ là vậy, có điều, đó cũng không phải là vấn đề lớn, có bao nhiêu thì thần tộc ta sẽ giết bấy nhiêu. Nói xong, nàng ta nhìn lướt qua chúng thánh bách tộc phía sau Tiêu Hàn Y, sau đó lại nói. Người đã tới cửa rồi mà không ai đứng ra tỏ thái độ chút à? Đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ máu tanh đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một nam tử mặc áo choàng màu đen. Đeo mặt nạ màu đỏ xuất hiện bên cạnh Đinh Thược Dược.
trong tay nam tử này cầm một thanh liêm đao màu đỏ còn to hơn cả người trưởng thành. Nam tử cầm liêm đao ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn Y, sau đó, cả người hắn trực tiếp phóng lên cao, một đạo hồng mang chợt lóe lên ở chân trời, hai người đã kịch chiến. Hai người vừa giao thủ, không khí màu đen chung quanh lập tức rút về bốn phía. Ninh Thược Dược không nhìn hai người chiến đấu, mà là nhìn về phía đám người thiên quân ở xa xa. Ta có chút bất ngờ, không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã tìm tới nơi này rồi, có điều, nếu ta đoán không sai, chắc là có người tương trợ các ngươi, đúng không? Thiên quân đi tới trước mặt Ninh Thược Dược. Ninh quân sư, ân oán trước kia cộng với ân oán hiện tại, chúng ta hôm nay giải quyết đi. Ninh Thược Dược gật đầu. Được. Vừa dứt lời. Toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động rồi nứt ra, từng đạo khí tức cường đại từ trong lòng đất phóng lên, rất nhanh, sau lưng Ninh Thược Dược có thêm 17 người. Toàn bộ đều là thánh nhân. 17 vị thánh nhân. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc, bốn phía thần chiến trường đột nhiên xuất hiện những điện lưu nhẹ nhẹ, điện lưu này hợp lại bao vây toàn bộ thần chiến trường. Các ngươi đã sớm có phòng bị rồi. Thiên quân nhìn Ninh Thược Dược. Ninh Thược Dược lạnh lùng nói. Ta làm việc, thích tính tới trường hợp xấu nhất, vốn là muốn chuẩn bị nhiều hơn rồi mới khai chiến với các ngươi, nhưng hiện tại e là không còn kịp rồi, có điều cũng không sao. Thiên quân gật đầu. Quả thật là không sao. Dứt lời, tay phải hắn vung lên. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vang dội, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, bên kia, một đám yêu thú đang vội vàng chạy tới. Những yêu thú này, hình dạng như hổ, lưng lại có cánh, hình thể cao chừng 10 trượng, mà trên đỉnh đầu những yêu thú này đều có một nhân loại đang đứng. Mỗi một yêu thú đều là cảnh giới đại thiện cảnh, người đứng trên đầu yêu thú cũng đều là đại thiện cảnh. Không nhiều lắm, chỉ có 100. Nhưng mà, số lượng 100 này lại tạo cho người ta một loại khí thế vô địch. Loại khí thế này cho dù là mấy vị thánh nhân e là cũng không bằng. Từ lý thuyết mà nói. Đại thiện cảnh không đánh được với thánh nhân, nhưng cũng có cá biệt, ví dụ như Dương Diệp, có thể chạm sát thánh nhân. Trận chiến này, bách tộc là có chuẩn bị mà đến, người được họ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, yêu thú cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể nói, đội kỵ binh này đối mặt với thánh nhân cũng không phải e ngại. Đây là nhân tộc và yêu tộc liên hợp. Ngoài ra, bên phải đội kỵ binh này còn có 30 người mặc trường bào màu trắng, có nam có nữ. Trong tay mỗi người đều cầm một cây trượng màu trắng thuần, bọn họ bay bên phải kỵ binh, sau khi bọn họ xuất hiện, linh khí chung quanh lập tức di động về phía bách tộc. Linh tộc, hơn 30 người, toàn bộ là đại thiện cảnh, hơn nữa khí tức mỗi một người phát ra đều cực kỳ cường hãn. Mà bên trái đội kỵ binh có 70 người, mỗi người đều mặc khôi giáp màu vàng, tay cầm trường thương. Khí tức phát ra trên người họ là mạnh nhất ngoài thánh nhân. Thiên vệ quân tiếng tăm lừng lẫy ở đại thiên vũ trụ. Thiên vệ quân có thể nói là con bài chưa lật của thiên tộc, đội ngũ bí mật này hàng năm không hiện thân, chỉ phục tùng mệnh lệnh của tộc trưởng thiên tộc. Bọn họ được dùng trang bị tốt nhất, tài nguyên tu luyện cũng tốt nhất, tất nhiên, thực lực của bọn họ cũng là mạnh nhất trong tất cả quân đội của thiên tộc. 10 tên thiên vệ binh có thể đổ thánh. Thiên quân đã phái cả chi đội này ra, vậy rõ ràng là đã quyết đánh một trận tử chiến. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính của bách tộc, phía sau đám người Dương Diệp, mấy chục cường giả áo đen xuất hiện. Toàn bộ là đại thiện cảnh, mấy chục cường giả áo đen này thân hình cực kỳ quỷ dị, tạo cho người ta một loại cảm giác mơ hồ, tạo cho người ta một loại hàn ý lạnh như băng. Sát thủ đỉnh cấp đến từ ảnh linh tộc. Ảnh linh tộc ở đại thiên vũ trụ cũng không tính là nổi danh, bởi vì bọn họ rất ít, thuộc về tộc nhỏ. Nhưng bọn họ có thể sinh tồn ở đại thiên vũ trụ này, cũng chứng minh được thực lực của bọn họ. Sát thủ. Bất kỳ sát thủ của tộc nào cũng không bằng được ảnh linh tộc. Ảnh linh tộc tu luyện ảnh tử, bọn họ có thể đem ảnh tử thành sinh mệnh thứ hai, bọn họ là sát thủ trời sinh. Trong nhất thời, vô số cường giả xuất hiện ở thần chiến trường. Nhân tộc, yêu tộc, thiên tộc, phù tộc, linh tộc, ảnh linh tộc, hải tộc, hồn tộc. Lúc này bên nhân tộc. Thánh nhân còn có chừng 53 vị, không bao người những người đang ẩn nấp. Về phần đại thiện cảnh, toàn bộ bách tộc cộng lại có chừng gần 1.300 vị. Số lượng này đã vô cùng dọa người rồi. Hơn nữa, những cường giả đại thiện cảnh này cơ bản đều là loại có trọng lượng. Ngoài ra,
Bách tộc còn hạ lệnh triệu tập tất cả thánh nhân tán tu trong tộc cùng với cường giả đại thiện cảnh tới thần chiến trường. Vỡ tổ liệu có còn chứng nguyên vẹn không? Đạo lý này, rất nhiều người đều biết. Nếu bách tộc chiến bại, thần tộc báo thù, lúc đó, bách tộc cho dù còn có người sống, cũng chỉ là sống cho qua ngày, hơn nữa còn không thể thấy ánh sáng. Thế là, vô số cường giả đang cuồn cuộn không ngừng hướng tới thần chiến trường. Trận chiến này liên quan tới sinh tử của bách tộc. Cách đó không xa, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Đội hình này của bách tộc có thể nói là đã hoàn toàn nghiền ép thần tộc rồi. Bên thần tộc lấy gì ra để đối kháng với bách tộc đây? Hắn hiện tại, cuối cùng cũng minh bạch đạo gia vì sao lại dễ dàng thỏa hiệp với bách tộc như vậy. Rất đơn giản, bách tộc liên thủ, thật sự rất khủng bố, cho dù là đạo gia, cũng không muốn đánh bừa với họ. Đạo gia mặc dù có một vị lão tổ, nhưng, với thực lực của bách tộc, đạo gia cuối cùng cho dù thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm. Hơn nữa, nếu không có đạo tổ, chỉnh thể của đạo gia ở trước mặt bách tộc căn bản không đáng là gì. Khi bách tộc không liên thủ, chính là năm bè bảy mảng, đối với bốn nhà mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng, một khi bách tộc liên thủ, thật sự kết minh, lực lượng này tổ hợp lại, cho dù là lão tổ cũng không dám khinh thị. Đoàn kết. Bất kỳ một thế lực nào một khi thật sự đoàn kết lại đều là không thể khinh thường, càng không cần phải nói tới thế lực như vậy đoàn kết với nhau. Chiến. Thiên quân đột nhiên nói. Ninh quân sư, thần tộc ngươi lấy gì ra để chiến với bách tộc ta? Ninh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, mà lúc này, xa xa, tộc trưởng của linh tộc đột nhiên vung tay phải, hơn 30 vị cường giả linh tộc phía sau hắn lập tức hai tay hướng lên trời, trong phút chốc từng cuộn sóng vô hình thẩm thấu vào sâu trong chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không chân trời đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như bị một tấm vải bụi che phủ. Tộc trưởng linh tộc nhìn Ninh Thược Dược, sau đó lạnh lùng nói. Tụ tinh trận của quân sư chúng ta đã kiến thức qua rồi. Lần này Đinh quân sư hẳn là không tụ được tinh đâu. Không biết còn có thủ đoạn nào khác không, nếu có thì xin thi triển ra đi để chúng ta được mở mang tầm mắt. Đinh Thược Dược cười cười. Xem ra lần này, bách tộc các ngươi thật sự chuẩn bị rất chu toàn. Tất nhiên, Thiên quân nói, kẻ địch của chúng ta chính là thần tộc. Đinh quân sư, người của chúng ta đã xuất hiện rồi, còn các ngươi thì sao? Hay là không dám ra? Có điều, ta nghĩ chắc không phải đâu. Thần tộc luôn luôn rất kiêu ngạo, không phải sao? Ninh Thược Dược không trả lời Thiên Quân, mà là nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh. Còn nhớ chuyện ngươi từng làm chứ? Chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Ninh Thược Dược cười nói. Chính là chuyện ngươi cảm thấy vô cùng thống khoái đó. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Lúc này, hai mắt Ninh Thược Dược chậm rãi nhắm lại. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang tính kế bách tộc. Đồng thời cũng đang tính kế chúng ta à? Năm đó nếu không phải ngươi lâm trận phản chiến, thần tộc ta cũng sẽ không thất bại thảm hại. Hôm nay, món nợ này chúng ta cùng nhau tính đi. Đại thiên vũ trụ, từ hôm nay trở đi, đại thiên vũ trụ chính là một lịch sử. Ninh Thược Dược đang nói chuyện với ai thế? Khi mọi người ở đây đang nghi hoặc, đột nhiên sắc mặt của tộc trưởng bách tộc biến đổi. Thiên quân nhìn về phía Ninh Thược Dược, kinh hãi nói. Thần tộc ngươi điên rồi à? Sắc mặt của người bách tộc đều cực kỳ khó coi, phải nói là tái nhợt mới đúng. Mọi người giống như đều nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ vậy. Quả thật, chuyện đang phát sinh ở Đại Thiên Vũ Trụ lúc này quả thật rất đáng sợ. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, có vô số thế giới, những thế giới này lúc này đều đang biến mất rất nhanh. Mỗi một thế giới đều là sóng thần, trời sập đất nứt, núi lửa bùng nổ. Nếu lúc này có người đứng trong tinh không, bất kỳ là một mảng tinh không nào đều có thể nhìn thấy, vô số tinh cầu đang nổ tung như pháo hoa. Đại thiên vũ trụ, từng thế giới đang hủy diệt. Đối với cường giả thánh nhân mà nói, muốn hủy diệt một thế giới, cũng không phải là khóc, cũng không cần phí quá nhiều khí lực, chỉ cần dẫn phát lực lượng thiên nhiên của thế giới này là được. Ví dụ như dẫn nổ lòng đất, nham thạch tan chảy. Mỗi một thế giới bị hủy diệt, tổn thương nhất là ai? Chính là tất cả sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ, tàn nhẫn à? Chiến tranh trước giờ đều tàn nhẫn. Thần tộc ngươi lớn mật lắm. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một người thần bí mặc áo đen xuất hiện ở cách Đinh Thược Dược không xa. Trong chớp mắt người áo đen này xuất hiện, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay Đinh Thược Dược. Dương Diệp tay mắt nhanh nhẹn,
vội vàng xuất hiện ở phía sau túm lấy Đinh Thược Dược, nhưng khi tay hắn tiếp xúc vào lưng Đinh Thược Dược, sắc mặt hắn thốt nhiên kịch biến. Bùm! Đinh Thược Dược ngừng lại, nhưng cả người Dương Diệp lại bay tít ra sau cả nghìn thước. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể mình. Toàn thân hắn đã vỡ nát. Thật là khủng khiếp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn người áo đen thần bí ở xa xa, người này là lão tổ sao? Đinh Thược Dược lau máu tươi ở khóe miệng, nàng ta nhìn về phía người thần bí đó. Sao, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à? Bảo họ dừng lại, bằng không ta sẽ khiến người của thần tộc sống không bằng chết. Người thần bí nói, người e là không có năng lực này đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn lại, nơi đó, một nữ tử chậm rãi bước đến. Người tới chính là Chí Nữ. Chí Nữ đi tới bên cạnh Đinh Thược Dược, sau đó nàng ta nhìn người thần bí trước mặt. Thật sự cho rằng chúng ta không phòng bị ngươi à? Thanh âm vừa dứt. Trong sân đột nhiên vang lên những tiếng điện lưu, mọi người trong lòng kinh hãi, rất nhanh, trong hư không chân trời xuất hiện một chữ to màu đỏ. Sát! Chữ này xuất hiện ở hư không chân trời. Vào nháy mắt chữ này xuất hiện. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, nàng ta hai tay ôm đầu lăn lộn trên đất, run rẩy, trong mắt nàng ta đầy vẻ hoảng sợ. Dương Diệp biến sắc, vội vàng tiến vào Hồng Mông Tháp ôm Tiểu Bạch vào lòng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Tiểu Bạch ôm chặt lấy Dương Diệp, đầu không ngừng cọ vào ngực Dương Diệp, thân thể run rẩy điên cuồng, giống như gặp phải chuyện rất đáng sợ. Không chỉ Tiểu Bạch, Tiểu Thiên trong cơ thể hắn, bao gồm cả Lục Đinh Thần Hỏa lúc này cũng đang run rẩy điên cuồng. Sợ hãi. Đó là đang sợ hãi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hồng Mông Tháp. Thanh âm vừa dứt, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên từ chân trời chiếu xuống, bao phủ lấy Tiểu Bạch, nhưng mà vẫn không có tác dụng. Đây là cái quỷ gì thế? Hồng Mông Tháp không ngờ không có hiệu quả. Khẳng định là do chữ sát kia rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp, đúng lúc này, Thiên Tú ở bên cạnh đột nhiên nói. Ca ca, đưa Tiểu Bạch cho ta. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú, không hỏi gì, trực tiếp đưa Tiểu Bạch cho Thiên Tú, tay Thiên Tú đặt lên đầu Tiểu Bạch, nói khẽ. Tiểu Bạch đừng sợ, có ta ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương tới Tiểu Bạch đâu. Thiên Tú vừa dứt lời, thân thể của Tiểu Bạch dần dần trở nên bình tĩnh. Mà lúc này, Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa cũng đi tới bên cạnh Thiên Tú, trên mặt Tiểu Thiên đầy vẻ thống khổ. Ngoài ra, trong mắt nàng ta cũng mang theo vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Thiên Tú, giúp bọn họ đi. Dương Diệp vội vàng nói. Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa, trầm mặc một thoáng, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tránh ra. Không có đáp lại, Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa vẫn đang run rẩy. Ánh mắt Thiên Tú dần dần trở nên lạnh lùng. Ta bảo ngươi tránh ra. Thanh âm vừa dứt. Sau một thoáng yên lặng, Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa dần dần bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi. Thiên Tú, đó là gì thế? Thiên Tú nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy thứ gì đó đang nhìn chúng ta. Ừ, là đang nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Thiên tỷ tỷ, còn cả lửa này nữa, Phương giống như muốn ăn họ. Ăn bọn Tiểu Bạch. Dương Diệp cau mày, xoa đầu Thiên Tú. A Tú, ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ, ta ra ngoài xem thế nào. Ca ca cẩn thận. Thiên Tú đột nhiên nói. Cái đó rất lợi hại, ca ca hiện tại hẳn là đánh không lại đâu. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Vào khoảnh khắc Tiểu Bạch và Tiểu Thiên cùng Lục Đinh Thần Hỏa xuất hiện dị thường, ngoài Hồng Mông Tháp, người thần bí đó đột nhiên thất thanh nói. Âm Chọc Linh, sao có thể? Nói đến đây, người thần bí đột nhiên xoay người trực tiếp biến mất. Chân trời, chữ, sát, run lên, đuổi theo, lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Không cần đuổi theo, người hiện tại cũng không làm gì được nàng ta đâu. Yên lặng một thoáng, chữ, sát, chậm rãi biến mất. Lúc này, Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh. Tiểu Bạch không sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Đỡ rồi, đó là gì thế? Đinh Thược Dược nói, âm chọc linh, có thể nói là thiên địch của linh vật, thiên địch của linh vật. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn hỏi thì lúc này, Đinh Thược Dược nói.
sau này sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, nàng ta chậm rãi bước về phía đám người thiên quân. Linh khí của nhân tộc và thiên tộc chắc đã khôi phục rồi, đúng không? Sao ngươi biết? Thiên quân trầm giọng nói. Vào chớp mắt vừa rồi, hắn nhận được tin tức, linh khí của thiên tộc đã khôi phục, không chỉ thiên tộc, cả linh khí của nhân tộc và yêu tộc cũng đã khôi phục. Ninh Thược Dược lạnh lùng nói. Biết người vừa rồi là ai không? Thiên quân trầm giọng nói. Đoán được một chút. Hiện tại đã biết rõ nguyên nhân của sự việc rồi chứ? Ninh Thược Dược hỏi. Thiên quân nhìn Ninh Thược Dược. Nàng ta vì sao muốn làm như vậy? Câu hỏi này của ngươi thật ngu xuẩn. Ninh Thược Dược nói. Nếu biết nguyên nhân rồi thì thôi đi. Thần tộc ta và bách tộc ngươi sẽ có ngày đánh một trận, nhưng không phải là hiện tại, có điều ngươi yên tâm, các ngươi không phải chờ lâu đâu. Thiên quân nhìn Ninh Thược Dược một lúc, sau đó nói. Chúng ta chờ. Nói xong, hắn xoay người dẫn mọi người đi. Mà lúc này, nhân quân đột nhiên nói. Vù sao hiện tại không trực tiếp bắt bọn họ? Thiên quân nhìn nhân quân. Ngươi cảm thấy bắt được à? Nói xong, hắn trực tiếp dẫn theo cường giả của thiên tộc đi, mà cường giả của bách tộc còn lại cũng nhận được mệnh lệnh lui binh của hắn. Lập tức, toàn bộ bách tộc thối lui như thủy triều. Thần chiến trường lại khôi phục bình tĩnh. Sau khi bách tộc rời đi, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Bảo họ có thể dừng được rồi. Chí nữ gật đầu. Đã dừng rồi. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Thanh âm vừa dứt. Ngọc thủ của Đinh Thược Dược vung lên, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, mặt đất trước mặt mọi người nứt ra, một thông đạo xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của Chí nữ và Đinh Thược Dược, mọi người bước xuống. Đi theo Đinh Thược Dược và Chí nữ, Dương Diệp đi tới thế giới lòng đất của thần chiến trường. Thế giới lòng đất này nằm ngoài tưởng tượng của Dương Diệp, là một tòa thành trống. Trong thành có người, có điều cực ít, chỉ có khoảng 10 người. Tò mò lắm à? Ninh Thược Dược đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ninh Thược Dược nói. Người của chúng ta trốn ở các nơi trên thế giới. Dương Diệp nhìn Ninh Thược Dược, không thể không nói, hắn thật sự rất bội phục Ninh Thược Dược. Tâm tư của nữ tử này thật sự có chút vô địch. Thần tộc có thể đùa giỡn bách tộc. Ninh Thược Dược có thể nói là không thể không có công. Ninh Thược Dược và Chí Nữ dẫn Dương Diệp đi tới một gian đại điện, trong điện chỉ có 3 người. Chí Nữ nói, người tương lai có tính toán gì không? Dương Diệp nhìn về phía Chí Nữ, sau đó nói, không có, chỉ muốn được sống sót thôi. Chí Nữ nói, sống sót à, sau này sẽ một sự kiện khó nhất của Đại Thiên Vũ Trụ. Toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ sẽ rối loạn. Loạn này không chỉ là thần tộc ta và bách tộc, còn có thế lực các phương nữa. Ta đề nghị ngươi rời khỏi Đại Thiên Vũ Trụ đi, càng sớm càng tốt. Rời khỏi Đại Thiên Vũ Trụ, đi đâu? Dương Diệp hỏi. Chí nữ nói. Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở Đại Thiên Vũ Trụ là được rồi. Đại Thiên Vũ Trụ rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Chí nữ nhìn về phía Đinh Thược Dược ở bên cạnh, Đinh Thược Dược nói. Hắn không đi được, trên người hắn có linh chủ, còn xen lẫn nhân quả thế lực các phương, những người đó sẽ không để hắn đi. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại ngươi đừng hòng trốn được, hay là cứ để thăng thực lực đi đã. Dương Diệp gật đầu, hắn hiện tại, việc cấp bách chính là để thăng thực lực của mình, thực lực các phương diện đều cần để thăng. Đối mặt với bách tộc, còn có một số thế lực thần bí. Không có thực lực thì đến lúc đó e là ngay cả tư cách làm vật hy sinh cũng không có. Ninh Thược Dược đang định nói gì đó thì dị biến nổi lên, chữ sát màu đỏ đột nhiên lóe lên, sau đó trực tiếp nhập vào ngực Dương Diệp. Càn rỡ! Ninh Thược Dược đột nhiên phẫn nộ quát. Mau cản nó lại, Tiểu Bạch có nguy hiểm, tháp đó không chấn được nó đâu. Tiểu Bạch có nguy hiểm. Dương Diệp trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn tiến vào trong Hồng Mông tháp. Lúc này, trong Hồng Mông tháp, đối diện Tiểu Bạch không xa, là một dị vật đen xì, đỉnh đầu có 2 lỗ tai nhỏ, mắt như trăng khuyết, nhưng lại toàn là màu đỏ, mà quanh người nó có luồng không khí màu đỏ đen. Hình thể cũng to tương đương với Tiểu Bạch, mà lúc này ở trước mặt Tiểu Bạch một tòa tháp màu vàng. Hồng Mông tháp, vừa rồi trong nháy mắt dị vật chui vào, nó trực tiếp đánh về phía Tiểu Bạch, nhưng mà, Hồng Mông tháp xuất thủ, chấn nó ra. Cứu Tiểu Bạch một mạng, bên cạnh Tiểu Bạch còn có Thiên Tú.
Lúc này, Thiên Tú đang chính ôm Tiểu Bạch, lạnh lùng nhìn dị vật ở xa xa. Trong mắt Tiểu Bạch lần này không có vẻ sợ hãi, chỉ có phẫn nộ, hai móng của nàng ta nắm chặt, linh khí chung quanh cực kỳ không ổn định, giống như một tòa núi lửa sắp bùng nổ. Lần đầu tiên bị người ta khi dễ như vậy, cục tức này Tiểu Bạch không nhịn được. Dị vật nhìn Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ tham lam. Nhưng mà, nó đã có chút kiêng kỵ Hồng Mông Tháp trước mặt Tiểu Bạch. Lần giao phong vừa rồi nó đã rơi vào hạ phong. Lúc này, Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp, hắn đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức bay đến vai hắn, sau đó nàng ta chỉ vào dị vật. Muốn đánh nó à? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật gật đầu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Vậy thì đánh đi. Có được sự đồng ý của Dương Diệp, Tiểu Bạch lần này không trốn phía sau Hồng Mông Tháp nữa, nàng ta trực tiếp bay đến không trung. Ngay sau đó, Tiểu Bạch há miệng hút một cái, trong nháy mắt, trong thiên địa trở nên hư ảo. Tiểu Bạch đánh nhau, là dựa vào gì? Tất nhiên chính là linh khí, nàng ta hút càng nhiều linh khí thì uy lực sẽ càng lớn. Nhưng mà, Hồng Mông Tháp lại bay tới trước mặt Tiểu Bạch, ngăn cản Tiểu Bạch. Bởi vì nếu để Tiểu Bạch hút tiếp, linh khí của thế giới này sẽ bị nó hút cạn. Hồng Mông Tháp chính là linh của thế giới này, tất nhiên không hy vọng linh khí của thế giới này sẽ biến mất. Tiểu Bạch chỉ dị vật, sau đó vung quyền đầu. Nàng ta ra hiệu nàng ta không thể nhịn được cục tức này. Hồng Mông Tháp hơi rung động. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó chỉ Hồng Mông Tháp, tiếp theo lại chỉ dị vật. Hồng Mông Tháp hơi run rẩy, đáp lại. Kỳ thật, ý tứ của Hồng Mông Tháp chính là, người đừng hút linh khí, ta giúp người đánh nhau. Dị vật đó lần này đột nhiên chạy vào Hồng Mông Tháp, đối với Hồng Mông Tháp mà nói, cũng là một khiêu khích. Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó nàng ta vỗ nhẹ Hồng Mông Tháp, ý tứ là, người cố lên. Hồng Mông Tháp hơi run, ngay sau đó, nó trực tiếp xoay người hóa thành một luồng ánh sáng vàng lao về phía dị vật. Xa xa, dị vật nhìn thấy Hồng Mông Tháp xuất thủ, trong mắt lập tức hiện lên một tia lệ khí, sau đó giơ móng vuốt lên vỗ về phía trước. Một chảo, trực tiếp cản lại Hồng Mông Tháp, không gian trong Hồng Mông Tháp chấn động kịch liệt. Mà đúng lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên run rẩy, vô số đạo ánh sáng vàng từ quanh người bắn ra, vô số ánh sáng vàng trực tiếp đánh bay dị vật. Nhưng mà ngay sau đó, dị vật đột nhiên tung người đánh tới Hồng Mông Tháp, cùng lúc đó, một cự chảo đen xì trực tiếp vỗ lên người Hồng Mông Tháp. Có điều lại không vỗ bay được Hồng Mông Tháp, trong nháy mắt Hồng Mông Tháp cự chảo chụp chúng. Quanh người nó xuất hiện một tầng ánh sáng vàng thật dày, chính là ánh sáng vàng này nhận lấy một kích cường lực đó. Nhưng mà lúc này, dị vật đó đột nhiên tóm lấy Hồng Mông Tháp, nhìn tư thế của xem nó, là muốn xé rách Hồng Mông Tháp. Có điều, Hồng Mông Tháp không phải vô dụng, lập tức trực tiếp đánh lên người dị vật. Dị vật lại bị đánh bay ra ngoài, vào chớp mắt nó bị đánh bay, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên từ chân trời bắn xuống, sau đó trực tiếp đánh lên người dị vật. Dị vật lại bị đánh bay ra ngoài. Lần giao thủ này, dị vật đã bại hoàn toàn. Nhưng mà, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Xa xa, dị vật nhìn thân thể của bản thân mình, vẻ mặt nó trở nên dữ tợn đáng sợ. Nó ngẩng đầu nhìn Hồng Mông Tháp, sau đó, hữu chảo của nó vỗ vào ngực mình. Một cỗ lực lượng khủng bố từ trong cơ thể ập ra, cùng lúc đó, hình thể của nó trong nháy mắt to ra 10 lần, hai móng vuốt cầm hai ngọn lửa một đen một đỏ. Nguy hiểm. Xa xa, Dương Diệp biến sắc, lần này, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn cũng lui về cạnh hắn, trong mắt nàng ta đầy vẻ tò mò. Đây là cái gì mà lợi hại thế? Hồng Mông Tháp hiển nhiên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, lập tức vô số ánh sáng vàng xuất hiện xung quanh nó, đúng lúc này, dị vật đó đột nhiên biến mất. Hồng Mông Tháp đang muốn xuất kích, mà đúng lúc này, nó lại ngây đơ. Bởi vì dị vật không phải lao về phía nó, mà là lao về phía Tiểu Bạch ở bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Hồng Mông Tháp trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng vàng bắn về phía dị vật. Nhưng mà, tốc độ của dị vật lại nhanh hơn nó rất nhiều. Vọt tới thấy dị vật lao về phía Tiểu Bạch, Dương Diệp cũng biến sắc, kéo Tiểu Bạch ra sau đó hai tay cầm đoạn tội bổ về phía trước. Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà một kiếm này của mà cũng cản được dị vật, nhưng lại không có tác dụng, bởi vì chỉ cản nó lại mà thôi. Trong chớp mắt Dương Diệp bị đánh bay, dị vật trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch, một chảo của nó tóm về phía Tiểu Bạch,
trong mắt đầy vẻ thèm khát. Không, xa xa, khóe mắt Dương Diệp như muốn rách ra, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía dị vật. Vào lúc này, trong mắt Tiểu Bạch không hề có vẻ sợ hãi, nàng ta chỉ nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh, sau đó vung móng vuốt nhỏ, giống như đang cáo biệt. Khi móng vuốt của dị vật sắp tóm được Tiểu Bạch, một tiểu cô nương đột nhiên đứng ở trước mặt Tiểu Bạch. Móng vuốt nhỏ khi đang muốn tóm tiểu cô nương thì đột nhiên giống như điện giật rụt lại. Lúc này, Dương Diệp và Hồng Mông Tháp đã tới nơi. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch vào trong lòng, thân thể hắn đang run rẩy. Bất kể là đối mặt với cường giả nào, cho dù là đối mặt với lão tổ, Dương Diệp hắn cũng chưa từng sợ như vậy. Lần này, hắn thật sự rất sợ. Sợ mất đi Tiểu Bạch, sợ mất đi thân nhân, Tiểu Bạch thì bình tĩnh hơn nhiều, đầu nó cọ cọ vào má Dương Diệp, sau đó thì an ủi Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hồng Mông Tháp. Ngươi bảo hộ nàng ta, được không? Hồng Mông Tháp không trả lời, nhưng nó lại bay trên Tiểu Bạch, một cột sáng vàng trực tiếp bao phủ Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn thấy cột sáng đó, hiện tại, trừ phi là lão tổ xuất thủ, bằng không, Tiểu Bạch chắc là sẽ được an toàn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía dị vật, lúc này dị vật đang đối kháng với Thiên Tú. Thiên Tú chậm rãi tiến về phía dị vật nhìn Thiên Tú, ca lệ khí trong mắt dần dần biến mất, Dương Diệp phát hiện, trong mắt của dị vật đã xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Kiêng kỵ Thiên Tú. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú rốt cuộc là có lai lịch gì? Không ngờ có thể khiến dị vật này kiêng kỵ. Thiên Tú vẫn đang tiến về phía dị vật, Dương Diệp do dự một thoáng. Cuối cùng vẫn không lựa chọn ngăn cản Thiên Tú, bởi vì trực giác nói với hắn, dị vật đó không dám ra tay với Thiên Tú. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên siết chặt quyền đầu. Tiểu Bạch là bằng hữu của ta. Kỳ thật, nàng ta cũng rất sợ hãi. Nhưng, phẫn nộ lại thắng sợ hãi. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn dị vật nheo mắt, sau đó lui về phía sau trăm trượng. Thiên Tú lạnh lùng nhìn dị vật cũng nhìn Thiên Tú, cứ như vậy. Cuối cùng dị vật do dự một thoáng, sau đó thân hình run lên, ly khai Hồng Mông Tháp. Đi rồi. Sau khi dị vật đi, Hồng Mông Tháp đột nhiên run lên, hóa thành vô số luồng ánh sáng vàng chắn ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, tiểu tuyền qua trong cơ thể Dương Diệp cũng xuất hiện ánh sáng vàng. Hiển nhiên, đây là phòng ngự Hồng Mông Tháp bày ra. Hiện tại dị vật đó đừng hòng dễ dàng tiến vào Hồng Mông Tháp. Lúc trước Hồng Mông Tháp không phòng bị. Đó là bởi vì nó có lòng tin đối với bản thân, mà hiện tại, nó tất nhiên cũng không e ngại dị vật đó. Nhưng nếu dị vật đó một lòng chỉ muốn tìm Tiểu Bạch gây phiền, nó cũng không làm gì được, cho nên nó lựa chọn bố trí phòng ngự. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới bên cạnh Thiên Tú, hắn xoa đầu Thiên Tú, sau đó nói. Không sao chứ? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Ta vừa rồi rất tức giận, sau đó ta cảm thấy có thứ gì đó sắp thức tỉnh. Sắp thức tỉnh. Dương Diệp ngồi xuống, sau đó nói khẽ. Ngươi có biết là cái gì sắp thức tỉnh không? Thiên Tú lắc đầu. Ta vừa tức giận liền cảm thấy nó muốn thức tỉnh. Nhưng, mẹ ta nói, phải chờ sau khi ta lớn lên mới có thể thật sự tức giận. Cho nên, mẫu thân khi chết, nàng ta cũng không tôi ta tức giận. Nói đến đây, nàng ta tạm dừng một chút, sau đó lại nói. Vừa rồi, nó muốn giết Tiểu Bạch, ta thật sự rất tức giận. Lúc này, Tiểu Bạch đi tới trước mặt Thiên Tú, sau đó móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Tú, mặt tươi cười, hiển nhiên, là đang an ủi Thiên Tú. Dương Diệp nói khẽ, nghe lời mẫu thân ngươi đi, sau này đừng tùy tiện tức giận, được không? Thiên Tú nói khẽ, được, cần Tiểu Bạch và ca ca không gặp nguy hiểm, ta sẽ. Dương Diệp gật đầu, sau đó cười nói. Được, quyết định vậy đi, ừ, ca ca ra ngoài bàn việc. Các người chơi với nhau nhé. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Lúc này, Đinh Thược Dược đang đứng ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược trầm mặc một lát, sau đó nói. Nó chính là âm trọc linh, xuất sinh không rõ ràng, thích ăn tất cả linh vật. Khi vừa xuất hiện, linh vật của Đại Thiên Vũ Trụ thiếu chút nữa bị nó diệt sạch. Cuối cùng, thần tộc ta để đạt được sự trợ giúp của Vũ Trụ Chi Linh, thế là ra tay giúp Vũ Trụ Chi Linh phong ấn nó. Mà hiện tại, thần tộc ta để đối phó với một số người, phải giải phong ấn cho nó. Làm thế nào để giết được nó? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không giết được,
năm đó Thích Thiên tộc trưởng cũng không giết được nó. Vũ trụ mà chưa diệt thì nó cũng chưa vong. Vũ trụ chưa diệt thì nó chưa vong. Nghe vậy, Dương Diệp trở nên âm trầm. Lúc này, Đinh Thược Dược lại nói. Người yên tâm, ta sẽ không ở để nó ra tay với Tiểu Bạch đâu. Nàng ta rất rõ địa vị của Tiểu Bạch ở trong lòng Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc. Đinh Thược Dược lại nói. Kỳ thật, Tiểu Bạch cũng không yếu hơn nó. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược, Đinh Thược Dược nói. Chỗ lợi hại của Tiểu Bạch là linh khí, cho nàng ta đủ linh khí, nàng ta cũng chẳng khác nào là vô địch. Có điều, Tiểu Bạch này của ngươi có chút quá ham chơi. Thế cho nên thực lực không mạnh. Dương Diệp. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra. Đỉnh đầu Tiểu Bạch có một tòa tháp nhỏ hư ảo màu vàng. Đinh Thược Dược nhìn tháp này, sau đó lắc đầu. Đúng là Tiểu gia hỏa may mắn. Cơ tháp này được xưng là đệ nhất chí bảo của Đại Thiên Vũ Trụ. Mà tháp này không ngờ cam tâm tình nguyện bảo hộ Tiểu gia hỏa này. Mà có tháp này bảo hộ bên cạnh, cho dù là âm trọc linh cũng khó mà tiếp cận được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn Đinh Thược Dược, sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, vùng móng vuốt nhỏ. Ngươi muốn tu luyện à? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Ngươi không phải ghét nhất là tu luyện sao? Tiểu Bạch đột nhiên siết chặt móng vuốt, sau đó vung vẩy với Dương Diệp. Nàng ta muốn báo thù. Trong Hồng Mông Tháp, nếu không phải có Tiểu Thiên và Hồng Mông Tháp, nàng ta đã bị ăn rồi. Cục tức này nàng ta không chịu được. Dương Diệp đang định lên tiếng, lúc này, Đinh Thược Dược ở bên cạnh đột nhiên nói. Nàng ta quả thật nên tu luyện, bằng không, sẽ lãng phí thiên phú của nàng ta. Hơn nữa, người cũng không thể cả đời ở bên người nàng ta được, đúng không? Ta cả đời này sẽ bảo vệ nàng ta. Dương Diệp nói. Có điều ta sẽ để nàng ta tu luyện. Tiểu Bạch phải năng lực tự bảo vệ mình, bởi vì nàng ta thân là linh chủ, nhất định có rất nhiều người có chủ ý với nàng ta. Tiểu Bạch gật gật đầu, trên mặt đầy vẻ kiên định. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Vậy âm trọc linh không nghe các ngươi à? Đinh Thược Dược lắc đầu. Thần tộc chúng ta và đạt thành một số hiệp nghị với nó, chứ không có quyền ra lệnh cho nó. Không sợ nó cắn ngược à? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược cười nói. Thần tộc ta cũng không phải ngồi không, hơn nữa, chúng ta hiện tại có kẻ địch chung. Người thần bí đó à? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược gật đầu. Người đó là ai? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược lắc đầu. Người rất nhanh sẽ biết thôi. Đúng rồi, chiến thiên đó đâu, cho ta xem. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược, sau đó lấy ra chiến thiên. Đinh Thược Dược tiếp nhận chiến thiên, sau đó nói khẽ. Quả nhiên là vậy. Gì cơ? Dương Diệp khó hiểu. Đinh Thược Dược nói. Năng lực của chiến thiên này là có thể trở nên mạnh mẽ, khi ngươi chiến đấu với người khác, nếu có thể kích phát thuộc tính, khát máu, của nó, lực lượng của ngươi và lực lượng của nó đều sẽ càng lúc càng mạnh. Ta thấy một lần rồi, ngươi từng kích phát, khát máu, này. Chắc là trận chiến ấy của ngươi rất gian nan. Dương Diệp gật đầu. Quả thật rất gian nan. Trận chiến ấy, là lần đầu tiên hắn giết thánh nhân. Có điều hắn lúc ấy không nghĩ kỹ, bởi vậy, cũng không phát hiện chiến thiên còn có thuộc tính này. Đinh Thược Dược trả lại chiến thiên cho Dương Diệp. Thực lực hiện tại của ngươi một mình đấu với một vị thánh nhân thì không phải không có sức. Có điều, đừng lơ là, trong thánh nhân cũng chia yếu và mạnh. Ngoài ra thế gian còn có rất nhiều sinh vật chưa biết rõ, giống như âm trọc linh lúc trước, tồn tại cùng loại với nó tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải không có. Cho nên, hành tẩu bên ngoài phải cẩn thận. Dương Diệp nói, ta hiểu. Rất nhiều cường giả, phần lớn đều chết vì lơ là và khinh địch. Đinh Thược Dược Dương Diệp thân thể Dương Diệp, sau đó nói. Nhục thân của ngươi chưa đạt tới thánh nhân cảnh. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, sau đó lại nói. Di theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người bước về phía xa xa. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó cũng vội vàng đi theo. Dương Diệp đi theo Đinh Thược Dược lên mặt đất, Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn chân trời đầy sao. Ngươi từng tiếp xúc với tinh quang chi lực chưa? Đinh Thược Dược nói, Dương Diệp gật đầu. Từng tu luyện tinh thần chi lực rồi. Đinh Thược Dược nói. Nhục thân của ngươi đạt tới cực hạn hiện tại của ngươi rồi, căn bản rất tốt, có điều, ngươi muốn bước ra một bước này,
theo ước đoán của ta thì ít nhất phải mất 30 năm. Từ phàm đến thánh, độ khó của quá trình này ngươi không tưởng tượng được đâu. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược, yên lặng lắng nghe. Đinh Thược Dược lại nói. Tinh thần chi lực, vô cùng vô tận, sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Ta hiện tại, lợi dụng tụ tinh trận, khiến tinh thần chi lực tiến vào trong cơ thể ngươi, dùng tinh thần chi lực giúp nhục thân của ngươi thành thánh. Vì sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại nói. Vì sao lại giúp ta? Đinh Thược Dược mỉm cười. Khi ta luân hồi ở Đinh gia, bởi vì năm đó từng bị thương quá nặng, thân thể cực kỳ suy yếu, nếu không phải có hồng mông tử khí của ngươi, ta sợ là phải mất mấy chục năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa, về sau đại lục hủy diệt, nếu không phải ngươi cho ta khôi phục trước, giác tỉnh một số năng lực, ta sợ là đã lại rơi vào luân hồi rồi. Dương Diệp trầm mặc. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Dương Diệp. Thiện có thiện báo, ác có ác quả, câu này rất nhiều lúc vẫn có chút đạo lý. Đương nhiên, ta giúp nhục thân của ngươi thành thánh, cũng không phải là hoàn toàn báo ân. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu đi, tinh thần chi lực tiến vào ngươi trong cơ thể ngươi sẽ hơi khó chịu một chút đấy. Vừa dứt lời, hai tay Đinh Thược Dược kết một thủ ấn kỳ dị, trong nháy mắt, dưới chân Dương Diệp xuất hiện một vòng tròn màu xanh. Đinh Thược Dược nói, đây là tụ tinh trận đơn nhất, đợi tinh quang chui vào trong cơ thể ngươi rồi, ngươi có thể chưa thích ứng được ngay, có điều, phải cố gắng chống đỡ, sẽ thay trời đổi đất. Nếu không chống đỡ được thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Thanh âm vừa dứt, hai tay kết thủ ấn của nàng ta biến ảo. Sâu trong tinh không, vô số tinh quang đột nhiên sáng lên, vô số tinh thần chi lực từ sâu trong tinh không bắn tới. Những tinh thần chi lực này hình thành một đạo cột sáng tinh thần cực lớn, trực tiếp chui vào đỉnh đầu Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp trợn lên, lúc này, hắn cảm thấy thân thể của mình như sắp nổ tung. Sau khi tinh thần chi lực chui vào trong cơ thể Dương Diệp thì bắt đầu điên cuồng ép lên nhục thân Dương Diệp. Phương pháp này có chút bạo lực. Mà cái Đinh Thược Dược chọn chính là bạo lực, dùng biện pháp ôn hòa quá lãng phí thời gian. Mà hiện tại, bất kể là nàng ta, hay là Dương Diệp, bọn họ đều không có thời gian. Cho nên, nàng ta lựa chọn dùng loại phương pháp bạo lực nhất này, đương nhiên, nàng ta tin Dương Diệp có thể chống đỡ được. Vô số tinh thần chi lực cuồn cuộn không ngừng từ chân trời rơi xuống, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Vào lúc này, cả người Dương Diệp đều bị tinh thần chi lực bao trùm, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy người của hắn. Mà có pháp trận dưới chân hắn, tinh thần chi lực không thể tiết ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Mà sau khi tiến vào trong cơ thể Dương Diệp thì bắt đầu điên cuồng kích thích nhục thân của hắn, giống như là đang đả thiết vậy, từng chùy. Mà Dương Diệp hiện tại chính là khối sắt đó. Vào khoảnh khắc tinh thần chi lực vừa tiến vào, hắn suýt chút nữa thì hô dừng tay. Loại cảm giác đó, thật sự quá khó chịu. Hắn cảm thấy mình sắp nổ tung thành một đống thịt nát rồi. Nhưng rất nhanh, hắn bảo vệ bản tâm, cắn chặt răng, ép bản thân phải kiên trì. Bỏ cuộc. Bỏ qua cơ hội này, vậy thì không biết phải đợi bao nhiêu năm nhục thân mới có thể đạt tới cấp bậc thánh nhân. Trong loạn thế này, không có thực lực. Người sống không bằng con chó. Hơn nữa hắn không muốn bất lực như lúc trước, chính là khi là đó âm chọc linh lao về phía Tiểu Bạch, hắn lúc đó thật sự có một loại cảm giác bất lực, giống như khoảng khắc hắn nhìn thấy mẫu thân của hắn chết vậy. Trở nên mạnh mẽ. Lúc trước, vì mẫu thân và muội muội, mục tiêu của hắn là trở nên mạnh mẽ, để trở nên mạnh mẽ, bất kể là khổ cực đau đớn gì hắn cũng chịu được. Thân nhân, chính là động lực duy nhất để hắn tiếp tục sống. Không chỉ là hắn, bất kỳ một nam nhân có trách nhiệm nào đều như vậy, mệt chết mệt sống, hơn phân nửa chính là vì thân nhân. Theo thời gian từng chút qua đi, áp lực Dương Diệp phải thừa nhận cũng càng lúc càng lớn, hắn hiện tại, thần trí ngươi bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì hắn sắp không giữ được bản tâm của mình nữa rồi. Bị vô số tinh thần chi lực xuyên vào trong cơ thể, loại cảm giác đó, so với dùng lục đinh thần hỏa đốt người còn khó chịu hơn. Đúng lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, bỏ qua cơ hội này sẽ phải chờ 30 năm. Cơ hội duy nhất. Trong cột sáng tinh thần đột nhiên truyền ra một tiếng gầm. Đây là thanh âm của Dương Diệp. Đinh Thược Dược nhìn vị trí của Dương Diệp, sau đó tiếp tục triệu hoán tinh thần chi lực. Cứ như vậy, kéo dài khoảng 3 tiếng. Rắc.
Ninh Thược Dược nhìn vào vị trí của Dương Diệp, nhục thân của Dương Diệp đã vỡ ra rồi. Tiếp tục đi. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Có điều, thanh âm này cùng suy yếu, giống như sắp tắt thở vậy. Ninh Thược Dược trầm mặc một thoáng, sau đó tiếp tục triệu hoán tinh thần chi lực. Cứ như vậy, vô số tinh thần chi lực lại từ sâu trong tinh không rơi xuống. Trong cột sáng tinh thần, Dương Diệp cắn chặt răng, lúc này, cả người hắn giống như một bình ngọc bị đập mạnh, tuy không triệt để vỡ nát, nhưng cả người đầy những vết nứt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Sau hai canh giờ, cột sáng tinh thần bao vây Dương Diệp đột nhiên vỡ ra. Toàn bộ thân thể Dương Diệp vào lúc này cũng trực tiếp vỡ theo. Ninh Thược Dược ngừng lại. Cả thân thể Dương Diệp trực tiếp vỡ ra. Nhưng linh hồn của Dương Diệp vẫn còn. Theo Ninh Thược Dược dừng lại, trận pháp dưới chân Dương Diệp lập tức biến mất. Tuy Dương Diệp không có nhục thân, nhưng linh hồn vẫn còn. Mà quanh người hắn tinh quang lượn lờ. Dưới cái nhìn chăm chú của Ninh Thược Dược, nhục thân của Dương Diệp bắt đầu mọc lại. Phá rồi lại lập. Nhục thân của Dương Diệp không phải thoát phá, mà là phá rồi lại lập, nói một cách đơn giản thì chính là trùng sinh. Rất nhanh, Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thân thể của mình, sau đó tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền, rắc. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh hắn trực tiếp vỡ nát. Lực lượng. Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Lúc nào lúc này cảm thấy bên trong thân thể của mình có lực lượng vô cùng vô tận. Lực lượng trước kia của hắn so sánh với cỗ lực lượng này giống như là trẻ con so với người lớn vậy. Lột xác chân chính. Vẫn chưa thích ứng à. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Tuy nhục thân hiện tại của hắn đã thành thánh, nhưng lực lượng đối với hắn mà nói vẫn có chút xa lạ. Đinh Thược Dược nói. Rất bình thường. Bởi vì ta là dùng man lực cường hành giúp ngươi đột phá, chứ không phải là ngươi đột phá từng bước, thế nên ít nhiều vẫn có chút tệ đoan, ngươi ngày sau cần phải thường xuyên củng cố. Dương Diệp nói. Đa tạ. Ninh Thược Dược khẽ gật đầu. Ta còn có một số việc phải làm, ngươi cứ tự tiện. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, biến mất. Hắn không tới thần tộc. Mà là tới di tích tiền sử. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới di tích tiền sử, tới trước mặt quan tài, mà khi hắn nhìn thấy cỗ quan tài đó, lập tức nhíu mày. Cái gì vậy? Quan tài đó không giống với trước kia hắn từng thấy. Quan tài lúc này có đầy vết rạn, giống như là bị người ta đập vậy. Đã lâu không gặp. Bên trong quan tài, người thần bí đó đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Lần này đến. Là muốn nhờ tiền bối dạy Tiểu Bạch. Nàng ta cần trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Tiểu Bạch chui ra. Nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía quan tài, vung tay. Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói. Nàng ta quả thật nên trở nên mạnh mẽ. Linh chủ các đời ở trong một vũ trụ, địa vị không kém vũ trụ chi linh, bọn họ cũng đảm nhiệm sứ mệnh. Đảm nhiệm sứ mệnh. Dương Diệp có chút khó hiểu. Người thần bí nói. Bọn họ, có thể hấp thu linh khí, nhưng cũng có thể sáng tạo linh khí cho một thế giới. Có thể sáng tạo linh khí cho một thế giới, cũng có nghĩa là nàng ta có thể cho một thế giới sinh mệnh. Đối với một vũ trụ, một vị linh chủ, vô cùng quan trọng. Có điều ở thời đại này của các ngươi giống như chưa thật sự ý thức được điểm này. Dương Diệp gật đầu. Hy vọng bọn họ vĩnh viễn đừng ý thức được điểm này. Dương Diệp PC ảm thấy, người này rất coi trọng Tiểu Bạch. Người tiền sử nói, ở thời đại của chúng ta, linh chủ có phương thức tu hành của mình, trong đó có một bộ công pháp, là một vị linh chủ kiệt xuất sáng tạo ra, vị linh chủ ấy ở thời đại chúng ta rất nổi danh, lúc trước cũng là nhờ nó giúp nên có thời đại của chúng ta rất nhiều người và rất nhiều linh vật mới có thể sống sót. Nói đến đây, người tiền sử dừng một chút, sau đó lại nói. Bộ công pháp hắn sáng tạo ra tên là Thôn Linh Tạo Hóa Quyết. Vị linh chủ này của ngươi khi cắn nuốt linh khí chỉ đơn thuần dựa vào bản năng để hấp thu, kỳ thật, như vậy là rất không đúng, cũng rất lãng phí. Nếu nàng ta có thể học được bộ công pháp này, khi đó, trừ lão tổ ra, không ai hoặc là sinh linh nào có thể làm gì được nàng ta. Âm Trọc Linh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Tiền bối biết Âm Trọc Linh không?
địch nhân lớn nhất của Tiểu Bạch chính là âm trọc linh đó. Sao, thế giới này có âm trọc linh à? Người tiền sử hỏi lại. Dương Diệp gật đầu. Đã xuất hiện rồi, Tiểu Bạch suýt chút nữa thì chết trong tay nó. Linh chủ làm sao mà sống sót? Người tiền sử đột nhiên hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Bảo vật trong cơ thể ta. Hắn không nói tới Thiên Tú, bởi vì trực giác nói với hắn, tốt nhất đừng để ai biết về. Thiên Tú, người tiền sử nói. Cũng đúng, bảo vật đó của ngươi không sợ âm trọc linh. Điều, e là cũng không làm gì được nó. Dương Diệp nói. Tiền bối biết lai lịch của âm trọc linh à? Biết một chút. Người tiền sử nói. Loại sinh linh này kỳ thật có rất nhiều tương tự với thiên địa linh chủ và vũ trụ chi linh. Linh chủ chí thiện, nhưng, âm trọc linh này là chí ác. Thế gian, có âm phải có dương, có sáng phải có tối. Âm trọc linh này thuộc về loại tối nhất của vũ trụ. Chúng cũng sinh ra cùng thiên địa, trừ phi vũ trụ tan biến, bằng không, chúng sẽ không vong. Đương nhiên, cũng có một số lực lượng có thể tru sát nó, có điều, rất ít, rất ít. Dương Diệp mặt trầm như nước, âm trọc linh này lai lịch không nhỏ. Lúc này, người tiền sử lại nói. Nó là thiên địa của linh chủ, cũng là thiên địch của vũ trụ chi linh, linh chủ trưởng thành nhiên sẽ không e ngại nó, nhưng... Linh chủ ấy của ngươi hoàn toàn chưa trưởng thành. Hiện tại nó chắc không phải là đối thủ của âm trọc linh. Dương Diệp gật đầu. Cho nên, ta hy vọng Tiểu Bạch có thể mạnh hơn, cho dù là không thể giết được âm trọc linh thì chỉ cần có năng lực tự bảo vệ mình là được rồi. Để nàng ta ở đây, nàng ta có thể trở nên mạnh hơn. Người tiền sử đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Có điều, ta muốn ở lại với nàng ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Tiểu Bạch lập tức dùng trán cọ vào cằm hắn. Tuy nàng ta muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng nàng ta không muốn rời khỏi Dương Diệp, cũng không muốn rời khỏi Thiên Tú và Hồng Mông Tháp, cùng với Tiểu Thiên. Không có những người này, nàng ta sẽ cảm thấy rất cô đơn. Cũng may mà Dương Diệp muốn ở lại với nàng ta. Lúc này, người thiền sử nói. Ta biết ngươi lo điều gì, kỳ thật, nói thật, ta cho dù hại ngươi, cũng sẽ không hại nàng ta. Tộc ta từng đáp ứng vị linh chủ đại nhân kia, đời đời kiếp kiếp thủ hộ linh chủ. Tuy rằng chỉ này của ngươi không đi theo ta, nhưng ta sẽ không hại nàng ta. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối nghĩ nhiều rồi, nếu ta không tin tiền bối thì sẽ không dẫn nàng ta tới đây. Ta sở dĩ muốn ở lại, thật sự là do không nỡ rời khỏi tiểu gia hỏa này. Hơn nữa có ta ở đây, nàng ta học cũng nỗ lực hơn, bằng không nàng ta mà lười biếng thì tiền bối khẳng định cũng không làm gì được nàng ta. Người tiền sử nói, cũng được, cứ như vậy, Dương Diệp ở lại trong di tích tiền sử này. Về phần chuyện ngoại giới hắn cũng luôn chú ý, vì là linh khí của là nhân tộc dần dần khôi phục, đám Dương Liêm Sương cũng không phải chuyển đi, có điều Dương Diệp bảo Dương Liêm Sương thu liễm một chút. Hiện tại đại thiên vũ trụ rất rối loạn, đặc biệt là Dương Liêm Sương có quan hệ với Dương Diệp, nếu bị người ta phát hiện, tuyệt đối là một chuyện rất nguy hiểm. Ngoài ra, hắn cũng bảo Dương Liêm Sương tùy thời chú ý động thái của bách tộc và cùng với bốn nhà ở Đại Thiên Vũ Trụ. Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại nhìn thì bình tĩnh nhưng kỳ thực lại là bình tĩnh trước cơn bão. Thực lực bách tộc lúc trước thể hiện ra ở thần chiến trường không chỉ chấp nhiếp thần tộc, cũng trấn nhiếp cả bốn nhà. Bách tộc thật sự liên thủ, là có thể chống lại bất kỳ một nhà nào trong bốn nhà. Hiện tại bốn nhà hơi có chút kiêng kỵ bách tộc, bọn họ không chỉ là phải phòng bị ba không chỉ là... còn phòng bị cả thần tộc, còn phòng bị địch nhân lớn nhất của bọn họ. Nói tóm lại, Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại chia làm mấy tốp thế lực. Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại chỉ còn thiếu một dây dẫn lửa mà thôi. Mà bách tộc hiện tại cũng không coi thần tộc là đối thủ duy nhất, lần đó ở thần chiến trường đã khiến bọn họ minh bạch, còn có thế lực khác đang tính kế bọn họ. Đây cũng là nguyên do bọn họ lúc trước vì sao dưới tình huống có ưu thế mà vẫn không quyết một trận tử chiến với thần tộc. Chính là không muốn để người khác ngư ông đắc lợi. Bất kể Đại Thiên Vũ Trụ như thế nào, Dương Diệp và Tiểu Bạch hiện tại cũng rất bình tĩnh. Sau khi Tiểu Bạch bắt đầu chuyên tâm tu luyện, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của người tiền sử, Tiểu Bạch có thể nói là thật sự tăng mạnh. Hiện tại Tiểu Bạch đã học xong lực lượng tổ hợp, ví dụ như, nàng ta có thể tự tạo ra lôi điện, tạo ra bạo phong, tạo ra thần hỏa, tất cả lực lượng thiên nhiên nàng ta đều có thể sáng tạo ra. Dựa theo lời này của người tiền sử thì cái này gọi là tổ hợp nguyên tố.
tổ hợp đủ loại nguyên tố không nhìn thấy lại với nhau sẽ hình thành loại lực lượng cường đại và thần bí này. Hắn cũng muốn học, nhưng mà, đáng tiếc là, chỉ có Tiểu Bạch học được. Nguyên nhân rất đơn giản, những nguyên tố ấy sẽ chủ động tới gần Tiểu Bạch, sẽ cam tâm tình nguyện để Tiểu Bạch sử dụng, có thể nói, Tiểu Bạch học những cái này không hề có bất gì khó khăn gì. Nhưng đổi là Dương Diệp thì chính là khó như lên trời. Bài xích. Những năng lượng nguyên tố này vô cùng bài xích hắn, nếu hắn cường hành tổ hợp sẽ khiến những nguyên tố này phản kích. Nhưng mà Tiểu Bạch thì lại không. May mắn thật. Lần này Dương Diệp xem như đã được kiến thức sự khủng bố của Tiểu Bạch. 3 tháng sau. Một hôm nào đó, toàn bộ đại thiên vũ trụ đột nhiên sôi trào. Nho gia trong tứ đại gia trong một đêm bị đổ sát. Nho gia bị đổ sát. Toàn bộ đại thiên vũ trụ khiếp sợ. Nho gia bị diệt. Có thể nói đây là một tin tức rất nóng. Nho gia là thế lực gì? Chính là một trong tứ đại gia của đại thiên vũ trụ. Ở đại thiên vũ trụ là một trong những thế lực cao nhất. Thế lực gì mà có thể vô thanh vô tức tiêu diệt Nho gia? Cho dù là ba nhà còn lại liên thủ cũng không thể làm được. Trong nhất thời, toàn bộ đại thiên vũ trụ lâm vào yên tĩnh. Ai nấy đều cảm thấy bất an, có thể nói, tất cả thế lực của toàn bộ đại thiên vũ trụ vào lúc này đều bắt đầu có chút hoảng hốt. Di tích tiền sử. Tin tức này Dương Diệp nhận được cô tin tức này, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Có thể bất chi bất giác đổ sát một nho ra đây tuyệt đối không phải là một người có thể làm được, phải biết rằng, nho ra chính còn có vị lão tổ, mà lão tổ đó thì sao? Đã chết rồi à? Trong điện, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được một cỗ hàn ý. Đúng lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược đột nhiên vang lên trước mặt hắn. Tới nho giới xem thử không? Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn cũng muốn đi xem, vừa hay hiện tại Tiểu Bạch đã học gần xong rồi, nàng ta cũng đã ghi nhớ đã phương pháp mà người tiền sử dạy. Tiếp theo chỉ cần chăm chỉ thực hành là được. Dương Diệp đi tới trước quan tài. Tiền bối, đại thiên vũ trụ đã xảy ra một chuyện. Ta đi xem thế nào. Chuyện của Nho gia à? Người tiền sử nói. Dương Diệp nhìn đó quan tài, sau đó nói. Không ngờ tiền bối cũng biết. Ta rất chú ý tới đại thiên vũ trụ. Người tiền sử nói. Việc này e là không đơn giản đâu. Dương Diệp gật đầu. Rất không đơn giản, tiền bối chắc biết Nho gia có địa vị gì ở đại thiên vũ trụ. Mà bọn họ lại bị đồ sát, nói thật, ta cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm. Ta muốn vĩnh viễn trốn ở đây không ra ngoài. Ngươi cảm thấy nơi này an toàn à? Người tiền sử đột nhiên nói. Dương Diệp hỏi lại. Nơi này không an toàn sao? Người tiền sử trầm mặc một lát, sau đó nói. Cũng không phải an toàn tuyệt đối. Thời đại này của các ngươi so với thời đại của chúng ta thì lạc hậu hơn một chút. Nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Hơn nữa, có một số cường giả, cho dù ở thời đại của chúng ta cũng thuộc về loại cường giả siêu cấp. Tóm lại, tự ngươi cẩn thận chút đi. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Cáo từ. Dương Diệp, Tiểu Bạch cũng học theo Dương Diệp ôm chảo, rất buồn cười. Cẩn thận âm chọc linh đó. Lúc này, người thiền sử đột nhiên nói. Nó nhất định là sẽ không bỏ qua linh chủ, bởi vì, nếu nó có thể cắn nuốt linh chủ, thực lực của nó sẽ nhảy vọt. Kỳ thật, không chỉ là nó, bất kỳ một ai cắn nuốt linh chủ, thực lực đều có thể tăng nhiều. Nho giới. Dương Diệp bắt đầu tới nho giới, hắn rất muốn biết, rốt cuộc thế lực nào không ngờ có thể trong bất chi bất giác tiêu diệt nho gia. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới nho gia, mà lúc này hắn phát hiện, không chỉ hắn, chung quanh còn có rất nhiều người tới nho gia. Hiển nhiên, những người này đều đến để điều tra chuyện của nho gia. Nho giới không bị phát nát, nhưng trong nho gia đã không còn khí tức sinh mệnh. Trong tứ đại gia, Nho gia là một nhà tham dự chuyện thế tục nhiều nhất, môn nhân của Nho gia thường xuyên đi lại trong đế quốc ở thế tục, rất đơn giản, những người này cần tuyên truyền giáo lý Nho gia. Mà Nho gia cũng là nhà có nhiều tín đồ nhất trong 4 nhà. Phàm là người đọc sách, cơ bản đều là tín đồ của Nho gia. Mà Nho giới, cũng là địa phương mà vô số người đọc sách hướng tới. Hiện tại, địa phương này đã triệt để không còn. Sau khi Dương Diệp tiến vào Nho giới, một mùi máu tươi lập tức ùa vào mặt. Nho giới, tương đương với một tiểu thế giới, trong đó không chỉ có đệ tử hạch tâm của Nho gia, còn có rất nhiều cư dân, những người này ở Nho giới, do Nho giới nắm giữ. Mục đích rất đơn giản,
hy vọng có thể từ trong đó chọn lựa ra nhân tài. Mà hiện tại, Dương Diệp đi qua mỗi một tòa thành, đều là thi thể khắp nơi. Tình trạng của những người này là trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ. Dương Diệp đi tới chủ thành của Nho Gia, Văn Thánh Thành. Tòa thành này mới là chủ thành hạch tâm thật sự của Nho Gia, mà lúc này Văn Thánh Thành đã hoang tàn đổ nát. Cả tòa thành, giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp nát. Thảm. Cả tòa thành có thể nói là cực kỳ thảm thiết, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi chảy trong thành như một con suối nhỏ. Mùi máu tươi. Không có linh hồn. Linh hồn của những người này đều đã biến mất. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn đi tới Văn Thánh Điện, ở trước Văn Thánh Điện có pho tượng của một lão già khuôn mặt hòa ái, tóc trắng phau, trên người mang theo một cỗ khí chất khó có thể diễn tả. Nho Tổ, lão già trước mặt này chính là một trong mấy vị cường giả đỉnh cao nhất của Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp nhìn pho tượng này hồi lâu, sau đó đi vòng qua pho tượng, tiến vào Văn Thánh Điện. Mà lúc này, trong Văn Thánh Điện đã có một số người tụ tập. Những người này nhìn Dương Diệp, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Lúc này Dương Diệp mặc một kiện trường bào màu đen rộng thùng thình, bởi vậy, không ai nhận ra hắn. Văn Thánh Điện không bị phá hoại, nhưng trong đây có 11 vị thánh nhân đang ngồi. 11 vị thánh nhân Nho Gia. Mà 11 vị thánh nhân này đã toàn bộ không có khí tức sinh mệnh. Trong điện. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người 11 vị thánh nhân này. Rốt cuộc là ai, có thể khiến 11 vị thánh nhân vẫn lạc như vậy? Trong lòng mọi người đều nhưng không ai cho họ đáp án. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.